Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Một nam nhân đang đau đớn cố gắng sinh con. Bên ngoài có tiếng vọng lại. Tiểu hoa tiểu hoa. Ngươi cố gắng gượng đi. Hắn ta ôm bụng thở hồn hền. Không được ta sắp sinh rồi. Ta không thể duy trì hình người được nữa. Nói rồi tiểu hoa ngã xuống. Con thỏ hét ầm lên. Vậy, vậy phải làm sao? Ta chỉ là con thỏ ta không biết đỡ đẻ tiểu hoa gắng sức nói tự ta làm được ngươi canh cửa giúp ta đừng để bất cứ ai vào đây nghe vậy thỏ liền chạy đi ngay cứ giao cho ta tiểu hoa tay nắm chặt lấy chăn đuôi rắn dần lộ ra trên đời này đâu có thuốc hối hận mệnh ta do ta không phải do trời một lúc sau hai quả trứng đã được sinh ra thỏ lo lắng hỏi tiểu hoa ngươi vẫn ổn chứ sinh con có phải rất đau không tiểu hoa ôm lấy quả trứng ta không sao đáng tiếc hai đứa bé không thể lớn lên bên mẹ nó thế gian bao la là làm sao ta mới tìm được cô ấy thỏ liền nói ta có cách Tuy ngươi không có cách nào cảm nhận khí tức của cô ấy, nhưng con ngươi lại có quan hệ máu mủ với cô ấy, cho đứa bé ngừng trưởng thành, đợi cô ấy quay lại, hai đứa sẽ tự đến bên cạnh mẹ nó, chỉ cần còn có con, sẽ có một ngày hai người gặp lại nhau, Tiểu Hoa ánh mắt buồn mã, chúng ta sẽ có một ngày được gặp lại nhau, chuyển cảnh tới phái Lộ Hoa, núi Quần Ngọc, tiếng la mắng vang vọng, Nghiệt Đầu Vân Dung lại chạy đi đâu chơi rồi, ngay cả đại điển tế tiên cũng không tới tham gia. Như Phong chắp tay quỳ xuống, sư tôn chớ giận, lần này sư tỷ thật sự xuống núi diệt yêu ma mà giờ như phong sẽ đi tìm sư tỷ về ngay ngọc dương chân nhân liền nói con nói với nó lần này mà còn gây họa vi sư nhất quyết không tha cũng đến lúc cho nó một bài học nhớ đời rồi như phong sợ hãi tiêu rồi tiêu rồi lần này sư tôn muốn làm thật rồi một bên khác một nam nhân rẻ dặt nói tiên trưởng cảm ơn ngài nếu không nhờ có tiên trưởng một nam tử yếu đuối như ta làm sao đối phó với lũ chuột tinh làm loạn khắp nơi vân dung chắp tay nói phái lộ hoa ta là chính phái lừng lẫy thiên hạ ta là đệ tử phái lộ hoa chảm yêu trừ ma vốn chính là nghĩa vụ mà vân mỗ phải làm tròn sao có thể nhận tiền được công tử không cần như vậy hắn ta nghe xong thán phục không hổ là tiên trưởng phái lộ hoa chính khí đầy mình thật đáng khâm phục nhưng ta thật sự rất ái náy ngoài tiền ra tiên trưởng còn muốn thứ gì không nếu tiên trưởng cần gì cứ việc nói thẳng vân dung không ngần ngại nói còn có thể nói thẳng sao hay lắm công tử ta có thể sờ mông ngươi được không hắn ta nghe xong sợ hãi rồi đấm cho cô một phát đồ biến thái vân dung cạn lời đánh người không đánh mặt chứ lúc này như phong tìm tới cuối cùng cũng tìm được sư tỷ rồi mau về với ta sư tôn đang nổi trận lôi đình đấy sư tỷ mặt tỷ sao vậy vân dung ôm mặt nói đây là vết thương lúc đánh nhau liều chết với lũ chuột tinh hôm nay không sao giống được thời buổi này đều giữ dằn quá về tới núi ngọc quần hai người quỳ xuống trước mặt ngọc dương chân nhân vân dung nói nhỏ với như phong ấn đường sư tôn đen kịt sắc mặt tái xanh xem ra hôm nay có họa sát thân như phong sợ hãi tỷ đừng nói nữa lúc này ngọc dương chân nhân quay lại vân dung còn biết sai chưa Vân Dung dõng dạc nói, đệ tử biết sai, xin sư tôn tha mạng chó của đệ tử, như phong bên cạnh mà cạn lời, nhận sai nhanh thật. Ngọc Dương chân nhân tức giận, con xem con vẫn chẳng có tí thành ý gì cả, con nói cho ta nghe xem con sai ở đâu. Vân Dung ngập ngừng rồi nói, đệ tử sai ở, lúc này có giọng nói vang lên, sư tôn, tế phẩm của đại điện đã đủ, hiện cất giữ trong kho núi. Sáng mai con sẽ đưa sư đệ sư muội đi bày đồ lên, Vân Dung liền nói, đại sư huynh hôm nay đẹp tựa chim sa cá lặn, hoa nhiều nguyệt thẹn, vóc dáng ngày càng gợi cảm rồi không biết có muốn hẹn hò dưới trăng với muội cùng uống một ly rượu qua đêm không bạch anh nghe xong mặt tái mét ngọc dương chân nhân tức giận cho vân dung một cái tát ta thấy con đúng là cái nết đánh chết không đổi đấy bảo con xuống núi trừ yêu không phải xuống núi ôm nam nhân ngày nào cũng có người khiếu nại phái lộ hoa chúng ta nói con ngay cả thằng ngốc nhà vương đồ tể cũng không bỏ qua con còn là người không hả vân dung còn mạnh miệng nói nhưng sư tôn thằng ngốc đó thực sự quyết rũ xinh đẹp như tiên ngọc dương chân nhân tức giận mắng quyến rũ đúng không xinh đẹp như tiên đúng không ngứa đòn đúng không, không hiểu tiếng người đúng không, ngay cả đại sư huynh cũng không bỏ qua đúng không, Như Phong nhìn mà sợ hãi, sư tỷ, Vân Dung bị đánh nhưng vẫn nói, không sao bị đánh nhiều năm khả năng chống đỡ được nâng cao rồi, sư tôn còn gì lên luôn một lần đi, Ngọc Dương chân nhân xoa cổ tay, cũng phải vi sư đánh con cũng mệt rồi, lần này nhất định phải khiến con ăn trái đắng, được bài học nhớ đời, vi sư phải khiến con không bao giờ ôm nam nhân được nữa, nói rồi bà liền biến Vân Dung thành một đứa trẻ, Như Phong lo lắng gọi, sư tỷ, sư tỷ, biến thành trẻ con vân dung ngương ngác tại sao ta lại biến thành trẻ con ngọc dương mỉm cười nói không sai bắt đầu từ bây giờ con sẽ luôn ở trong hình dạng trẻ con ta xem con còn đi phong lưu kiểu gì vân dung đau đớn hét lên không sau khi cô rời đi bạch anh liền hỏi sư tôn sau này sư muội còn biến về được không ngọc dương liền nói nó vốn là thiên tài tuyệt thế nhưng tâm tính ngang bướng tùy tiện nếu không dùng cách đặc biệt thế này chỉ nó cả đời nó sẽ hoang phế mất yên tâm cơ duyên đến là nó sẽ tự biến về như cũ bên chỗ vân dung vừa đi dạo cô vừa kêu than hôm nay thảm quá không những bị mỹ nam đánh bị sư tôn đánh còn biến thành trẻ con không có sức hút nữ tính của ta thì sau này làm sao đi phong lưu lúc này cô thấy hai quả trứng trước cửa sao trước cửa phòng mình lại có cái giỏ này vân dung cầm lấy hai quả trứng ai ân cần thế còn đưa cho ta hai trái trứng chắc là như phong đây trứng này to quá trứng đà điều à xem ra chỉ có thể ăn trứng hấp để an ủi tâm linh bị tổn thương của ta thôi nói rồi cô đổ nước nhóm lửa luộc trứng Ngày mai phải cầu xin sư phụ biến ta về như cũ, hy vọng bà ấy sẽ hết giận nhanh. Lúc này Như Phong gõ cửa, sư tỷ tỷ vẫn ổn chứ? Ta tới thăm tỷ đây. Sao trước cửa phòng tỷ lại có cái giỏ vậy? Vân Dung nói, sư đệ ta còn tưởng đệ mang trứng tới chứ, xem ra là có người tốt muốn an ủi ta bằng món ngon rồi. Có khi nào là đại sư huynh không? Lúc này Như Phong phát hiện trong giỏ có mảnh giấy, sư tỷ trong giỏ còn có mảnh giấy, hình như là để lại cho tỷ đấy, viết gì vậy? Hai người mở ra đọc, ta mệt rồi, hai trái trứng này là con của nàng nàng phụ trách nuôi dưỡng chúng đi nhé cha của các con hai người đều ngơ ngác con trứng là con rồi hoảng hốt nhìn sang bếp lửa con của ta hai người mỗi người một quả vội vàng nhấc ra khỏi bếp lửa như phong nhìn chúng không khỏi nghi ngờ đừng nói bị nấu chín rồi nhé vân dung đáp không bỏng tay cũng ổn hơi ấm cô nói tiếp nghĩ kỹ lại mảnh giấy này chắc chỉ nói bừa thôi rõ ràng là hai trái trứng sao lại là con ta trứng to thế này chắc là trứng đà điều quá như phong sợ hãi lùi lại sư tỷ tỷ là đồ cầm thú không ngờ ngay cả đà điểu tỷ cũng không tha vân dung cạn lời để đang nghĩ gì vậy cô cầm quả trứng lên để người thấy gì không hình như có một chút vân dung nói trứng này có yêu khí thoang thoảng nếu là trứng yêu quái thì to thế này cũng không có gì lạ như phong lại lùi ba bước sư tỷ không ngờ ngay cả yêu tinh mà tỷ cũng vân dung thở dài sao ta chẳng có ấn tượng gì như phong nói thì tỷ đói quá ăn bừa giờ nợ phong lưu ở bên ngoài tìm tới đấy tỷ mau nhớ lại đi rốt cuộc cha đứa trẻ là ai vân dụng ngưng ngác đếm bảo ta nhớ làm sao được rốt cuộc là thạch lựu quế hoa hay là tiểu hồng không không có khả năng là trà trà hoặc là lượng nhi như phong nhìn cô bất lực tóm lại đối mặt với hiện thực đi tỉ ngủ với yêu tinh còn có con với yêu tinh nếu sư tôn biết được vân dung vội che miệng hắn lại xịt 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 nếu sư tôn biết thì ta mất mạng chó này quá sư đệ tuyệt đối đừng nói ra nhé muốn gì ta cũng đồng ý như phong mừng rỡ thật sao muốn gì cũng đồng ý sao vân dung ôm lấy quả trứng ta thể với trứng như phong thở dài bỏ đi nếu đã là trứng của tỷ thì tỷ tự nghĩa cách ấp trứng nở đi ta đi đây vân dung kéo tay hắn lại sư đệ khoan đã lại sao nữa vân dung ngại ngùng nói từ xưa đến nay đều là gà trống đẻ trứng gà trống ấp trứng một con mái như ta một nữ nhân như ta sao có thể ấp trứng nở còn phải nhờ sư đệ giúp đỡ cũng phải có người ấp trứng chứ như phong đỏ mặt sư tỷ không ngờ tỷ lại muốn ta ấp trứng giúp tỷ vậy tỷ nói xem con nở ra tính là con ai hả chỉ cần là con của ta thì ta nhận làm cha luôn vân dung trần chừ nói cái này cứ thấy trọng tâm không đúng kiểu gì ấy cô quay mặt đi con vẫn phải đi tìm cha ruột mới được chứ nhỉ như phong nghe vậy thì dỗi nhảy xuống khỏi giường vậy ta không giúp nam nhân khác ấp trứng đâu có ấp cũng phải ấp trứng của mình cơ tỷ tự tìm cha ruột của con tỷ đi vân dung nước mắt thảm thương gọi sư đệ thế là người mẹ lô ly vân dung chỉ có thể thu xếp hành lý ngay trong đêm mang theo hai quả trứng bước lên con đường tìm cha bọn trẻ cô đến chỗ người quen để hỏi thạch lựu ta là vân dung ta thật sự là vân dung chỉ bị làm phép biến hình thành trẻ con mà thôi thạch lựu hất mái tóc nói sao lại nhỏ đi rồi đồ quỷ này lần trước còn nợ tiền nô ra bao giờ mới trả hết đấy vân dung nói ta không tới để trả tiền thế tới đây bắt yêu tinh là nô ra sao ghét quá nô ra không có hứng thú với bé gái đâu vân dung đưa hai quả trứng trước mặt hỏi thạch lựu đây là trứng ngươi đẻ ra à thạch lựu nghe xong thì cho cô ăn một cái tát cô rửa hơi à ta thấy đầu óc cô uống nước rồi đấy cô đẻ trứng thì có vân dung bị đánh còn kêu đừng đánh mặt tiếp đến cô lại đến hỏi quế hoa Quế Hoa đây là trứng ngươi để ra à? Quế Hoa tức giận vậy là lại thêm một cái bà tay. Nhóc con nào đây? Đầu óc có vấn đề à? Ta là Vân Dung. Đến chỗ Tiểu Hồng vẫn ăn bà tay. Tiểu Hồng trứng của ngươi. Tiểu Hồng hét lên. Cứu với! Có bé gái dê sồm quấy rối người ta. Vân Dung đau khổ nhìn hai quả trứng. Vì hai trái trứng này mà ta trả giá nhiều như vậy. Rốt cuộc cha bọn trẻ là ai? Lúc này có người đi tới. Cô bé, trứng này được đấy mua ở đâu vậy? Vân Dung nói. Ta cũng không biết mua ở đây. Có thể nói cho ta biết không? Bà cô chỉ tay vào quả trứng nói, những thứ hiếm lạ này không nhiều lắm, muốn nói ở đâu có, tóm lại chỉ cần là vật quý hiếm, cô đều có thể đến hỏi hoa gia lương châu. Chấp 61, Vân Dung ôm hai quả trứng lớn nhìn vị đại thẩm trước mặt hỏi, hoa gia lương châu, hình như ta nghe nói hoa gia rất giàu có, đại thẩm nhìn cô mỉm cười nói. Thương hội Hoa Gia Quy Long Hằng là thương hội lớn nhất Lương Châu, vì chỗ họ có rất nhiều báu vật hiếm gặp, vì thế mấy năm nay rất nổi tiếng. Vân Dung nhìn hai quả trứng trong lòng trầm mặc suy nghĩ, trứng này không giống trứng tầm thường, còn có chút yêu khí chi bằng đến lương châu xem thử lỡ trứng này thực sự có liên quan tới hoa gia, bỏ đi hai quả trứng mà thôi sao phải tự rước lấy phiền phức đại thẩm nhìn cô nhắc nhở ta nhiều chuyện một tí cô nhất định đừng giống những tiểu cô nương khác đi chơi chọc hoa quả phu hai mắt vân dung sáng lên hoa quả phu đại thẩm gật đầu giải thích chính là hội trưởng của thương hội hoa gia ông chủ hoa thường ông chủ hoa này còn trẻ thê chủ đã mất nên thành quả phu còn tiếp quản tất cả việc kinh doanh của thương hội làm ăn rất phát đạt đây là một nam nhân cực giỏi tuy hắn hầu như không lộ mặt nhưng nghe nói hắn xinh đẹp tuyệt trần tất cả nữ tử từ từng gặp hắn đều điên đảo vì hắn rất nhiều nữ tử táng ra bại sản chỉ để được gặp hắn nhưng sau khi gặp mặt lại không cách nào miêu tả được dung mạo của hắn họ chỉ biết nhìn hắn cười ngây ngốc tuy cô còn nhỏ nhưng cô đừng không đợi đại thẩm nói hết vân dung đã không đợi nổi nửa chạy nhanh di đa tạ đại thẩm giờ ta đi ngay không ngờ còn có kiểu quả phu này nơi nào có mỹ nam nơi đó có vân dung ta thành lương châu náo nhiệt thật Vân Dung ôm hai quả trứng tò mò nhìn xung quanh, không biết nơi này có tiểu yêu để ta diệt trừ không, kiếm ít tiền lẻ đi ở chỗ nào. Hả? À, treo thưởng. Cô vội đi đến cạnh bảng tin đọc thông báo, tìm hai quả trứng, nếu phát hiện người mang theo hai quả trứng, hãy giao nộp cho nha phủ, sẽ được thưởng 500 lượng. 500 lượng, đợi đã, chẳng phải đấy chính là ta sao? Mọi người xung quanh liếc nhìn cô, lúc này Quan nha đi đến nhìn thấy cô đang ôm hai quả trứng thì hô lên. Tìm được rồi, chính là cô ta, con nhóc kia, có mang theo trứng kìa. Vân Dung giật bắn mình, cái gì cô co chân lên chạy nhanh đi quan binh vội đuổi theo cô đừng chạy giao trứng của cô ra đây mặt vân dung xám xịt khóc không ra nước mắt ôi vừa tới lương châu đã bị treo thưởng truy nã rồi trong đại lao vân dung và hai quả trứng bị giam trong nhà lao cô bất lực thở dài trong lòng chết tiệt tuy công lực ta vẫn còn nhưng mang theo hai quả trứng này thật quá vướng víu con cái gì vậy chứ đợi đến quy long hành nhất định phải bán với giá tốt huyện lệnh đại nhân tới rồi huyện lệnh đi đến giận dữ nhìn cô tiểu tặc này lại dám trộm đồ của hoa gia vân dung đặt hai quả trứng xuống nhìn cô ta vội giải thích đây là hiểu lầm huyện lệnh đại nhân hãy nghe ta nói mấy ngày trước hai trái trứng này được đặt trước cửa phòng ta không phải ta trộm đâu huyện lệnh nhìn cô hừ lạnh một tiếng có bịa cũng bịa lý do nào hợp lý chứ bản huyện chỉ biết ông chủ hoa treo thưởng lớn để tìm hai trái trứng này từ rất lâu rồi hôm nay bản huyện đã tìm thấy tất nhiên phải lấy trứng giao nộp cho ông chủ hoa người đâu mau lấy trứng lại hai quan sai vội đáp vâng vân dung tức giận ôm chặt lấy hai trái trứng vào lòng không không được hai trái trứng này là con của ta muốn giao nộp cũng phải tự ta đi giao hai quan sát nhìn cô như nhìn kẻ ngốc vậy đầu óc tiểu cô nương này chắc hơi có vấn đề thật đáng thương tuổi còn nhỏ đã vậy một lá bùa được rút ra vân dung cầm lá bùa trong tay cảnh cáo đám người các ngươi còn tiến thêm một bước thì đừng trách vân dung ta không khách sáo hai lá bùa dán lên ngực hai quan sai vân dung gầm lên một tiếng phá à, một tiếng nổ lớn vang lên hai quan sai bị thương lùi lại phía sau á à, tiểu cô nương này rất ghê gớm trông giống chiêu thức của phái lộ hoa thấy quan sai nhân lúc cô không để ý liền ôm trứng của cô đi vân dung tức xì khói ngươi dám trộm trứng đứng lại co ta lá bùa dán trên lưng quan sai kia cô ta hét lên một tiếng a à, hai quả trứng trên tay cô ta liền rơi xuống đất nứt vỡ mặt vân dung biến sắc cả người cô run lên trứng của ta hai quả trứng rơi xuống đất phần vỏ bên dưới liền vỡ ra vân dung vội đi đến vẻ mặt tái nhợt trứng trứng của ta huyện lệnh nhìn cô lạnh giọng nói được rồi cô không ngoan ngoãn giao nộp trứng giờ trứng vỡ rồi bản huyện phải bắt cô tới chỗ ông chủ hoa, đưa cô ta đi. hai quan sai rút kiếm ra cẩn thận tiến về phía cô. vân dung nhau mắt lại giận dữ nhìn bọn chúng. người phàm, các ngươi lại dám làm vậy với con ta? quả trứng đột nhiên lăn lông lốc, mọi người kinh ngạc nhìn sang. hai tên nha sai sợ hãi kinh ngạc há hốc miệng. trứng, trứng tự lăn kìa. một bàn chân bé xíu từ trong quả trứng thò ra. mọi người sợ hãi mặt tái mét. á, à, trứng mọc chân rồi. phần vỏ trứng bên trên bắt đầu nứt vỡ. một em bé xinh đẹp phá trứng ra, hai mắt to tròn long lanh nhìn xung quanh. Vân Dung ngạc nhiên xúc động nhìn đứa bé, con của ta, cô vội đi đến bế đứa bé lên, con của ta, tốt quá may mà bên trong đã thành con, làm mẹ hết hồn, quả trứng bên cạnh cũng ngọ nguậy. Hai bàn chân bé tí thò ra, bé con trong lòng Vân Dung nhảy xuống bên cạnh quả trứng kia rồi nó dùng bàn tay bé xíu vỗ vỗ mấy cái, một đứa bé nữa chui ra. Vân Dung hạnh phúc mừng chảy nước mắt bế hai đứa bé lên, ồ, con của ta, xong hỉ lâm môn rồi, huyện lệnh nhìn thấy cảnh này sợ hãi mặt tái mét, chuyện, chuyện, chuyện này là sao, Bé con tóc hồng hai mắt trừng lớn phát hiện kẻ xấu, nó liền xông đến húc mạnh vào người Huyện lệnh, Huyện lệnh phụt một tiếng ngã về sau, hai nha sai sợ hãi hét lên. Huyện lệnh đại nhân, Vân Dung hai mắt sáng rực, cô giơ ngón cái lên nhìn bé con tóc hồng khen ngợi, không hổ là con của ta, quả nhiên không phải người bình thường. Vừa nhìn đã thấy là kỳ tài luyện võ có thiên phú vượt trội, có điều nơi này không thể ở lâu, bỏ chạy với mẹ nào, nói xong cô liền ôm hai đứa bé chạy trốn, vỏ trứng rơi xuống đất. Vân Dung nhíu chặt mày lại vẻ mặt đầy khó xử, tuy đã trốn thoát nhưng vấn đề mới lại tới hai đứa bé nằm dưới đất khóc oa oa vân dung bất lực cầm bộ quần áo lên ta chết mất có tí tiền đều mua y phục cho các bé rồi tốt xấu gì cũng phải cho các bé mặc đồ đã phải mặc thế nào đây nhưng đồ ăn thì lấy đâu ra đây ta đâu có sữa thấy bé tóc hồng có vẻ không đúng lắm vân dung mặt xám xịt vội bế nó lên đợi đã con đang làm gì vậy sao lại dạn thế đừng nói con muốn một bãi phân nhỏ rơi xuống đất vân dung kinh hoàng hét lên không trong hoa phủ người hầu vội chạy vào bẩm báo ông chủ hoa ông chủ hoa huyện lệnh đại nhân vừa phái người truyền tin nói là tìm được người mang theo chứng rồi người đàn ông được gọi là hoa đại nhân tay cầm viên thuốc nhỏ máu tím lên lạnh nhạt nói tìm được rồi à ở đâu người hầu ngập ngừng đáp chuyện này nhất thời không cẩn thận để cô bé ấy trốn thoát rồi hoa đại nhân nằm trên giường lạnh lùng ra lệnh phái người đi tìm sau đó theo dõi cô ấy hắn nhét viên thuốc vào miệng khóe miệng khẽ nhếch lên cuối cùng cũng chờ được nàng ấy nô ra đợi đến hoa sắp tàn luôn rồi thê chủ của ta hai đứa bé khóc không ngừng Vân Dung bế hai đứa bé lên tay lúng cuống không biết phải làm sao, cứ khóc hoài phải làm sao đây, không còn đồng nào nữa rồi, ta đi đâu tìm sữa đây. Đột nhiên thấy một người đàn ông mập mạp từ xa đi tới mắt cô lóe lên, công tử này có vẻ rất nhiều sữa. Vân Dung đi đến vỗ lên vai người đàn ông mập mạp kia mỉm cười hỏi, công tử, có thể mượn ít sữa của ngươi không? Người đàn ông mặt tái nhờ tức giận đấm cho cô một cái, biến thái, người ta vẫn là khuê nam mà, nghe thấy có động tĩnh lớn. Hai nha sai vội chạy đến, nhìn thấy cô hai người tay cầm kiếm vẻ mặt đầy cảnh giác, tìm được rồi, ở đó vân dung vội ôm hai đứa bé lên chạy đi lại bị phát hiện rồi nhìn thấy hai đứa trẻ khóc không ngừng lòng cô dối như tơ vò con đừng khóc nữa mẹ còn muốn tìm một nơi để trốn đây nhìn căn nhà sang trọng hai lầu đèn trong nhà vẫn sáng hai mắt vân dung sáng lên tìm được rồi một nơi rất tốt để trốn hai người đàn ông xinh đẹp trong nhà nhìn thấy vân dung bế hai đứa trẻ đến thì mỉm cười nói tiểu muội muội thật đáng yêu tới đây có việc gì thế ôi có phải hai đứa bé này đói rồi không vân dung quỳ dưới đất bên cạnh là hai đứa bé khóc không ngừng Cô đáng thương nhìn hai người đàn ông xinh đẹp kia cầu xin, "Các vị ca ca, ta và muội muội Đệ Đệ từ nhỏ đã không có cha, mẹ ta tới đây chơi, cũng chẳng đút sữa cho muội muội Đệ Đệ, ta chỉ có thể tới đây gọi mẹ ta về nhà." Mama từ trong bước ra nhìn cô hỏi, "Đứa bé đáng thương, mẹ muội tên gì?" Vân Dung bịa ra một cái tên, "Mẹ ta tên Thiên Bảo." Mama nhìn người đàn ông bên cạnh nói, "Không biết là vị khách nào, cũng không thể làm khách mất hứng, Quy Nhi, lấy ít sữa cho bọn trẻ uống, uống xong thì mau đuổi về đi." Người đàn ông tên Quy Nhi kia vội đáp, vâng mama quy nhi cởi áo của mình ra nhìn vân dung nói đây sữa tới đây uống đi nào nhìn hai đứa trẻ bú sữa nhiệt tình khóe miệng vân dung giật giật tuy cảm giác có gì đó không đúng nhưng ít nhất cũng giải quyết được vấn đề sữa cho lũ trẻ đột nhiên cô bị người ta kéo về phía sau một đám mỹ nam vây xung quanh cô hỏi han ân cần tiểu muội muội thật đáng yêu lớn lên nhất định phải tìm nô ra chơi nhé nhất định phải học mẹ của muội nhé vân dung cười gượng mấy tiếng ha ha vâng các ca ca nhìn bờ ngực rắn chắc rồi vòng mông căng mịn trước mặt Vân Dung hai mắt sáng rực chảy cả nước miếng, sư tôn người tính sai rồi. Ai nói con nhỏ lại thì không thể ôm nam nhân, ta không những ôm được, bây giờ còn có thể ôm chùa. Cô nhìn nam nhân trước mặt háo sắc nói. Các ca ca, Dung Dung cũng muốn uống sữa, nam nhân trước mặt xấu hổ hai má đỏ lên. Ôi, bé hư hỏng, lúc này hai nha sai bước vào nhìn mọi người bên trong nói. Có người nhìn thấy Vân Dung trốn ở đây, tìm cho ta. Vân Dung tức đến nghiến răng, thế mà lại đuổi tới đúng lúc này, đáng hận đáng hận. Mama vội tiến lên ngăn hai nha sai kia lại, ôi các vị đại nhân đừng tìm người nữa tới chơi đi vân dung vội bế hai đứa nhỏ trốn vào một góc rồi nhân lúc không ai để ý thì bế hai đứa bé đi phải trốn trốn tránh tránh thế này tới lúc nào chi bằng ta tự đi tìm ông chủ hoa đàm phán vậy hai đứa bé nhất trọng với hắn nhất định có thể đổi được giá tốt thấy trong phòng phát yêu khí vân dung nhíu chặt mày lại nơi này có yêu khí hay cho thiên hỉ các thế mà lại có yêu tinh trốn trong đây để vân dung ta trừ yêu lấy của mama ít tiền thưởng nuôi con nào cô vội đặt hai đứa bé xuống một góc con ngoan ở đây đợi mẹ nhé hai đứa bé mở to mắt ngơ ngác nhìn cô vân dung đứng dậy đi đến trước một căn phòng yêu khí ngày càng nồng chính là căn phòng này cô cẩn thận mở cánh cửa ra quả nhiên có người sau tấm rèm đỏ là một bóng người cao lớn hoàn mỹ bóng lưng sáng bóng mái tóc hồng thướt tha vân dung vén tấm màn đỏ ra tay cầm lá bùa hô lớn yêu tinh xem ngươi chạy đi đâu bó tay chịu trói đi đường nhân ngư xinh đẹp người đàn ông đứng trong bồn tắm quay đầu lại liếc nhìn cô vân dung không chịu nổi liền xịt máu mũi đúng thật là yêu tinh Hoa đại nhân quay đầu lại nhỏ giọng nói, "Kẻ nào?" Hắn bất lực thở dài trong lòng, "Hai, lại là nữ nhân nào lẻn vào nhìn trộm rồi?" Vân Dung ngồi sau tấm rèm đỏ sợ hãi không dám lên tiếng, nhìn đến mê mệt, "Kết quả bị phát hiện rồi, yêu tinh này đúng là đẹp đến đáng chết, làm sao đây? Có nên xông ra hàng yêu luôn không?" Người đàn ông tóc hồng ngồi trong bồn tắm lười biếng nói, "Cô còn không ra, nô ra sẽ la lên đấy." Vân Dung đứng thẳng dậy, cô vội chạy ra giả bộ đáng thương nhìn hắn nói, "Ca ca, Dung Dung và muội muội đệ đệ lạc nhau, không cố ý tới đây đâu." Kaka ca ca tắm tiếp đi, dung dung đi ngay. Hoa đại nhân lấy tay che ngực giả nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên. Ồ, tuổi còn nhỏ đã đi học nhìn trộm, còn muốn bỏ chạy, thật đáng đánh. Vân dung xịt máu mũi, cô cười gượng vội giải thích. Không không không, dung dung thật sự không nhìn trộm, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Hoa đại nhân mỉm cười nhìn cô đầy nghiêng ngẫm. Cô bé này có tiên khí lượn lờ, thiên phú hơn người, không giống người phàm. Chẳng lẽ là nàng ấy? Hắn nhìn cô nhỏ giọng nói. Muội không cần sợ hãi, mau đứng dậy đi, để nô ra nhìn xem nào đột nhiên vân dung bắt lấy cổ tay hắn rồi ép hắn dựa vào thành bồn tắm ngươi sơ xuất rồi ta và vân dung đệ tử thân truyền của ngọc dương chân nhân phái lộ hoa yêu tinh bó tay chịu trói đi hoa đại nhân khẽ cười một tiếng thì ra là một tiểu tiên trưởng tiểu tiên trưởng thật quá đáng hắn bày ra bộ dáng gợi cảm quyến rũ nhìn cô hỏi muội xem nô ra có chỗ nào giống yêu tinh không vân dung mắng thầm trong lòng chỗ nào cũng giống yêu tinh cô túm chặt lấy hắn lạnh giọng nói nói nhiều cũng vô ích đuôi của ngươi giấu dưới nước hoa đại nhân nhấc đôi chân thon dài của mình lên cho cô xem tiểu tiên trưởng chỉ cái này à vân dung sửng sốt hắn có chân hoa đại nhân ghé sát mặt cô dịu dàng nói muốn nhìn dưới nước thì cứ nói thẳng tiên trưởng còn nhỏ thế mà cũng biết không ít nha vân dung nhíu mày nhìn hắn yêu có thể hóa hình người chân có thể biến ra nhưng yêu khí của ngươi đã bán đứng ngươi rồi hả yêu khí đâu cô kinh ngạc nhìn xung quanh sao không thấy yêu khí nữa hoa đại nhân mỉm cười nhìn cô hỏi yêu khí yêu khí gì cơ tiểu tiên trưởng có thể buông nô ra ra chưa muội làm đau người ta rồi vân dung xịt máu mũi cô nhìn vòng ngực căng mọng của hắn ngơ ngác hỏi đau đau chỗ nào bản tiên trưởng nhất định sẽ chịu trách nhiệm đích thân xoa cho người lúc này người hầu từ bên ngoài xông vào ông chủ hoa nhìn thấy vân dung đang trong phòng sàm sợ ông chủ của mình hắn tức giận gào lên tiểu dâm tặc nhà ngươi ngươi trộm trứng thì cũng thôi đi còn dám sàm sợ ông chủ hoa vân dung kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt hắn chính là hoa thường sao hoa thường mỉm cười nhìn cô quả nhiên là nàng ấy tên người hầu kia vội kéo vân dung ra khỏi người hoa thường bắt con nhóc háo sắc này lại vân dung oan uổng kêu lên không phải ta chưa kịp sàm sữa hắn sao có thể gọi ta như vậy tên người hầu nhíu mày nhìn hoa thường bẩm báo ông chủ hoa chính cô bé này mang chứng tới lương châu bị huyện lệnh đại nhân bắt được sau đó lại mang theo hai đứa trẻ vượt ngục bỏ trốn hoa thường mặc áo lên người rồi hắn quay người lại nhìn tên người hầu kia nhàn nhạt, nhạt nói vất vả cho huyện lệnh đại nhân rồi đi nhận tiền thưởng đi cô bé này và hai đứa trẻ cứ giao cho ta người hầu vội đáp vâng hoa thường mỉm cười dịu dàng nhìn vân dung cuối cùng cũng tìm được nàng vân dung sợ hãi nhìn hắn vội nói ông chủ hoa đứa bé là của ngươi ngươi cứ đưa đi đi dung dung chỉ là đứa bé gái bình thường ngươi bắt ta cũng vô ích ta đưa bọn trẻ tới đây không công vậy ta tự đi hoa thường vòng tay qua bế cô lên đi thấy hết của nô ra rồi nô ra phải đưa muội về chịu trách nhiệm nô ra muốn xem thử tiểu tiên trưởng hàng phục yêu tinh là nô ra hai yêu tinh đây ăn luôn tiểu tiên trưởng nghe hắn nói vậy hai mắt vân dung sáng bừng lên cô vội nắm lấy tay hắn hỏi lại cái gì còn có chuyện tốt thế sao đúng ý ta đấy chúng ta đại chiến 300 hiệp đi hoa phủ ngay trong đêm hoa thường nằm trên giường đầy quyến rũ nhìn cô mời gọi tiểu tiên trưởng tới đây nào chẳng phải muốn đại chiến 300 hiệp với nô ra sao vân dung xịt máu mũi hoa thường nằm trên giường nhìn cô mời gọi sao lại ngây ra đó còn không tới đây đại chiến 300 hiệp nào vân dung ngơ ngác nhìn hắn thật sự cho không có chuyện tốt như vậy thật sao cô hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại vân dung tỉnh táo lại đi đây là một yêu tinh còn là một yêu tinh có cấp bậc rất cao không thể mắc lửa cô ngẩng đầu lên cười gượng nhìn hắn nói đa tạ ông chủ hoa yêu quý nhưng vân mỗ chỉ là một cô bé ngươi cũng không thể ra tay với một đứa trẻ chứ hoa thường tiến sát mặt cô nhỏ giọng nói có ra tay hay không đến địa bàn của nô gia thì phải do nô gia quyết định lẽ nào tiểu tiên trưởng trên nô gia là quả phu hoa tàn bại liễu không muốn gần gũi với nô gia tiểu tiên trưởng ngươi phải nghe nô gia kể khổ đó vẻ mặt vân dung đầy hưởng thụ a à, thơm quá à không Vân Mỗ rửa tai xin nghe, mời ông chủ Hoa kể. Hoa thường ngồi trên giường ôm lấy cô bắt đầu kể. Nô gia từ khi thê chủ qua đời, một thân một mình ở lại căn nhà lớn này, cô đơn lắm đó. Nô gia vẫn luôn đợi một người tri tâm, có thể yêu thương ta như thê chủ. Vân Dung nhìn hắn tò mò hỏi, thê chủ của ngươi là ai? Hoa thường rũ mắt xuống che giấu nỗi đau trong mắt. Thê chủ của ta từng là thượng tiên tây cốc không nhiễm bụi trần, phù quy tiên tôn. Trước đó Nô gia đã phải dốc hết công sức mới được qua đêm với thê chủ, nhưng không ngờ sự tùy hứng của ta lại hại nàng ấy mất mạng vân dung kinh ngạc há hốc miệng nhìn hắn tây cốc tiên tôn đây chẳng phải là vị mà phái lộ hoa chúng ta bái mỗi năm vào đại điển tế tiên sao hoa thường đau lòng kể tiếp giờ đây thê chủ bị giáng xuống trần gian biến thành người phàm nô gia tự sinh con đi tìm nàng ấy rất lâu cuối cùng cũng tìm được nàng ấy may mà một người bạn đã làm phép lên bọn trẻ dùng sức mạnh huyết mạch đưa bọn trẻ về bên thê chủ hôm nay chính là ngày nô gia và thê chủ đoàn viên hắn mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay cô thật là chuyện đáng mừng khiến người ta không khỏi rơi nước mắt Vân Dung vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhìn hắn, "Ý của ngươi là, ta chính là thê chủ của ngươi, đừng đùa nữa." Nói như vậy thì ta là phù quy tiên nhân hạ phàm rồi, Hoa Thường nhìn cô dịu dàng nói, "Thê chủ hạ phàm không nhớ chuyện kiếp trước cũng là đương nhiên, nhưng nô gia không hề lừa nàng. Hai ta hãy bắt đầu một lần nữa." Vân Dung trầm mặc suy nghĩ một lúc, tuy không biết chuyện này là sao, nhưng quả phụ xinh đẹp đã miễn phí đưa đến tận cửa, không cần thì phí, dù sao ta cũng không thiệt, nghĩ đến đây cô liền lớn tiếng thừa nhận, "Không sai, chính là tại hạ" vân mẫu chính là tiên nữ hạ phàm lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa người hầu bế hai đứa trẻ đi vào nhìn hoa thường nói ông chủ hoa đã đưa bọn trẻ tới rồi vân dung không dám tin nhìn hai đứa trẻ trước mắt vậy như người nói hai đứa trẻ này là ngươi và ta trước khi hạ phàm tạo ra hoa thường bế hai đứa trẻ vào lòng rồi nhìn cô hỏi thế nào lẽ nào con không giống chúng ta sao hắn giơ đứa bé tóc hồng đến trước mặt cho cô nhìn nàng xem chẳng phải khuôn mặt con bé giống hệt nàng sao khóe miệng vân dung giật giật ngươi nói như vậy mới thấy Đúng là giống thật, không phải chứ? Cô sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng hai trái trứng đó lúc trước có yêu khí mà. Đừng nói các ngươi thật sự là yêu tinh nhé." Hoa Thường khẽ cười, hắn hóa giải phép thuật, chiếc đuôi rắn liền biến ra, đuôi hai đứa bé cũng hiện ra. Hoa Thường nhìn cô mỉm cười nói, "Nàng nói xem." Vân Dung kinh ngạc trợn tròn mắt. "Á, à, con bà nó, vốn tưởng được chơi quả phụ xinh đẹp miễn phí, không ngờ lại chọc vào ổ rắn. Đã có rắn con, mình cũng khó mà yên ổn, nếu để sư tôn biết, đời này đừng hòng biến trở lại." hoa thường dùng chiếc đuôi của mình quấn quanh người vân dung thê chủ qua đây ngay cả nhà đoàn viên đứng xa như vậy làm gì vân dung cười gượng mấy tiếng nhìn hắn ý tốt xin nhận vân mẫu cáo tử hoa thường ghé sát tai cô thì thầm thê chủ không thích thân rắn à đừng sợ thê chủ đêm đã khuya rồi chi bằng vui vẻ với nô ra nhé vân dung khóc không ra nước mắt cô vội lắc đầu không 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 nếu là người bình thường thì ta đã nhào lên từ lâu rồi nhưng đây là yêu tinh đó không được hu hu cô đứng bật dây tay cầm lá bùi nhíu mày nhìn hắn tránh ra vân mỗ là đệ tử phái lộ hoa chuyên diệt trừ mà lập trường và giới hạn không thể nhượng bộ ngươi bịa ra câu chuyện này là muốn mê hoặc ta để hút dương khí và tinh khí của ta để tu luyện chứ gì chỉ dựa vào dăm ba câu của ngươi đã muốn ta tha cho các ngươi ngươi xem thường ta quá đấy hôm nay ta sẽ trừ xà yêu cho lương châu về phái lộ hoa báo cáo hoa thường đau lòng lau nước mắt ấm ức nhìn cô tiểu tiên trưởng còn muốn trừ yêu nô gia đã mang thai đứa con của tiên trưởng vất cả đẻ trứng nay khó khăn lắm mới gặp lại thê chủ còn lừa nàng được sao lẽ nào thê chủ muốn diệt trừ cả nô gia và con nàng ta nhẫn quá hai đứa bé nhìn cô bắt đầu khóc nức nở vân dung khó xử nhìn hai đứa trẻ trước mặt làm sao mới được đây vân dung ta diệt trừ yêu ma 20 năm nay lại do dự không quyết với một ổ rắn hai đứa bé nắm trên giường nhìn cô khóc đến run rẩy vân dung chợt mềm lòng cô thở dài một tiếng hai thôi vậy cô bé đứa bé tóc hồng lên dịu dàng nói dù có phải sư thật hay không tốt xấu gì cũng là con của mình nở ra ít nhiều cũng có chút tình cảm nhìn cũng không giống ác yêu Ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Đứa bé nhìn thấy cô cười vui vẻ rồi giơ hai bàn tay ngắn cũn ra đòi ôm. Oa, à, Vân Dung ôm đứa bé vào lòng, ánh mắt đầy dịu dàng, đuôi rắn. Vừa nhìn thấy thì hơi hết hồn, nhưng nhìn thêm vài lần, hình như cũng không đến nỗi tệ, cũng không khác đứa trẻ loài người lắm. Cô bật cười giơ đứa bé lên cao. Bọn trẻ đáng yêu. Oa, à, bay lên này. Hoa Thường ngồi bên cạnh nhìn cô đến say mê, hình bóng quá khứ trùng khớp với hình ảnh hiện tại. Thì ra là vậy. Vân Dung ôm lấy đứa bé rồi nhìn Hoa Thường nhíu mày nói, "À, ông chủ Hoa có thể biến về thành con người không nhìn quen chân người hơn hoa thường bật cười đáp được thôi đêm khuya trong căn phòng nhỏ vân dung nằm trên giường ngủ say bên cạnh cô là hai đứa nhỏ hoa thường ngồi cạnh giường dịu dàng nhìn ba người thật không ngờ lúc còn sống còn được nhìn thấy cảnh tượng này thật hy vọng thời gian có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa tiểu hoa ngươi tìm được cô ấy rồi à tiểu cẩm bước vào nhìn hoa thường hỏi hoa thường gật đầu đáp ưng tìm được rồi tiểu cẩm nhíu mày nhìn hắn hỏi trông ngươi thế này quả nhiên cô ấy không còn nhớ ngươi đúng không hoa thường rũ mắt xuống nhỏ giọng nói nay nàng ấy đã là thân xác người phàm tất nhiên sẽ không có ký ức kiếp trước ta không ngại bắt đầu lại với nàng ấy có điều không nhớ cũng tốt lúc chia tay cũng sẽ không đau khổ như vậy giờ đây ta chỉ muốn ở lại nhân gian thêm một lúc cùng nàng ấy và con trải qua khoảng thời gian này cũng xem như không còn nuối tiếc bé con tóc xanh đột nhiên bật khóc giơ tay về phía hắn hoa thường đau lòng nhìn bé con ồ bọn trẻ đói rồi suỵ ngoan nào đừng đánh thức mẹ để bảo vệ các con mẹ đã bôn ba mấy ngày rồi hắn bế đứa trẻ lên rồi cho bú ngoan ăn no rồi thì ngủ tiếp nhé tiểu cẩm đi đến cạnh giường tò mò nhìn vân dung đang ngủ say đây chính là phù quy tiên tôn sao sao vẫn là một bé gái vậy hoa thường mỉm cười đáp nàng ấy chỉ bị làm phép tạm thời biến thành bé gái mà thôi tiểu cẩm ngươi thông thạo mấy pháp thuật này nhất ngươi xem có cách nào giải được không nếu không phải ngươi đưa bọn trẻ tới bên nàng ấy giờ ta vẫn chưa tìm được nàng ấy đâu tiêu cẩm gãi gãi mặt khó xử nói pháp thuật này rất lạ tự giải thì không khó nhưng nếu có người cố tình phá giải thì sẽ mở ra một phong ấn khác có điều ta không biết đây là cái gì hay là ngươi hôn cô ấy một cái thử xem hoa thường sửng sốt hôn hôn một cái là biến về được sao hắn hơi cúi đầu xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng tiên khí bay lượn lờ trong không khí tiểu cầm đứng bên cạnh kinh ngạc hô lên biến biến về thật kìa vân dung hai mắt mơ màng cô từ từ biến lớn trở lại tiểu cầm hai mắt sáng rực ngạc nhiên nhìn cô đây chính là dáng vẻ vốn có của cô ấy hoa thường nhìn cô đến say đắm giống hệt chủ nhân vân dung biến về dáng vẻ ban đầu xong liền ngã xuống đè lên người hoa thường tiểu cầm biến về hình dáng chú thỏ trắng đáng yêu hắn hốt hoảng ôm lấy đầu của mình khoan đã sao ta thấy cô ấy hơi bất thường vậy hình như không hề có ý thức vân dung đè hoa thường xuống giường ngơ ngác nhìn hắn hỏi tại sao ngươi lại nằm dưới người ta tại sao lại khiến ta nảy sinh dục vọng của người phàm hoa thường ôm lấy eo cô dịu dàng gọi thê chủ cho dù không có ý thức thân thể của nàng ấy vẫn nhớ ta tiểu cầm hốt hoảng sợ hãi nói làm sao đây làm sao đây sao cô ấy như biến thành người khác vậy tiểu hoa chạy mau cẩn thận bị cô ấy ăn mất đấy hoa thường ôm lấy mặt vân dung ánh mắt đầy si mê không sao nàng ấy muốn ăn thì cứ cho nàng ấy ăn ngay từ đầu chính là ta dụ dỗ nàng chính ta khiến nàng ấy sa đọa xuống phàm trần một tiên nữ ngồi giữa hồ nước tu luyện cả người toát ra khí chất thanh tao không nhiễm chút bụi trần một con rắn màu cam từ bụi cỏ chui ra tiên nữ hai mắt nhắm chặt lạnh nhạt lên tiếng xà yêu ngươi thật to gan dám xông vào nơi thanh tu của ta xà yêu rưng rưng nước mắt đáng thương nhìn cô ta không cố ý mạo phạm tiên tôn đừng giết ta bạn ta bị thương cần nước suối ở đây chữa thương vì thế ta mới lén tới lấy một ít tiên nữ không nhìn nó một cái lạnh nhạt nói tiểu yêu các ngươi ta cũng lười ra tay cơ mà chỉ là nước suối ngươi thích lấy bao nhiêu thì lấy đi xà yêu nghe vậy thì vui mừng nhìn cô cảm kích đa tạ tiên tôn khóe miệng tiên nữ khẽ nhếch lên thú vị không ngờ yêu quái cũng biết liều mình vì bạn xà yêu hai mắt sáng rực trộm nhìn tiên nữ tiên tôn đẹp quá như băng như ngọc không nhiễm bụi trần là ta hại nàng ấy quay trở lại hiện thực, Hoa Thường khẽ kêu lên một tiếng, "A." À, tiểu Cẩm thấy vậy thì gấp đến nỗi xoay mòng mòng, "A à, a à, a à, làm sao đây? Làm sao đây? Pháp thuật của ta không có tác dụng, ta không cản nổi cô ấy." Hai má Hoa Thường đỏ ửng, hắn nhắm chặt mắt lại giọng nói run run, "Tiểu Cẩm, đừng ngăn cản, đừng nhìn." Vân Dung cúi người xuống hôn lên cổ hắn, Tiểu Cẩm vội bế hai đứa trẻ chạy nhanh ra ngoài, "Được được rồi, ta đưa bọn trẻ đi trước. Xin lỗi." Trong phòng hai người nằm trên giường ôm hôn nhau thắm thiết, "Ưm, uhm, từ tầng mây trên trời" kéo xuống địa vực tối dục vọng chỉ vì quan hệ với ta ngàn năm tu vi mất hết nếu nhớ lại chuyện cũ chắc nàng ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nhưng ta không hối hận không biết qua bao lâu tiếng khóc trẻ con vang lên vân dung xoa xoa mắt tỉnh dậy phù bọn trẻ khóc rồi có phải đói không cô vội ngồi bật dậy đêm qua ta ngủ quên ở đây cơn đau từ eo chuyển đến vân dung nhắm mắt lại vội đỡ lấy eo a eo của ta tại sao eo của ta đau nhức thế này tối qua đã xảy ra chuyện gì ta chẳng có ký ức gì cả hoa thường nằm bên cạnh ngáp dài một tiếng thê chủ chào buổi sáng cả người hắn không một mảnh vải che thân nhìn cô mỉm cười hỏi tối qua nô ra hầu hạ người có hài lòng không người làm nô ra mệt quá vân dung ngạc nhiên hốt hoảng nhìn hoa thường bên cạnh tối qua tối qua ta ngủ rất ngon không có gì xảy ra chứ hoa thường ngồi dậy dựa sát vào cô vẻ mặt đầy ấm ức ưm um, thê chủ thật vô tình rõ ràng tối qua còn ôm ta gọi bé ngoan xong chuyện thì trở mặt không nhận vân dung gãi gãi mặt ngơ ngác nhìn hắn hỏi có chuyện này thật sao cô tức giận túm lấy tay hắn chất vấn sao ngươi không đánh thức ta hại ta chẳng nhớ gì cả tiếc quá đi mất phí quá đi hoa thường câm nín nhìn cô vân dung thở dài một tiếng bình tĩnh nói ông chủ hoa ngươi không cần lo lắng vân mỗ cũng không phải người không hiểu tình ý sẽ không thực sự ra tay với ngươi và lũ trẻ ông chủ hoa cũng không cần bịa ra mấy chuyện này để lừa ta hôm nay vân mỗ sẽ rời khỏi đây hoa thường hốt hoảng nhìn cô nàng nàng muốn đi ư ta không hề lừa nàng vân dung quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười nói ông chủ hoa nói tối qua ta và ngươi rất nồng cháy nhưng ta vẫn là một cô bé thì làm sao động phòng với ông chủ hoa được chẳng lẽ ta đột nhiên lớn lên rồi nhỏ lại ngay à hoa thường rũ mắt xuống chính là vậy mà nàng lớn lên sau đó nhỏ lại lúc đó nàng ấy không có ký ức gì sao vân dung mặc lại quần áo lên người nhìn hắn nói tiếp hơn nữa nếu vân mỗ thật sự là tiên nữ giáng trần sư tôn ta nhất định là người rõ nhất ngươi yên tâm ta sẽ về hỏi sư tôn rồi quay lại trả lời ngươi nếu lời ngươi nói là thật vân mỗ sẽ không phụ ngươi Hoa Thường rũ mắt xuống buồn bã hỏi, nàng vẫn muốn đi, hắn nằm sấp xuống giường bắt đầu ăn vạ, nàng đi đi, nàng đi đi, đồ phụ bạc, hu hu, xong việc là trở mặt. Đợi đến khi người trong thiên hạ đều biết thân phận thật sự của nô gia và lũ trẻ, cả nhà ta sẽ không sống nổi mất. Vân Dung vội trấn an hắn, ta sẽ không nói ra đâu. Lúc này tên người hầu bước vào nhìn Hoa Thường vội nói, ông chủ Hoa, bên ngoài có một đạo sĩ phái Lộ Hoa hung hăng đòi gặp Vân Tiên trưởng. Hoa Thường nhíu mày lại sắc mặt trầm xuống, nhanh vậy sao? Là kẻ nào? bên ngoài như phong cười vui vẻ vẫy tay gọi lớn sư tỷ tỷ ở đây thật rồi vân dung nhìn thấy người đến là hắn thì vui mừng gọi sư đệ hoa thường đi phía sau cô ngạc nhiên hỏi sư đệ vân dung đi đến cạnh như phong rồi nhìn hoa thường giới thiệu à đây là sư đệ ta chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ nó chẳng khác gì đệ đệ ruột của ta như phong không vui nhìn cô nói rõ ràng giờ trông tỷ nhỏ hơn ta ta muốn làm ca ca hoa thường đặt tay trước bụng đoan trang hành lễ thì ra là tiểu cữu lần đầu gặp mặt nô ra là phu thị của vân tiên trường tên hoa thường mong tiểu cữu quan tâm nhiều hơn như phong kinh ngạc nhíu mày nhìn hắn ngươi chính là kẻ đẻ trứng yêu sao chết tiệt hoa quả phu này quả thực đẹp đến điên đảo hoa thường ồ một tiếng mỉm cười nhìn như phong hỏi sao tiểu cữu lại biết chuyện quả trứng như phong tức giận nhìn hắn ai ai là tiểu cữu của ngươi yêu tinh không biết từ đâu đến gửi hai quả trứng rồi bắt sư tỷ ta đổ vỏ còn chưa cưới hỏi đàng hoàng thì tính là phu thị gì chứ sư tỷ tỷ tự ý xuống núi sư tôn tức đến nổ phổi kìa sư tôn nói khi nào gặp lại phải biến tỷ thành trẻ sơ sinh nếu lại biết tỷ và yêu tinh này ở bên nhau cả đời này tỷ đừng hòng ra khỏi phái lộ hoa nghĩ đến dáng vẻ tức nổ phổi của ngọc dương chân nhân ta quá mềm lòng rồi lần sau biến nó thành trẻ sơ sinh nhét vào trong tã lót luôn để xem nó còn chạy đi chơi bời đâu được nữa vân dung sợ hãi lùi lại phía sau ác vậy trời xem ra ta không về phái lộ hoa được rồi hoa thường mỉm cười dịu dàng ôm lấy cô không sao đâu thê chủ thê chủ có thể ở chỗ nô ra luôn nô ra nhất định sẽ hầu hạ thê chủ thật tốt Vân Dung nằm trong lòng hắn cười đến quên trời đất, a ha ha, thơm quá. Như Phong tức giận nhìn Hoa Thường gầm lên, một câu thê chủ, hai câu cũng thê chủ, ngươi gọi thân thiết quá nhỉ, ngươi làm sao chứng minh trong chứng là con của ngươi và sư tỷ ta? Lúc này Tiểu Cẩm bế hai đứa trẻ đi ra, ta đưa bọn trẻ tới rồi, ban nãy cứ khóc đòi cha đấy. Nhìn thấy Như Phong trong phòng khách, Tiêu Cẩm sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Á, à, sao lại có một tiểu đạo sĩ ở đây? Như Phong nhíu mày nhìn Tiểu Cẩm, sao lại có một con thỏ tinh ở đây? Hai đứa trẻ dễ thương giơ tay về phía hắn oa một tiếng như phong ngạc nhiên bế hai đứa bé vào lòng oa hai đứa bé này nở ra từ trong trứng à hình như chúng rất thích ta đúng là trứng mà ta từng ấp có khác đáng yêu quá có vẻ rất có tình cảm nữa đứa bé tóc đen hôn chụt một cái lên má hắn hoa thường nhíu mày không nhìn như phong hắn từng ấp hắn ghen tuông cướp lại hai đứa trẻ các con qua chỗ cha nào sơ xuất rồi thế mà lại để nam nhân khác ấp trứng của ta như phong nhìn vân dung hỏi sư tỷ tỷ thật sự muốn ở đây sao vân dung cười gượng nhìn hắn nó chứ không thì sao về để sư tôn quất ta à như phong nhìn hoa thường và hai đứa trẻ thở dài nói nhưng chắc chắn tỷ không giấu được sư tôn đâu dựa vào bản lĩnh của sư tôn tìm được nơi này chỉ là chuyện sớm muộn đến lúc đó nếu sư tôn phát hiện tỷ và rắn yêu có con vân dung lạnh nhạt ngắt lời hắn sư đệ để có tin ta là tiên giáng trần không có lúc ta cũng thấy rất kỳ lạ đôi khi ta lại đột nhiên làm hành động mà chính ta cũng không hiểu nổi đôi lúc lại mất ký ức một cách khó hiểu để có biết tại sao ta trốn xuống núi vào lễ tế tiên mỗi năm không mỗi lần đến lễ tế tiên luôn có một khoảng thời gian ký ức của ta trống rỗng cảm giác đó rất đáng ghét giống như thân thể bị người ta cướp đi vậy như phong nhíu mày nhìn cô đúng thế ta cũng thấy rất lạ mỗi lần đến lễ tế tiên trông sư tỷ như biến thành người khác tỷ còn lạnh lùng nói một đống lời khó hiểu với sư tôn sau đó ngất đi sư tôn nói tiên tôn đang mượn thân thể của sư tỷ ban ý chỉ vân dung rũ mắt xuống trầm mặc một lúc một lúc sau cô khẽ cười một tiếng có lẽ sư tôn đã biết lai lịch của ta rồi nếu nếu như lời hoa thường nói là thật vậy hai đứa bé này quả thực là con của ta. Ta muốn làm rõ chân tướng, không muốn sống trong mờ mịt nữa, ở lại đây có lẽ sẽ lấy được đáp án, như phong nhíu mày nhìn cô, sư tỷ Hoa ra, bé con tóc hồng nghịch ngợm kéo tóc vân dung, hoa thường nhìn cô vui vẻ nói, thê chủ có thể ở lại đúng là quá tốt, các con đều rất vui đó, vân dung cười gượng nhìn hắn. Tóc của ta cảm nhận được niềm vui của bọn trẻ rồi, hoa thường trầm mặt xuống, chỉ là hắn nhìn như phong đang chơi cùng bé con tóc đen không vui hỏi, sao tiểu cữu cũng ở lại luôn rồi. Như Phong trả lời một cách đương nhiên, Sư Tỷ và ta lâu rồi không gặp, tất nhiên ta phải ở thêm vài ngày, tâm sự với Sư Tỷ, hơn nữa ngươi xem bọn trẻ thích ta biết bao nhiêu. Hoa thường tức giận mặt tối sầm lại, chết tiệt, tự dưng có thêm bóng đèn. Như Phong ôm đứa bé nhìn Vân Dung hỏi, Sư Tỷ cũng hy vọng ta ở lại đúng không? Vân Dung mỉm cười đáp, tất nhiên là vui rồi, nhưng phía Sư Tôn thì phải ăn nói thế nào? Như Phong cười đắc ý nói, ta sẽ viết thư cho Sư Tôn, nói tỷ bỏ chạy rồi, không bắt được tỷ. Khóe miệng Vân Dung giật giật, như vậy không phải đổ dầu vào lửa sao hoa thường ngạc nhiên nhìn cô nàng ấy đã có ràng buộc mới ở nhân gian rồi cho dù không có ta nàng ấy cũng sẽ không khổ sở hắn cười khổ một tiếng vật đổi sao rời ta đã trở thành tồn tại không quan trọng với nàng ấy nữa tiểu cẩm thấy hắn như vậy thì vội động viên hắn tiểu hoa phân trấn lên đối phương chỉ là một thằng nhóc ngươi còn có cả con rồi sao ngươi có thể thua được hoa thường gật đầu mạnh một cái ánh mắt đầy tự tin không sai nói đúng lắm thê chủ có phải nên tắm rửa rồi không Vân Dung ngơ ngác nhìn hắn, Hoa Thường cởi áo mình ra để lộ ra cơ bắp rắn chắc nhìn cô một cách quyến rũ. "Hôm nay nô ra đổi bể tắm lớn, chúng ta cùng tắm nhé." Hai mắt Vân Dung sáng rực lên, nước miếng chảy ròng ròng, "Ta thích cái này. Chúng ta đi đi." Như Phong ở bên cạnh cũng không chịu yếu thế, hắn đứng dậy cũng bắt đầu cởi áo mình ra, "Tắm rửa được đó, ta cũng đi, không giấu gì người. Ta và sư tỷ tắm chung từ nhỏ đây này." Hoa Thường tức đến xì khói, "Ta nói này tiểu cữu, tiếp theo là thời gian của người lớn, con nít không tiện tham gia." như phong khoanh tay trước ngực cười lạnh nhìn hắn giờ sư tỷ ta mới là đứa trẻ nhỏ nhất ta sợ sư tỷ đuối nước trong bể tắm rắn yêu từ đâu tới cứ luôn miệng gọi thê chủ đúng là mặt dày ta nói cho người biết sư tỷ đã có người trong lòng từ lâu rồi hoa thường sửng sốt cái gì người trong lòng ai như phong đắc ý nói đó là đại sư huynh mỹ nam đệ nhất phái lộ hoa chúng ta bạch anh sư huynh nam nhân sư tỷ nằm mơ cũng muốn có được huynh ấy và sư tỷ mới thực sự là trời sinh một đôi còn ngươi vẫn phải xếp hàng xa Vân Dung nhìn Như Phong vội hỏi, "Đại sư huynh vẫn khỏe chứ?" Như Phong mỉm cười đáp, "Khỏe thì khỏe, sư tỷ còn không về, không chừng hôm nào đó sư huynh sẽ bị sư tỷ khác cướp đi đấy." Vân Dung đau khổ gào khóc, "Không." Hoa Thường đau lòng rũ mắt xuống, quả nhiên nàng ấy rất để ý nam nhân tên Bạch Anh đó. Ở bên khác, Bạch Anh bước vào phòng lễ phép hỏi, "Sư tôn, gọi ta có việc gì ạ?" Ngọc Dương chân nhân cầm phong thư trên tay nhìn hắn nói, "Đây là thư Như Phong vừa gửi về bằng bồ câu, nó nói vẫn chưa tìm được Vân Dung." Bạch Anh nhíu mày hỏi, Thư này có vấn đề gì?" Ngọc Dương chân nhân đưa bức thư cho hắn, "Con cầm người đi." Bạch Anh khẽ ngửi bức thư mày đẹp nhíu lại, "Thư, tại sao lại có yêu khí?" Ngọc Dương chân nhân bình tĩnh nói, "Hơn nữa công lực con yêu này rất cao cường, e là có tu vi mấy trăm năm, có liên quan đến loại yêu này, nhất định không có chuyện gì tốt." Đứa trẻ Vân Dung từ nhỏ đã chẳng nghiêm chỉnh, bây giờ ngay cả Như Phong cũng học hư luôn rồi, nó cứ mãi không về, lễ tế tiên sẽ không thể diễn ra. Bạch Anh con xuống núi một chuyến, lễ tế tiên không thể kéo dài nữa. Bạch Anh vội đáp, vâng sư tôn nếu gặp con đại yêu đó ta nên làm thế nào ngọc dương chân nhân nheo mắt lại lạnh lùng nói diệt trừ ở bên này đường phố tấp nập người qua lại đây đều là cửa hàng của hoa ra sao quy long hàng lớn thật ừm vân dung nhìn hoa thường hâm mộ nói ông chủ hoa giỏi thật một người lèo lái được cả một thương hội lớn thế này hoa thường nhìn cô mỉm cười đáp không phải một mình ta trước đây còn có một số người bạn họ cùng ta làm ăn nhỏ trước ban đầu bán một ít món nhỏ mà mình thu thập sau này tích được một ít vốn thì mở cửa hàng nhỏ bán những món đồ cổ tranh chữ hiếm thấy trên thị trường từ từ làm ăn lớn lên vân dung tò mò nhìn hắn hỏi những người bạn đó đi đâu cả rồi hoa thường rũ mắt xuống ủ rũ đáp họ họ đều không còn nữa rõ ràng đều chỉ là tiểu yêu cố gắng muốn sống hòa nhập vào xã hội loài người nhưng lại bị các tiên trưởng diệt trừ ma diệt trừ vân dung kinh ngạc nhìn hắn cô sợ hãi mặt tái mét chết rồi lúc trước ta diệt trừ nhện yêu chuột yêu gì đó đừng nói chính là bạn hắn chứ hoa thường bật cười nhìn cô thê chủ không cần lo lắng chuyện đã qua rất lâu nhất định không phải là nàng làm vân dung chột dạ trong lòng sao hắn biết ra đang nghĩ gì bên kia tiểu cẩm và như phong mỗi người bế một đứa trẻ tiểu cẩm cầm một y phục màu vàng nhíu mày nhìn như phong tranh luận bộ màu vàng này đẹp này như phong không chịu yếu thế liền dơ bộ màu xanh lên mắt nhìn của ngươi kiểu gì vậy bộ màu xanh mới đẹp tâm trạng hoa thường trở nên nặng nề bên cạnh ta cũng chỉ còn tiểu cẩm thôi tiểu cẩm từng học tiên pháp biết cách tự bảo vệ miễn cưỡng có thể sống sót còn ta trong địa ngục tối tăm cầu xin các người hoa thường cả người bị xích sắt trói chặt nhìn đám tiên nhân cầu xin cầu xin các người cho ta thêm một ít thời gian cầu xin các người nước mắt hắn chảy xuống van xin đám người cho ta thêm một ít thời gian để ta sinh đứa trẻ này ra đã đột nhiên bên ngoài có tiếng động hoa thường sửng sốt hai quan sai nhìn người phụ nữ đột nhiên chặn trước xe ngựa lạnh giọng hỏi kẻ nào hoa thường vén rèm xe ngựa lên nhìn người hầu thân cận bên ngoài hỏi chuyện gì vậy tên người hầu vội đáp ông chủ hoa có một nữ nhân chặn xe ngựa của chúng ta đột nhiên một bàn tay nắm lấy áo hắn Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm Hoa Thường sốt ruột hỏi: "Ngươi, ngươi cũng là thứ đó đúng không? Cứu ta, có đạo sĩ." Hoa Thường nhíu mày nhìn cô ta. Nữ nhân này cũng là yêu, Vân Dung ngồi trong xe ngựa, chân vắt lên lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia nói: "Xin chào, đạo sĩ đang ngồi trên xe đây, có gì tìm ta cũng thế." Đám đạo sĩ tay cầm kiếm chạy đến liếc nhìn xung quanh, nữ yêu đó đâu rồi? Nhìn xe ngựa sang trọng trước một bọn chúng giận dữ nói: "Xe ngựa nhà ai? Thế mà lại dám chứa chấp yêu tinh?" Nữ yêu kia bị người ta ghì đầu xuống đất đau đớn rên lên: "Ư... Ừ, Vân Dung tay một tay cầm lá bùa, một tay túm tóc nữ yêu kia lạnh lùng nhìn đám đạo sĩ. Hai vị tiên trưởng, hai người tới trễ một bước rồi. Vân Mỗ là đệ tử của Ngọc Dương chân nhân phái Lộ Hoa, đã bắt được con yêu này trước. Đạo sĩ cầm đầu nhìn thấy cô thì chắp tay hành lễ khách sáo nói: "Thì ra là đạo hữu của phái Lộ Hoa, chúng ta là đệ tử phái Thiên Lăng, nhận lệnh đi bắt con yêu này, không biết Vân tiên trưởng có thể giao con yêu này cho chúng ta xử lý không?" Vân Dung xách nữ yêu kia lên xe ngựa lạnh nhạt nói: "Thật ngại quá." Vân Mỗ vừa khéo cũng phải đưa con yêu này về môn phái báo cáo ta đi trước đây hẹn gặp lại nữ đạo trưởng kia sửng sốt chuyện này đêm khuya ở hoa gia tiểu cẩm nhìn nữ yêu mỉm cười hỏi không sao chứ tỷ tỷ nữ yêu mỉm cười đáp ta không sao đa tạ mọi người nếu không có mọi người cứu ta ta đã bị đám đạo sĩ thúi đó diệt trừ rồi vân dung cười lạnh một tiếng cứu người cô mỉm cười rút một đống lá bùa ra ai thèm cứu ngươi ta phải đưa ngươi về phái lộ hoa giao cho sư tôn chứng minh ta đang làm việc nghiêm chỉnh như vậy sư tôn sẽ tha mạng chó cho ta nữ yêu nghe vậy thì tức giận hừ lạnh một tiếng vốn tưởng ngươi khác chúng, không ngờ đều cùng một ruột, nếu ngươi đã muốn bắt ta, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi, dứt lời cô ta liền biến ra chiếc đuôi lớn dẫn dữ tấn công về phía Vân Dung, nộp mạng đây. Như Phong vội rút kiếm ra chắn trước mặt Vân Dung, sư tỷ cẩn thận, hoa thường sửng sốt, rắn, Vân Dung sợ hãi mặt xám xịt, lại là rắn yêu, kinh hãi thật, ta chọc chúng ổ rắn thật rồi, hoa thường nhìn nữ yêu kia hỏi, cô cũng là linh xà nữ yêu kinh ngạc nhìn hắn cái gì ngươi cũng vậy ư như phong cảm giác ghé sát tai vân dung thì thầm đồng loại. Hoa thường kích động nắm lấy vai nữ yêu hỏi, cô là xích xà sao lại? Tộc linh xà chẳng phải đã bị tiêu diệt rồi sao? Một lúc sau trong phòng, nữ yêu ngồi trên giường kể lại mọi chuyện. Ta là xích xà, Hương Vân. Trước đây tộc linh xà có bạch xà, thanh xà, hắc xà, xích xà, hoa xà. Sau khi năm đại môn phái vây giết từ trăm năm trước, thì hầu như bị diệt tộc. Ta được cha ta bảo vệ dưới mình, vì lúc đó còn nhỏ, lại thêm bị thương nặng nên chỉ còn thoi thóp, vậy mới thoát khỏi cuộc lùng bắt của chúng mà sống sót nhưng theo ta biết thì hoa xả đã chết rồi mà sao ngươi vẫn còn sống hoa thường rũ mắt xuống thở dài nói ta à, chuyện dài lắm hương vân nắm lấy tay hắn mỉm cười an ủi nhưng mà thế là quá tốt rồi chỉ cần còn hai chúng ta tộc linh xả được cứu rồi hoa thường rũ mắt xuống không trả lời cô ta như phong ngạc nhiên nhìn cô ta hỏi sao lại được cứu vân dung nhíu mày hỏi lẽ nào chết rồi còn sống lại được tiểu cầm tức giận nhìn hai người mắng hai người là đồ ngốc ý của hương vân là muốn sinh thật nhiều rắn con với tiểu hoa đấy như phong sững sốt còn sinh nữa, Hương Vân kéo tay Hoa Thường áp lên ngực mình dịu dàng nói, "Tộc linh xà chỉ còn lại một nam một nữ chính ta, quả thật là ý chỉ của trời cao. Chỉ khi tộc chúng ta mạnh lên thì mới có sức mạnh báo thù." Hoa Thường vội rút tay về, "Hương Vân cô nương, nô gia đã có thê chủ rồi, hơn nữa nô gia không hề muốn báo thù." Hương Vân hai mắt sáng rực nhìn hắn đầy si mê, "Ta biết, ai không biết ông chủ Hoa là quả phụ giàu có nhất nơi đây, ta không ngại việc ngươi không còn trong sạch. Ta chỉ muốn cùng ngươi sinh thật nhiều hậu duệ cho tộc linh xà, báo thù cứ để ta." Hoa thường bế hai đứa trẻ lên tức giận nhìn cô ta nói, không cần cô ngại. Nô gia đã có con rồi, nhìn này, đây chính là con của Nô gia. Hương Vân ôm lấy mặt mình thích thú nhìn hai đứa trẻ. Không sao, ta không ngại làm mẹ kế, chỉ cần ngươi bằng lòng sinh thêm vài, tất nhiên càng nhiều con càng tốt, thấy cô ta cố chấp như vậy. Hoa thường không kiềm chế được nữa liền nổi giận, tiểu cẩm, ngươi sắp xếp cho Hương Vân tiểu thư đi, Nô gia cáo lui trước. Nói xong hắn liền bế hai đứa trẻ rời đi, tiểu cẩm sử sốt nhìn hắn, tiểu hoa, hương vân gãi gãi mặt khó hiểu nhìn hắn sao hắn lại nổi giận vân dung bất lực vỗ chán một cái ôi sao lại có nữ nhân ngốc đến vậy làm gì có chuyện vừa gặp đã nói muốn nam nhân sinh con cho mình chứ như phong sợ hãi nổi cả da gà phải nói thẳng luôn đúng là buồn nôn hương vân khoanh tay trước ngực nhíu mày nhìn vân dung ngươi muốn nói gì vân dung thở dài nói cần ta dạy ngươi cách cua nam nhân không cũng không phải không được chỉ là ngươi phải về môn phái với ta giúp ta bàn giao đến lúc đó sống hay chết phải xem chính ngươi rồi Hương Vân nhìn cô hừ lạnh một tiếng, sao ta có thể nghe mấy lời vớ vẩn của một con nhóc chứ, không cần ngươi giúp ta, ta muốn nam nhân nào thì tất nhiên sẽ tự lên, Vân Dung tức giận xông vào bắt lấy cô ta. Vậy giờ ta sẽ thu phục rắn yêu nhà người, Hương Vân nổi đóa dơ nắm đấm lên, có bản lĩnh thì tới đi, như phong cũng không chịu yếu thế liền xông vào, sư tỷ để ta giúp tỷ. Tiểu cầm đứng bên ngoài gấp đến không biết phải làm sao, đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa, nơi này là hoa phủ, muốn đánh thì ra ngoài đánh. Hoa thường đứng bên ngoài thất vọng cúi mặt xuống, đến cuối cùng, Nàng ấy cũng không nói với Hương Vân rằng, mình chính là thê chủ của ta, là mẹ của các con. Thậm chí nàng ấy không ngạo để ta sinh con cho nữ nhân khác sao? Hắn đau lòng rơi nước mắt, Tiểu Cẩm đau lòng an ủi hắn, "Tiểu Hoa đừng khóc, ngươi cũng biết giờ cô ta không nhớ ngươi nữa mà. Ngươi từng nói phải bắt đầu lại với cô ta mà, vậy chỉ cần khiến cô ta thích ngươi lần nữa chẳng phải là được rồi sao?" Hoa thường ngẩng đầu lên nhìn phía căn phòng, "Để nàng ấy thích ta lần nữa sao? Nhưng có cần thiết không?" Đêm khuya Vân Dung nằm trên giường ngủ say, Hoa thường đứng cạnh giường nhìn cô chăm chú hắn nằm đè lên người cô mặt dần cúi xuống đột nhiên vân dung chợt bừng tỉnh cô sợ hãi nhìn hắn hỏi ông chủ hoa ngươi đang muốn hoa thường nhìn cô dịu dàng đáp tất nhiên là ngủ cùng thê chủ sợ cô từ chối hắn liến tỏ ra đáng thương nước mắt dưng dưng nhìn cô hỏi thê chủ ghét hoa thường sao vân dung bất lực thở dài một tiếng cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh một cái ông chủ hoa sao lại nói vậy vân mỗ không hiểu ngủ cùng thì ngủ cùng nào chào mừng hoa thường hôn lên má cô một cái rồi nằm xuống đùi cô vậy thê chủ có thích hoa thường không vân dung mỉm cười đáp thích ông chủ hoa đẹp như vậy sao lại có nữ nhân không thích được hoa thường ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi tiếp vậy thê chủ có thích vân anh sư huynh không vân dung mỉm cười nhìn hắn nói thích đại sư huynh cũng là mỹ nhân mỹ nhân thiên hạ nào có ai vân mỗ không thích đâu rộng lượng như sông sâu bao dung như biển lớn vân dung ta có lòng dạ rộng lớn mỹ nhân nào đến cũng lấy không chừa một ai ta tên là vân dung mà chắc chắn sức bao dung rất lớn hoa thường nhìn cô chăm chú nàng ấy nhìn như nhiệt tình thực tế lại có trái tim băng giá, chứ thực ra chưa từng thật sự yêu một ai. Vừa khéo, trái ngược với chủ nhân, chủ nhân tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng lại có thể làm ta tan chảy, để ta cảm nhận được tình yêu. Hoa thường không thể mềm lòng, ngươi không còn nhiều thời gian, nghĩ đến đây hắn liền cởi áo mình ra ánh mắt đầy quyến rũ nhìn cô, thê chủ, nô gia cũng là nam nhân. Ta sẽ ghen đó, sao nàng có thể đánh đồng nô gia với nam nhân khác được, lẽ nào nô gia không có chút đặc biệt nào trong lòng nàng sao, lẽ nào thê chủ muốn tận mắt nhìn nô gia. Sinh con cho nữ nhân khác, Hắn đau lòng khóc thút thít, Vân Dung không cưỡng nổi nước miếng chảy ròng ròng, cô giơ ngón tay cái lên với hắn, sao có thể chứ? Vân Mỗ sống 20 năm trời, ngươi là mỹ nhân đặc biệt nhất ta từng gặp, mỹ nhân linh xà, Hoa Thường mỉm cười nháy mắt với cô, vậy tại sao thê chủ không qua đêm với Tiểu Hoa? Vân Dung nắm lấy vai hắn nghiêm túc nói, ông chủ Hoa mời chào nhiệt tình như vậy, nếu Vân Mỗ còn từ chối thì thất lễ quá. Cô cúi xuống cắn lên cổ hắn một cái, Hoa Thường khẽ kêu lên, ưm, um, thê chủ, liệu nàng có chê Hoa Thường chủ động quá? xin được nàng ôm vào lòng thế này vân dung mỉm cười nhìn hắn nói ta thích chủ động hoa thường hạnh phúc ôm chặt lấy cô a à, thoải mái quá sung sướng quá đêm khuya dài đằng đẵng bên ngoài hoa ra bạch anh nhìn về một phía mày khẽ nhíu lại yêu khí hắn vội mở cửa xông vào sư muội muội ở đây sao nhìn cảnh tượng xấu hổ trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên trầm xuống vân dung ngạc nhiên nhìn bạch anh hỏi đại sư huynh sao huynh lại tới đây hoa thường nhíu mày nhìn cô hắn hắn chính là đại sư huynh của nàng ư một thanh kiếm chĩa thẳng vào mắt hắn yêu vật to gan bạch anh tức giận nhìn hắn quát lên lại dám mê hoặc sư muội ta ngươi có mưu đồ gì hoa thường bật cười nhìn hắn mưu đồ ta muốn làm người của nàng ấy không được sao vân dung ôm lấy chân hoa thường rồi nhìn bạch anh cười gượng giải thích sư huynh đây là hiểu hiểu lầm thôi huynh nhìn chân của hắn đi hắn không phải yêu tình bạch anh nhíu mày nhìn cô nói hắn có phải yêu tinh hay không chẳng lẽ ta không nhìn ra trong căn nhà này nồng nặc yêu khí lẽ nào sư muội không ngửi thấy hay là muội bị con yêu này mẹ hoặc nên làm chuyện cấm kỵ rồi? Vân Dung đứng dậy vội xua tay giải thích: Ta, ta không có. Vân Dung ta là chính nhân quân tử, sao có thể làm chuyện vô lễ với ông chủ Hoa? giữa chúng ta rất trong sạch. Hoa thường sửng sốt. Cái gì? hắn vội nắm lấy vai cô chất vấn. Thê chủ, sao nàng có thể nói như vậy? rõ ràng chúng ta, rõ ràng từng vuốt ve nhau, chỉ là nàng không nhớ thôi. Chúng ta còn có cả con rồi còn gì? Bạch Anh kinh ngạc nhìn hai người. Con, Vân Dung sợ đến nỗi đổ cả mồ hôi hột cô vội ra hiệu cho hoa thường đồ ngốc không phải bây giờ không phải lúc nói chuyện này ngươi phải xem tình hình chứ lúc này tiểu cầm bế hai đứa trẻ từ ngoài đi vào bọn trẻ dậy rồi phải cho uống sữa này sao ở đây ẩm ý vậy nhìn thấy bạch anh ở trong phòng hắn sợ hãi hét lên á à, lại có một đạo sĩ bạch anh nhìn hai đứa trẻ trong lòng tiểu cầm dẫn giữ nhìn vân dung chất vấn quả nhiên là có con sư muội không ngờ muội lại làm ra chuyện lẽ trời khó tha như vậy vân dung sợ hãi vội giải thích không không đây không phải con ta Huynh xem chúng chẳng giống ta gì cả. Đúng lúc này hai đứa trẻ đồng loạt giơ tay về phía cô Đồng Thanh gọi: "Mẹ ơi." Lòng Vân Dung mềm nhũn, cô quay đầu lại dịu dàng vuốt ve bọn chúng: "Sao các con tự dưng biết nói vậy? Con không thấy giờ biết nói hơi sớm quá sao?" Bạch Anh tức giận mặt tối sầm lại, hắn giơ kiếm lên bắt đầu làm phép: "Nói nhiều cũng vô ích, giờ ta sẽ dịch trừ lũ yêu này, rồi đưa muội về phái Lộ Hoa nhận hình phạt." Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn hắn. Vân Dung chắn trước mặt hai đứa trẻ bảo vệ bọn chúng, "Sư huynh dừng tay, không được đụng đến họ." bạch anh kinh ngạc không dám tin nhìn cô sư muội muội lại che chở cho lũ yêu này vân thường cầm lá bùa trên tay nhìn hắn nghiêm túc nói tuy họ là yêu nhưng chưa từng làm chuyện hại người ta và hoa thường công tử từng có chuyện cũ dù giữa chúng ta có chuyện gì đi nữa thì đó cũng là chuyện của ta chỉ cần ta ở đây huynh không đụng vào họ được đâu sư huynh huynh không đánh lại ta hoa thường cảm động nhìn cô hắn vui sướng chạy lên ôm chặt lấy cô từ phía sau thê chủ ngầu quá ta yêu nàng bạch anh thất vọng nhìn cô hỏi sư muội Muội thật sự quyết tâm bảo vệ con yêu này sao? Đúng lúc này Như Phong cũng từ ngoài chạy vào, "Đại sư huynh, mau dừng tay." Hắn chắn trước mặt Vân Dung rồi nhìn Bạch Anh vội nói, "Đều là lỗi của ta, ta lập tức đưa sư tỷ về, ba chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, không thể vì những chuyện này mà làm sứt mẻ tình cảm." Bạch Anh đau lòng nhìn Vân Dung đứng phía sau, "Sư muội, muội có biết, có biết, trước khi xuống núi Ngọc Dương chân nhìn từng tìm hắn nói, "Bạch Anh, con và Vân Dung lớn lên bên nhau, ta có ý làm chủ để hai con thành thân, từ đó hai con sẽ ở bên ta." con có bằng lòng không chỉ là bây giờ tâm tính nó chưa chín chắn vẫn cần rèn luyện dạy dỗ nhiều con đợi thêm một thời gian đợi lễ tế tiên loại bỏ tính bướng bỉnh của nó là được rồi bạch anh hai má ửng hồng ngoan ngoãn đáp vâng sư tôn mong sư tôn làm chủ quay trở lại hiện thực vân dung nhìn bạch anh hỏi có biết ta có biết gì cơ bạch anh thở dài một tiếng thôi bỏ đi không nhắc nữa vậy hai ta có hôn ước nhưng lại không có duyên hắn nhìn cô nhíu mày nói hôm nay dù ta tha cho chúng thì cũng sẽ báo lại chuyện ở đây với sư tôn sau này diệt trừ hay tha mạng sẽ do sư tôn quyết định vân dung hốt hoảng vội ngăn hắn lại nói với sư tôn không được vậy chúng ta vẫn chết thôi lúc này hương vân đột nhiên xuất hiện sau lưng bạch anh ánh mắt cô ta đầy hung ác đạo sĩ chết tiệt ngươi đừng hòng bạch anh cảnh giác quay đầu lại hương vân vung tay lên tấn công về phía hắn nộp mạng đi ngực bạch anh xuất hiện một vết thương lớn máu bắt đầu chảy ra như phong và vân dung lo lắng nhìn hắn sư huynh hoa thường vội ngăn hương vân lại dừng tay hương vân nhíu mày nhìn hắn ngươi cản ta làm gì ngươi không nghe hắn nói sao nếu thả tên đạo sĩ này về không chừng mấy ngày nữa cả môn phái người ta sẽ tìm tới tận cửa đấy hôm nay buộc phải giết hắn diệt trừ hậu hoạn bạch anh ôm vết thương ở ngực tức giận nhìn cô ta không ngờ lại có ác yêu thế này hôm nay ta cũng buộc phải diệt trừ à hoa thường và vân dung đứng bên ngoài gấp gáp hét lên hai người đừng đánh nữa như phong vội tiến lên đỡ lấy bạch anh sư huynh vân dung lo lắng nhìn bạch anh tiêu rồi tiêu rồi nếu để sư tôn biết đại sư huynh bị thương nhất định sẽ không tha cho mọi người hoa thường nắm lấy tay cô lo lắng hỏi làm sao đây thê chủ như phong bịt lấy vết thương ở ngực bạch anh rồi nhìn vân dung lo lắng nói sư tỷ e là sư huynh đã bị thương đến tâm mạch không hay rồi bạch anh cắn răng cố chịu đựng ta không sao vân dung nhìn hắn vội nói giờ ta đi tìm đại phu để mau xử lý giúp huynh ấy trước đi hoa thường vội đáp ta đi tìm kim sang dược một lúc sau hoa thường ôm một đống lọ dược liệu gấp gáp đi đến đột nhiên phía sau hắn vang lên giọng nói lạnh lùng rắn con tiểu hoa ngươi đi đâu thế một dây xích dài trói chặt lấy cổ hắn xiết lại hai nữ nhân một người mặc y phục màu trắng một người mặc y phục màu đen cười lạnh nhìn Hoa Thường ngươi tưởng trốn đi là chúng ta không tìm được sao Hoa Thường sợ hãi nhìn hai người hai vị đại nhân người phụ nữ tóc đen nhìn hắn lạnh nhạt nói năm đó tôn thượng nổi lòng từ bi cho phép ngươi sinh con ra nay năm năm đã qua ngươi cũng sinh con rồi mẹ đứa trẻ cũng tìm được rồi ngươi không còn cái cớ gì chứ nên về với chúng ta rồi bàn tay cầm xích sắt của cô ta xiết lại Hoa Thường đau đớn kêu lên á ah, thời khắc này cuối cùng vẫn đến nó đến nhanh quá, hoa thường quỳ xuống đất nhìn hai người bọn họ cầu xin hai vị đại nhân tiểu hoa bằng lòng đi theo đại nhân chỉ là chỉ là trong nhà có người đang đợi dùng thuốc ít nhất để ta mang thuốc tới đó trước nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm tính mạng hắc bạch che miệng bật cười nhìn hắn không cần phiền phức như vậy chúng ta không ngại đưa thêm một người đi đâu vô thường bên cạnh hừ lạnh một tiếng đừng chậm trễ thời gian nữa lê ma lê mề mau đi đi xích sắt được nới lòng ra hoa thường đau đến rơi nước mắt á à, đột nhiên một lá bùa phi đến dừng tay vân dung đứng trước mặt hoa thường bảo vệ hắn các ngươi là yêu vật phương nào thế mà lại dám làm người của ta bị thương hoa thường ngạc nhiên nhìn cô người của ta hắc bạch tức giận nhìn cô quát lên hả yêu vật ngươi thật to gan lại dám gọi chúng ta là yêu vật bà đây là vô thường đại nhân của địa phủ ta xử ngươi bây giờ đột nhiên một bàn tay đặt lên vai ngăn cô ta lại bắt muội đợi đã hắc bạch ghé sát tai cô ta nói nhỏ muội có chắc muốn ra tay với cô ta không cô ta là tôn thượng đó vô thường nhíu mày nói suýt thì quên tỷ xem con nhóc này làm gì có chút khí chất vương giả hiên ngang nào của tôn thượng vân dung nhíu mày nhìn hai bọn chúng hắc bạch mỉm cười hòa nhã nhìn cô nói cô nương dương thọ tiểu hòa đã hết chúng ta tới đưa hắn về địa phủ sinh tử có số mong cô nương đừng ngăn cản vân dung tức giận nhìn cô ta dương thọ đã hết hắn đang sống yên ổn không bệnh không hề hấn gì sao tự dưng dương thọ lại hết địa phủ các người làm việc cũng phải có quy tắc chứ vô thường tức giận chỉ tay vào mặt cô nói dương thọ hắn đã hết từ lâu chính tôn hắc bạch vội bịt miệng cô ta lại rồi nhìn vân dung cười gượng nói cô nương nguyên do trong chuyện này khó mà nói rõ nhưng chúng ta quả thực làm việc theo quy tắc vân dung nhìn hoa thường hỏi thật sao hoa thường rũ mắt xuống trầm mặc không nói cả người vân dung khẽ run lên cô nhìn hắn bạch vô thường nghiến răng nói các ngươi các ngươi không thể đưa hắn đi bây giờ hắn đang mang thai đó là con của ta các ngươi cũng không thể ra tay với một thai phu chứ hắc bạch vô thường kinh ngạc há hốc miệng lại mang thai rồi hoa thường thì trợn tròn mắt nhìn cô Vô Thường nhíu mày nhìn Vân Dung nói: "Không thể nào, ngươi vẫn là bé gái, sao làm hắn có thai được?" Hắc Bạch ghé sát vào tai cô ta thì thầm: "Bắt muội, muội xem." Nhìn diện mạo thật sự của Vân Dung, Vô Thường đột nhiên trở nên hốt hoảng, nhìn thấy này, đúng là hơi giống Tôn Thượng. "Tỷ, chúng ta làm sao đây? Lỡ họ lừa chúng ta thì sao?" Vân Dung nắm lấy tay Hoa Thường: "A, à, tiểu hoa của ta, đều tại ta." Cô rưng rưng nước mắt nhìn Hoa Thường vẻ mặt đầy áy náy tự trách: "Đều tại ta, hơi bất cẩn làm ngươi có con, lại bị uất ức thế này." từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi và con ai dám làm ngươi bị thương ta sẽ liều mạng với họ hoa thường cảm động nhìn cô thê chủ người ta sợ quá vân dung tức giận chừng mắt với hắc bạch vô thường hắc bạch sợ hãi vội nói hay là chúng ta về trước hỏi ý tôn thượng vô thường gật đầu đồng ý được rồi dù sao muốn bắt tiểu hoa cũng rất dễ cô ta tức giận nhìn hoa thường quát lên lần này tha cho ngươi trước đợi chúng ta về hỏi ý tôn thượng rồi tính nếu ngươi dám lừa chúng ta chúng ta sẽ để ngươi đến địa phủ làm khổ sai hắc bạch mỉm cười vẫy tay với hắn ngày sinh con lần sau chúng ta sẽ đến đây đưa ngươi đi đúng hạn chúng ta quyết sẽ không cho ngươi cơ hội mang thai lần thứ ba sợi xích sắt đứt làm đôi hắc bạch vô thường cuối cùng cũng rời đi vân dung lo lắng nhìn hoa thường hỏi ngươi không sao chứ vừa rồi để lừa gạt hai tên địa phủ nên mới lừa chúng là ngươi mang thai đừng để ý nhé hoa thường cảm động nhìn cô nô ra sao lại để ý chứ hắn vòng tay qua ôm lấy cổ cô chỉ là lừa hai đại nhân địa phủ vân là không tốt chi bằng chúng ta giả làm thật tạo thêm vải vân dung mỉm cười nắm lấy cằm hắn ông chủ hoa vân mỗ khá coi trọng quá trình không theo đuổi kết quả lúc này như phong vội chạy đến nhìn hai người lo lắng nói sư tỷ hai người đi đâu vậy đại sư huynh sắp không ổn rồi hai người còn quấn quýt ở đó vậy lúc này vân dung mới chợt nhớ ra cô hốt hoảng kêu lên chết rồi quên mất đại sư huynh đại sư huynh cố kiên trì nhé địa phủ hắc bạch vô thường đã trở về vô thường xông vào trong vội cáo trạng tôn thượng tôn thượng ngươi phải làm chủ cho chúng ta không thấy diêm vương đâu cô ta liếc nhìn phán quan hỏi hửm tôn thượng đi đâu rồi phán quan tay cầm cuốn sổ nhìn hai người nói ồ thất tỷ bắt tỷ tôn thượng đến cầu nại hà rồi vô thường khó hiểu hỏi đến cầu nại hà làm gì cầu nại hà phán quan dẫn hắc bạch vô thường đến rồi nhìn diêm vương trên cầu nhỏ giọng nói ngài ấy đã đứng bên cầu nhìn như thế rất lâu rồi diêm vương nhìn phía trước ánh mắt nặng trĩu tâm sự phía trước là cảnh lý thiên nhược và duyệt tình hạnh phúc nắm tay nhau đi trên cầu nại hà đời người mấy chục năm phù du một giấc mộng tình này cảnh này như trăng trong nước lại như hoa trong gương diêm vương nhìn không rời mắt mạnh bà đứng bên cạnh nhìn diêm vương nói vốn đã nói chỉ kéo dài 5 năm sau này lại thêm 20 năm sau khi lý thiên nhược đi duyệt tình cũng đi theo cô ấy nay hai người lại ở bên nhau tôn thượng đây chính là cái mà người muốn nhìn thấy sao diêm vương tay chống cằm lạnh nhạt đáp 5 năm 20 năm gì chứ đối với chúng ta chỉ là một cái búng tay còn gì ta chỉ kéo dài mạng sống của họ nhưng kết cục thế nào vẫn phải xem chính họ hắc bạch vô thường phía xa vẫy tay với cô ta gọi lớn tôn thượng vô thường chạy đến ôm lấy tay diêm vương làm nũng tôn thượng tiểu hắc uất ức lắm hôm nay ả à vân dung kia dữ lắm còn quất ta đánh ta hắc bạch mỉm cười nói tuy nói vậy nhưng bát muội cũng không thua cô ta đâu diêm vương nhìn hai người vẻ mặt đầy hứng thú hai người vất vả rồi kể cho bản tôn nghe đã xảy ra chuyện gì đi dưới địa phủ cũng chỉ có hai người lên được dương gian trong phòng diêm vương ngồi trên ghế nhíu mày nhìn vô thường hỏi hắn nói hắn có thai là các ngươi tin à ít nhất cũng nên kiểm tra lại chứ vô thường ấm ức nói người ta đâu có biết xe mạch sao biết hắn nói thật hay không hắc bạch đứng bên cạnh mỉm cười nói dù sao người cứ yên tâm một năm sau đảm bảo sẽ bắt hắn về hắc bạch vô thường xà vào lòng diêm vương bắt đầu làm nũng tôn thượng đến lúc đó phải thưởng cho chúng ta đó nha diêm vương mỉm cười nhìn hắc bạch vô thường nói được được các ngươi muốn phần thưởng gì thì cứ nói với bản tôn còn con rắn tiểu hoa kia ân nghĩa tình thù át có lúc báo kết cục của hắn vẫn phải tốn một ít thời gian để chứng kiến mạnh bà nhìn diêm vương vội nhắc nhở lúc trước chỉ là hai người phàm nên vẫn lấp liếm được phù quy tiên tôn lần này liên quan đến thiên đình tôn thượng nếu để người khác biết e rằng hắc bạch thấy vậy tức giận chỉ tay vào mạnh bà bắt đầu mắng ngươi làm sao vậy hả tôn thượng muốn làm gì còn cần ngươi chỉ tay năm ngón sao đừng tưởng ngươi được tôn thượng mang về là có thể làm càn như vậy nói cho ngươi biết ta thấy ngươi ngứa mắt từ lâu rồi năm đó nếu không phải tôn thượng thu nhận ngươi thì ngươi sớm đã xuống dưới đó làm khổ sai rồi ngắn ngủi mấy trăm năm đã lên chức lớn quản cầu nại hà và giếng luân hồi ngươi còn gì không hài lòng chứ mạnh bà sửng sốt một chút rồi cúi đầu xuống khó xử nói ta à, ta chỉ là lo cho tôn thượng Diêm Vương lúc này cũng lên tiếng ngăn cuộc cãi vã lại, "Được rồi, đừng cãi nhau nữa qua đây." Diêm Vương dịu dàng hôn lên má Hắc Bạch và Vô Thường mỗi người một cái, "Giờ không ẩm ý nữa chứ?" Hắc Bạch Vô thường ôm lấy chân Diêm Vương cảm động gọi, "Tôn thượng." Phán quan đứng một bên ghen tị nói, "Cái gì? Vậy ta, ta thì sao, ta cũng muốn." Hắn vội lao đến, Hắc Bạch Vô Thường ghép bỏ nhìn hắn, "Đi đi, con nít tránh sang một bên." Mạnh Bà đứng một bên trầm mặc nhìn bốn người, muôn ngàn u hồn, ba ngàn vướng mắc, lúc tới trong sạch, lúc đi rõ ràng, việc ta có thể làm chỉ có vậy hoa ra bạch anh nằm trên giường hôn mê bất tỉnh đã xử lý xong vết thương của đại sư huynh tĩnh dưỡng vài ngày hẳn là không có việc gì như phong nắm lấy vai vân dung nghiêm túc nói sư tỷ vẫn nên về với chúng ta đi chuyện này không giấu được đâu sớm muộn sư tôn cũng tra tới đây hoa thường lo lắng vội kéo tay cô lại đừng đi nàng đi rồi họ sẽ không để nàng trở về nữa vậy ta và con phải làm sao đã hứa phải tạo thêm em bé mà chúng ta không thể lừa hai vị đại nhân của địa phủ đâu Vân Dung nghe thấy hắn nói vậy liền gật đầu, cái này cũng đúng. Cô nhíu mày lại, không biết đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ. Tại sao lại bị Hắc Bạch vô thường nói là Dương Thọ đã hết? Nếu là thật thì chẳng phải không sống được mấy ngày nữa sao? Lúc này rời đi quả thực không tốt. Hương Vân không biết từ đâu xông đến, Hương Phấn nắm lấy tay Hoa Thường, ngươi muốn sinh con, vậy có thể sinh với ta, chúng ta sinh một ổ, sinh mấy chục con. Một lá bùa đột nhiên dán lên mặt cô ta, Hương Vân đau đớn kêu lên. Á, à, Vân Dung nheo mắt lại giận dữ nhìn Hương Vân cảnh cáo đừng đụng tay đụng chân với ông chủ hoa nhà ta ngươi làm sư huynh ta bị thương nơi này không chờ đón ngươi trước mặt tiểu hoa ta không giết ngươi nhưng ngươi rời khỏi đây sớm đi hoa thường trốn sau lưng vân dung sợ hãi làm nũng thế chủ cô ta đáng sợ quá nàng phải bảo vệ ta vân dung nhìn chằm chằm hương vân giọng nói chắc nịch yên tâm có ta ở đây hương vân tức giận hừ lạnh một tiếng tiểu hoa ngươi ở cùng đám đạo sĩ này thì còn tính là tộc ta nữa không có lẽ giờ ta không đánh lại đám đạo sĩ này đợi ta lấy được nội đan đại yêu nhất định sẽ giết sạch nhưng đạo dĩ này ngươi không báo thù cho tộc ta thì để ta báo thù sau này lại gặp đêm khuya không biết qua bao lâu bạch anh rốt cuộc cũng tỉnh lại ưm ừ, như phong và vân dung thấy hắn đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm đại sư huynh huynh tỉnh rồi bạch anh ngồi dậy nhìn vân dung hỏi ta không sao nữ yêu đó đâu rồi vân dung cười gượng đáp cô ta cô ta chạy rồi bạch anh nhìn hai người nhíu mày nói sư muội sư đệ tại sao hai người phải làm vậy từ nhỏ sư tôn đã dạy chúng ta người và yêu không đội trời chung chúng ta là đệ tử phái lộ hoa phải diệt yêu trừ ma bảo vệ nhân gian thái bình hơn nữa hắn nhìn như phong nói tiếp sư đệ cha mẹ của đệ chẳng phải bị yêu ma hại chết sao như phong nhớ lại cảnh cả gia đình bị sát hại tâm trạng trở nên nặng nề đau lòng rưng rưng nước mắt đừng đừng nói nữa lúc đó ta còn nhỏ chẳng nhớ gì cả nếu ta tìm được hung thủ nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ nhưng mà người cũng có người tốt người xấu có một số yêu tinh không giống như sẽ làm việc ác ta không cách nào ra tay với chúng Vân Dung ôm lấy Như Phong dịu dàng an ủi, "Như Phong không sao, nếu tìm được hung thủ, chúng ta đều giúp để báo thủ, đừng buồn nữa." Như Phong ôm lấy cô, hắn như con thú lớn cọ qua cọ lại người cô cảm động nói, "Sư tỷ." Hoa Thường nhìn thấy cảnh này máu ghen tuông lại nổi lên, hắn tiến lên tách hai người ra. Nô gia rất đồng tình với cảnh ngộ của tiểu cữu, nhưng giờ vẫn nên để Bạch Anh công tử nghỉ ngơi sớm đi. Như Phong tức giận nhìn hắn nghiến răng nói, "Ngươi buông ra." Hoa Thường cười đến rực rỡ đáp, "Ngươi buông đi, đêm khuya, trong phòng ngủ, Vân Dung nằm trên giường nhìn Hoa Thường hỏi, ông chủ Hoa, Dương Thọ đã hết là sao, có thể nói cho ta biết chưa? Hoa Thường thở dài một tiếng, thê chủ, hắn nhìn cô dịu dàng nói, nô gia chưa từng lừa thê chủ. Thê chủ quả thực từng là thượng tiên Tây Cốc, rất lâu trước đây nô gia được thê chủ hàng phục, vì thê chủ có lòng thiện nên giữ ta bên cạnh tu hành, phù quy tiên tôn trở thành chủ nhân của ta. Ta tu hàng mấy trăm năm, từ một con rắn nhỏ biến thành chăn lớn, trở thành vật cưỡi của chủ nhân, ta một lòng ái mộ chủ nhân, cuối cùng cũng tu thành hình người dưới trang đài ngọc ta và chủ nhân đã hẹn ước cả đời chuyện này cuối cùng vẫn bị phát hiện để bảo vệ ta chủ nhân vứt bỏ ngàn năm tu vi tự nguyện bị xóa ký ức giáng xuống trần gian còn ta tuy có chủ nhân che chở nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi họa sát thân tộc linh xà bị năm đại môn phái vây giết theo lời hương vân chính là lúc đó lúc đó ta cũng ở trong đó lúc đó ta đã có thai và sắp lâm bồn ta khổ sở cầu xin nhưng tiên trưởng đó vẫn không tha cho ta giết chết cả ta và bạn ta nhưng không biết tại sao sau khi ta chết địa phủ mãi không nhận ta hắc bạch vô thường đưa ta quanh quẩn trên cầu nại hà hoa thường quỳ gối xuống đất cầu xin hắc bạch vô thường hai vị đại nhân xin hai người ít nhất hãy để ta sinh con đã vô thường nhìn hắc bạch hỏi nhỏ tôn thượng nói thế nào hắc bạch ghé sát tai cô ta thì thầm tôn thượng nói vô thường nghe vậy thì hừ một tiếng tiểu hoa đúng là số tốt đi đi về sinh con đi năm năm sau ta sẽ tới lấy mạng người quay trở lại hiện thực vân dung nhìn hoa thường lòng đau nhói vì thế năm năm qua ngươi vẫn luôn tìm ta muốn sinh con ra rồi đoàn tụ với ta Hoa Thường rũ mắt xuống nhỏ giọng nói: "Mới đầu ta không biết đi đâu tìm nàng, lấy việc làm ăn làm lý do để tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng vẫn sinh con trước, tiểu Cẩm làm phép với bọn trẻ, vì con và nàng có quan hệ huyết thống, vì thế hắn có thể đưa chứng tới bên nàng." Vân Dung che miệng thầm may mắn, "Thảo nào, may mà lúc đó chưa nấu chín." Hoa Thường sửng sốt. "Nấu chín?" Vân Dung cảm động ái náy nhìn hắn, cô dịu dàng vuốt ve má hắn: "Ông chủ Hoa, ngươi đúng là người kiên cường, tuy Vân Mỗ trời sinh bướng bỉnh, nhưng vẫn chịu trách nhiệm với ngươi và con, ngươi yên tâm." dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ dốc sức bảo vệ ngươi ta sẽ nuôi dưỡng con xem chúng như con cái ruột của mình hoa thường nhíu mày hốt hoảng nói đó chính là con ruột của nàng mà hắn ngồi dậy cởi quần áo trên người mình xuống vậy chúng ta tạo em bé nhé hôm nay nô ra đã tắm bằng mật hoa đó vân dung nằm thẳng người ra lạnh nhạt nói hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện chúng ta ngủ trước đi hoa thường nhìn cô vẻ mặt đầy đáng thương thê chủ nhìn vân dung nhắm mắt bắt đầu ngủ hoa thường không khỏi cười khổ trong lòng tuy trông nàng ấy bướng bỉnh nhưng lại không phải người bạc tình bạc nghĩa ngoài miệng đồng ý nhưng mãi đến giờ cũng không chủ động đụng vào ta trong lòng nàng ấy vẫn để ý đến bạch anh kia sao hay là nàng ấy vẫn ngại chuyện ta là yêu không muốn gần gũi với ta nhân lúc vân dung ngủ say hoa thường liền bò lên người cô rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thê chủ ta không còn nhiều thời gian nữa nếu không dùng cách này nhất định nàng sẽ không bằng lòng nhìn vân dung bắt đầu biến đổi ánh mắt hoa thường đầy thê lương nàng sẽ tha thứ cho ta chứ một lúc sau vân dung mở mắt ra lạnh lùng nhìn hắn hỏi ồ lại gọi ta ra, có việc gì?" Hoa Thường ôm chặt lấy cô dịu dàng nói, "Ta muốn để lại thêm vài đứa con." Hoa Thường ôm chặt lấy Vân Dung, hai người trao nhau nụ hôn thật sâu, "Không, có lẽ ta không chỉ muốn để lại thêm vài đứa con, có lẽ ta chỉ là tham lam, muốn nàng chạm vào ta." Ngày hôm sau, Vân Dung nằm trên giường mở mắt ra, "Đúng là kỳ lạ, sao ta lại thấy mệt lạ, không muốn dậy nhỉ? Lại một đêm nữa." Hoa Thường ôm lấy Vân Dung nhỏ giọng nỉ non, "Thê chủ, thê chủ ôm ta, sáng hôm sau nữa." vân dung mở mắt ra vẻ mặt đầy hoang mang quá kỳ lạ sao ta thấy eo lưng bắt đầu đau nhức nhỉ lại một đêm nữa trong phòng vang lên tiếng thở dốc nặng nề sáng hôm sau nữa vân dung tỉnh dậy cả người run lên không không nhúc nhích nổi nữa cô ngồi dậy liếc nhìn hoa thường ngủ say bên cạnh tiểu hoa ngủ ngon quá quái lạ lẽ nào ngủ cùng yêu tinh thật sự sẽ bị hút tinh khí ngoài phòng khách nhìn thấy bạch anh đứng đợi sẵn ở đó vân dung nhìn hắn quan tâm hỏi sư huynh huynh lành vết thương chưa bạch anh nhìn cô nhỏ giọng đáp không sao rồi ta định ngày mai về núi vân dung nghe vậy thì lòng bỗng trùng xuống chưa gì đã phải đi sao thật đáng tiếc bạch anh nhìn cô hỏi đáng tiếc cái gì vân dung gãi gãi mặt nhìn hắn nói lúc trước ở trên núi sư huynh luôn lạnh lùng với ta tuy lần này làm ầm ĩ vài chuyện không vui nhưng sư huynh cuối cùng cũng nói chuyện vài câu với ta rồi xem ra xem ra ta cố gắng hơn nữa là có thể sờ được mông của sư huynh bạch anh mặt đỏ bừng hắn vội lấy tay che người mình lại nghiêm túc nhìn cô nói không được sư muội sao muội vẫn lỗ mãng càn rỡ vậy hả thân thể của nam tử đâu phải là thứ muội có thể tùy tiện đụng chạm lúc này hoa thường ngáp dài một tiếng từ phòng ngủ bước ra có gì không được chứ mấy đạo sĩ các ngươi lắm chuyện thật hắn cong mông lên mỉm cười nhìn vân dung nói thê chủ muốn sờ thì sờ của nô ra này hai mắt vân dung sáng bừng lên vẻ mặt đầy háo sắc nhìn hắn được được thật sao hoa thường bật cười nhìn cô phu thê giả rồi có gì không được đâu vân dung không cưỡng nổi liền vươn tay ra chạm lên mông hắn cô kinh ngạc nhìn bàn tay mình Vân Mỗ hành hiệp trượng nghĩa 20 năm, đây là lần đầu tiên thành công. Có câu núi cao sông rộng gặp tri âm, ông chủ Hoa đúng là bạn đời linh hồn của Vân Mỗ. Bạch Anh tức giận quay người rời đi, ta không nhìn nổi nổi nữa rồi. Sư muội, muội muốn làm càn thì tùy muội. Vân Dung vội ngăn hắn lại, sư huynh đừng đi. Cô nắm lấy tay áo hắn nhìn hắn nói, hy vọng sư huynh có thể ở lại nhìn thật kỹ. Ông chủ là yêu tinh thế nào? Ngoài đường lớn, một quầy phát cháo miễn phí mở cửa, mau tới đây, mau tới đây. Hoa ra phát cháo miễn phí kìa, xếp hàng ngay ngắn nhé. Người dân mỗi người tay cầm một chiếc chén vẻ mặt đầy mừng rỡ. A, à, có cơm ăn rồi. Cảm ơn đại nhân, cảm ơn ông chủ Hoa. Vân Dung dẫn Bạch Anh đi xung quanh thành, cứ cách ba ngày, thành Lương Châu sẽ có người của Hoa ra phát cháo ở Quy Long Hành cứu tế người nghèo. Bạch Anh kinh ngạc vẻ mặt đầy hoang mang. Không thể nào, hắn là một con rắn yêu, sao hắn có thể? Hoa thường đeo mạng che mặt vén rèm xe ngựa ra nhìn hắn hỏi. Sao không thể? Nô gia vẫn luôn nhớ chủ nhân dạy ta hiền hòa với con người, phải có lòng thương cũng chỉ có mấy đạo sĩ đầu gỗ các ngươi mới cố chấp trắng đen rõ ràng cứ muốn vạch rõ giới hạn thấy hoa thường xuất hiện mọi người xung quanh hai mắt sáng rực cảm kích nhìn hắn mau nhìn đi đó là ông chủ hoa sao ông chủ hoa đẹp quá hắn ở quá nhiều năm trời nhất định rất cô đơn vân dung thấy có người nhòm ngó nhan sắc của hoa thường thì tức đến xì khói bọn nữ nhân này ngày nào cũng nhung nhớ một quả phu đúng là cầm thú hoa thường bật cười nhìn cô chẳng phải nàng cũng vậy sao bạch anh rũ mặt xuống không biết phải làm sao cho đúng sư muội muội bảo ta làm sao mới được đây quay trở lại núi ngọc dương chân nhân nhìn bạch anh vội hỏi con tìm được vân dung chưa diệt trừ yêu ma chưa bạch anh quỷ dưới đất khó xử nói sư tôn đại yêu đó dường như không xấu xa sư muội sư muội đã thành bạn với con yêu đó con đã nói cho sư muội để ý của sư tôn họ nói sẽ mau chóng trở về ngọc dương chân nhân tức giận quát lên làm càn lễ tế tiêu cứ lùi mãi chúng không về thì con để mặc chúng luôn à làm bạn với yêu xem con nói mấy lời ngốc nghếch gì kìa rốt cuộc là yêu tinh gì ghê gớm đến vậy Ba đệ tử thân truyền của ta đều bị hắn mê hoặc, lẽ nào phải để bản tôn đích thân đi hàng phục con yêu này. Nhìn bé gái tóc hồng nằm trên giường sốt cao, trên trán còn đặt một chiếc khăn, tiểu Cẩm lo lắng vẻ mặt đầy tự trách, hôm nay tỷ tỷ hơi sốt, đắp khăn lạnh thế này trước đã, chắc là cảm lạnh rồi, đều tại ta, nhất định là hôm qua tắm xong không lau sạch. Hoa Thường đứng bên cạnh an ủi hắn, "Ngươi có thể trông con giúp ta, ta đã rất cảm ơn rồi, sau này đợi ta không còn ở đây, có ngươi trông con giúp, ta cũng có thể yên tâm hơn." Tiểu Cẩm nhíu mày nhìn hắn. Tiểu Hoa, Vân Dung nhìn hắn an ủi, "Ngươi đừng lo, ta sẽ không bỏ mặc bọn trẻ đâu." Cô nhìn hai đứa bé dễ thương trên giường mỉm cười nói, "Nói chứ hai đứa vẫn chưa có tên nhỉ?" Hoa Thường gật đầu đáp, "Phải, thì đợi thê chủ đặt tên cho chúng đấy." Vân Dung không nghĩ ngợi gì liền nói, "Cục cưng của ta, hay là một đứa tên Kim Trì, một đứa tên Ngọc Diệp được rồi." Hoa Thường cười gượng nhìn cô, "Cái tên này hơi thường thấy rồi." Vân Dung hơi nhíu mày lại chậm ngâm suy nghĩ, "Ngươi nói năm đó ngươi và ta hẹn ước cả đời dưới trăng ở Đài Ngọc phải không?" "Ừm, con gái tên Vân Giao con trai tên vân nguyệt giao giao nguyệt nguyệt thế nào tiểu cẩm và hoa thường vỗ tay hết lời khen ngợi được hay lắm hoa thường cúi mặt xuống lòng đầy áp ngọt ngào nàng ấy dùng họ của mình đặt tên cho con có phải nàng ấy bắt đầu tiếp nhận chúng ta không vui quá đêm khuya trong phòng ngủ vân dung ngồi đầu mép giường mày nhíu lại gần đây cứ cảm thấy vừa tỉnh dậy là đau nhức toàn thân lẽ nào sau khi ta ngủ có xảy ra chuyện gì ư hôm nay giả vờ ngủ xem sao nghĩ đến đây cô liền nằm xuống giả vờ ngủ một lúc sau hoa thường lại bắt đầu đè lên người cô Hôm nay cũng muốn, hai má Vân Dung đỏ bừng lên, cô sợ hãi không dám mở mắt ra. "Ôi, ông chủ Hoa, chủ động quá, hắn đang làm gì vậy?" Hoa thường cúi xuống hôn lên môi cô. "Thê chủ." Vân Dung kinh ngạc trợn tròn mắt, lẽ nào ngày nào sau khi ta ngủ, hắn cũng hôn ta thế này? Cô ngạc nhiên nhìn thân thể mình bắt đầu thay đổi, ta biến lớn rồi, hơn nữa, hơn nữa ta còn có ý thức, tại sao lần này ta lại có ý thức của mình? Hoa thường nằm trên người cô khẽ kêu lên, "Ưm, um, thê chủ." Vân Dung ngạc nhiên hai mắt sáng rực nhìn hắn. "Đây thì ra mỗi tối hai ta đều làm chuyện này sao, hay lắm, ta thật sự không cách nào từ chối. Tới đi bé cưng, máu từ trên mũi cô chảy xuống. Hoa thường lo lắng nhìn cô hét lên, á, à, thê chủ, nàng chảy máu rồi. Vân Dung khẽ lau vết máu trên mũi. ôi mẹ ơi, Hoa thường nhíu mày nhìn cô, không đúng, nàng, nàng có ý thức. Vân Dung bịt mũi mình lại gật đầu đáp, phải, ngại quá. Vân Mỗ thất lễ rồi, cắt ngang bầu không khí thế này. Vân Mỗ không cố ý, thân hình cô lại bắt đầu thay đổi. Vân Dung sững sốt, lại biến trở lại rồi. Một lúc sau, hai người ngồi ngay ngắn trên giường, Hoa thường ngồi bên cạnh thấp thỏm nhận lỗi, "Xin lỗi, không phải cố ý giấu nàng, chỉ là tộc linh xà quả thực gặp tai họa diệt tộc, ta cũng muốn để lại thêm vài đứa con với thê chủ." Hắn cẩn thận nhìn cô ấm ức nói, "Nàng, mãi không chạm vào ta, có phải vì nàng vẫn không tiếp nhận ta, không muốn làm tổn hại danh tiết của ta không?" Thê chủ, nàng đúng là chính nhân quân tử." Vân Dung cười gượng mấy tiếng, "A ha ha, phải." Cô thở dài một tiếng nhìn hắn, "Sao ta lại không muốn chứ?" chỉ là trong lòng ta vẫn luôn lo lắng chuyện sư tôn bà ấy không dễ nói chuyện như sư huynh đến lúc đó nếu ngươi có thai ta sợ bà ấy sẽ giận càng thêm giận ra tay giết ngươi hoa thường rũ mắt xuống nhỏ giọng nói ta ta không còn nhiều thời gian nữa sư tôn có tức giận cũng chỉ là lấy mạng ta chứ đâu làm gì được nữa hắn nhìn hai đứa trẻ nằm ngủ say bên cạnh vẻ mặt đầy dịu dàng chỉ hy vọng chỉ hy vọng đến lúc đó thê chủ có thể bảo vệ con của chúng ta lòng vân dùng ngại lại tiểu hoa biết rõ hắn không còn nhiều thời gian nhưng lại không biết có thể làm gì cho hắn lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nói hay lắm ngọc dương chân nhân bước vào lạnh lùng nhìn hoa thường rắn yêu xem ra người biết rõ kết cục của mình sẽ như thế nào người hầu cũng theo sau bước vào nhìn hoa thường vội nói ông chủ hoa chúng ta không cản được vị đại nhân này vân dung mặt biến sắc sư tôn tiêu rồi tiêu rồi tới nhanh quá vân dung vội chắn trước người hoa thường bảo vệ hắn sư tôn nghe con giải thích đi tiểu hoa không phải ác yêu bao nhiêu năm qua hắn chỉ yên phận làm ăn không hề hại người cô kinh ngạc quay đầu lại tiểu hoa hoa thường bước ra khỏi sau lưng cô thất thanh hô lên là là ngươi ngọc dương chân nhân nheo mắt lại giận dữ nhìn hắn hoa xà, ngươi còn nhận ra ta sao ngươi đúng là giỏi thật rõ ràng chính tay ta đã giết ngươi sao giờ ngươi vẫn còn sống hơn nữa ánh mắt sắc lạnh của bà ta phóng tới hai đứa trẻ nằm trên giường giọng nói rét lạnh còn sinh cả con luôn rồi hai đứa trẻ nằm trên giường lúc này đã tỉnh cả người bọn chúng run lên sợ hãi hoa thường vội lao đến ôm lấy hai đứa bé vào lòng đừng bọn trẻ vô tội mà vân dung không dám tin nhìn ngọc dương chân nhân chất vấn nghĩa là sao sư tôn lúc trước năm đại môn phái vây giết tộc linh xà có người sao chính người đã giết tiểu hoa và bạn hắn ư ừ. ngọc dương chân nhân nhìn cô tức giận quát lên con yêu này hại phù quy tiên tôn còn chưa đủ giờ lại tới hại con đợi ta diệt trừ con yêu này xong sẽ đưa nhiệt đồ về núi vân dung vội chắn trước người hoa thường bảo vệ hắn không được lúc này như phong cũng từ ngoài chạy vào ôm chặt lấy người ngọc dương chân nhân sư tôn ngọc dương chân nhân kinh ngạc nhìn hắn như phong con cũng muốn cùng chịu phạt với sư tỷ sao? Như phong nhìn bà ta vội nói, sư tôn, giờ người đang giận quá mức rồi, bình tĩnh lại trước đã, có ân oán gì? Mọi người cùng nhau nói rõ. Ngọc Dương chân nhân nhắm mắt lại, mày đẹp như chật vào, ân oán nếu nói rõ được thì trăm năm trước đã nói rõ từ lâu rồi. Bà ta tức giận giải phóng sức mạnh trong người ra. Vân Dung chật vật cố gắng chịu đựng, ưm, ừ, sư tôn, trước đây tuy con luôn gây họa làm sư tôn tức giận, nhưng con biết sư tôn luôn thương con, không nhẫn tâm thấy con chịu phạt thậm chí nuông chiều con thành thế này con con không muốn ra tay với sư tôn khóe mắt cô rừng rừng tiểu cẩm đột nhiên xuất hiện mau mau chạy đi đưa bọn trẻ đi trước hắn sử dụng phép thuật đưa mọi người rời đi trong một khu rừng ngươi tiểu cẩm dẫn đường đi trước dẫn hoa thường và vân dung chạy trốn đi được một lúc lâu hắn lau mồ hôi trên mặt thở hồn hển nhìn hai người nói chắc đủ xa rồi tạm thời sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ vân dung thở dài nói sư tôn ta có cách hết phát hiện nơi này là chuyện sớm muộn cô buồn bã cúi mặt xuống ta thật không ngờ trước đây ta gây họa sư tôn nhẫn nhịn ta vô số lần nhưng với chuyện này lại không một chút du di bà ấy bà ấy chính là người giết tiểu hoa lúc trước hoa thường nhìn cô thở dài nói sư tôn của nàng hận ta vì phù quy tiên tôn là người bà ấy tôn kính nhất còn ta chính là vết nhơ khiến phù quy tiên tôn bị giáng xuống trần năm đó để loại bỏ vết nhơ là ta bà ấy không tiếc triệu tập năm đại môn phái vây giết tộc linh xà vân dung lo lắng nắm lấy tay hắn vội thúc giục sao lại như vậy ngươi dẫn con chạy đi chạy càng xa càng tốt ta nghĩ cách ngăn cản sư tôn để bà ấy không thể đi tìm các ngươi gây rắc rối hoa thường lắc đầu từ chối ta chỉ còn sống một năm chúng ta có thể chạy tới đâu được còn sư tôn của nàng cho dù làm vậy với ta nhưng bà ấy thật sự yêu thương nàng hắn dịu dàng vuốt ve má cô nói đừng vì ta làm tổn hại tình nghĩa sư đồ đi nói chuyện với bà ấy nhé vân dung đau lòng cảm động nhìn hắn tiểu hoa ngươi thật quá lương thiện ngươi không hận một chút nào sao hoa thường khẽ cười đáp vì nàng ta không hận giống như trưởng bối yêu thương bọn trẻ tuy sẽ xảy ra mâu thuẫn nhưng không cách nào chặt đứa liên hệ tiểu cẩm bọn trẻ phải nhờ ngươi trước rồi tiểu cẩm bế hai đứa trẻ trong lòng lo lắng nhìn hắn ngươi ngươi muốn đi đâu hoa thường nắm lấy tay vân dung nhìn hắn mỉm cười nói ta muốn cùng thê chủ đi gặp ngọc dương chân nhân hai người nắm tay nhau trở về ngọc dương chân nhân thấy hai người còn dám quay lại thì giận dữ quát lên hai ngươi còn dám quay lại vân dung chắc trước mặt hoa thường rồi nhìn ngọc dương chân nhân bình tĩnh nói sư tôn người không cần giấu con con đã biết chuyện con chính là người phủ tiên tôn giáng phàm rõ ràng người luôn biết chuyện này sao không nói với con ngọc dương chân nhân nhíu mày nhìn cô nói ta ta không cần phải nói với con nay công lực con mất hết cũng không còn ký ức cùng phù quy tiên tôn chẳng khác gì hai người ta chỉ hy vọng cả đời con được sống hạnh phúc yên ổn tại sao con không hiểu nỗi khổ tâm của ta vân dung tay cầm lá bùa nhìn bà ta ánh mắt đầy kiên định sư tôn nếu đây là sự thật vậy tiểu hoa chính là phu thị của con hai đứa bé chính là con của con cho dù là sư tôn cũng không thể làm hại họ ngọc dương chân nhân tức giận gầm lên con dám tự xưng phu thị con yêu này đúng là vô sỉ. Năm đó nếu không phải hắn dắp tâm dụ dỗ phù Quy Tiên Tôn, thì làm sao Tiên Tôn rơi vào bước đường này, cũng không biết hắn dùng yêu pháp gì, Tiên Tôn hoàn toàn bị con yêu này mê hoặc. Hoa Thường đột nhiên quỳ xuống đất, Ngọc Dương chân nhân, Hoa Thường được chủ nhân thu nhận dạy dỗ, chuyên tâm tu hành mấy trăm năm, vốn đã tu thành bán tiên, chỉ là vì sinh con của chủ nhân mới mất hết trăm năm tu vi. Năm đó, quả thực Hoa Thường rung động trước, bày tỏ với chủ nhân trước, khóe mắt hắn rưng rưng nước mắt. Ta biết, ta biết đây là điều không được cho phép, nhưng Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Dương chân nhân chân thành nói, "Ta và chủ nhân quả thực tâm đầu ý hợp, ta không dùng yêu pháp, không quyến rũ cô ấy." Ngọc Dương chân nhân tức giận gầm lên, ăn nói vớ vẩn, ngươi nói không có thì không có sao? Ngươi hại ngài ấy tu hành ngàn năm thất bại trong gang tấc, một câu tâm đầu ý hợp là muốn thoát tội sao? Hoa Thường nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má, "Ta có tội, Ngọc Dương chân nhân, cho dù ngài không giết ta, ta cũng chỉ còn một năm dương thọ, sau một năm, vô thường đại nhân của địa phủ sẽ tới lấy mạng ta, chỉ mong" chỉ mong ngài có thể tha cho con của ta chúng thực sự vô tội ngọc dương chân nhân lạnh lùng quát lên vô tội thế nào con của yêu nghiệt sinh ra chính là nghiệt tử không thể không giết bà ta thở dài một tiếng nhưng ngọc dương chân nhân ngẩng đầu lên nhìn vân dung nói tiếp nếu vân dung theo ta về phái lộ hoa đồng thời đảm bảo sau này không xuống núi gặp ngươi ta có thể làm như chưa từng gặp hai đứa trẻ này nếu ngươi thật sự chỉ còn một năm tuổi thọ vân dung lòng đau như cắt không dám tin nhìn bà ta sư tôn tại sao người phải ép ta tiểu hoa thực sự chỉ còn một năm tuổi thọ người còn muốn chúng con chia tay không thể cho con thêm một năm sao ngọc dương chân nhân chừng mắt nhìn cô cho con thêm một năm lại sinh thêm vài con xà yêu à hoa thường dịu dàng nắm lấy tay vân dung thê chủ cầu xin người đồng ý với ngài ấy đi ta không sao cả vì con của chúng ta vân dung đau lòng nhìn hắn tiểu hoa cô ngẩng đầu lên nhìn ngọc dương chân nhân nhíu mày nói sư tôn người nhất định phải giữ lời đấy không được phép tổn thương tiểu hoa và hai đứa bé nữa ngọc dương chân nhân nhíu mày lại giận dữ đồng ý nếu hắn thực sự chỉ còn một năm tuổi thọ một năm sau nếu hắn chưa chết ta sẽ diệt trừ tất cả bọn chúng vân dung đi theo ta vân dung quyến luyến nhìn hoa thường tiểu hoa hoa thường không nỡ nhìn cô thê chủ vân dung nhìn hắn dịu dàng nói ngươi phải bảo trọng đợi ta về vỗ về sư tôn rồi nghĩ cách tiếp tại phái lộ hoa lễ tế tiên kéo dài quá lâu cuối cùng cũng có thể tổ chức rồi ngọc dương chân nhân khó khăn lắm mới bắt được vân dung sư tỷ về lần này mong đừng xảy ra rắc rối gì nữa nhìn tượng phù quy tiên tôn trước mặt ngọc dương chân nhân vẻ mặt đầy đau thương phù quy tiên tôn bà ta khẽ nhắm mắt lại nhớ lại chuyện trước kia phù quy tiên tôn ngồi trong tháp tu luyện một bé gái xinh đẹp dễ thương chạy vào sư tôn sư tôn đột nhiên bé gái không may vấp ngã ngã sóng xoài ra đất ối phù quy tiên tôn đi đến trước mặt cô bé vươn tay ra dịu dàng nói ngọc dương tại sao chạy vội như vậy có ngã trúng chỗ nào không tiểu ngọc dương sử dụng phép thuật vẽ ra một vòng tròn trên tay vui vẻ dơ lên cho phù quy tiên tôn xem sư tôn dạy con pháp thuật con đã học xong hết rồi người xem nhìn bông hoa xinh đẹp trên tay tiểu ngọc dương phù quy tiên tôn mỉm cười khen ngợi cô bé giỏi lắm ngọc dương tư chất vượt trội tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn tiểu ngọc dương vui vẻ cười lớn ha ha đợi con tu luyện thành tiên nữ thật giỏi có phải sẽ mãi mãi được ở bên sư tôn không phù quy tiên tôn dịu dàng xoa đầu cô bé phải quay trở lại hiện thực ngọc dương chân nhân cúi mặt xuống vẻ mặt đầy cô đơn lúc này vân dung bê một bình cây đi đến nhìn thấy cô mọi người kinh ngạc há hốc miệng đây là vân dung sư tỷ sao sao vân dung sư tỷ lại biến thành trẻ con thấy cô đã đến ngọc dương chân nhân liền hô lớn đọc bài tế vân dung bê bình cây đứng giữa tế đàn mày khẽ nhíu lại lại là thế này lễ tế tiên hàng năm đều muốn giày vò ta thế này thật không biết có ý nghĩ gì thấy mọi thứ xung quanh vẫn bình thường cô khó hiểu liếc nhìn xung quanh có điều lần này tại sao không mất ý thức trước đây vừa đọc bài tế là ta mất ý thức mà ngọc dương chân nhân kinh ngạc hốt hoảng nhìn cô sao lại như vậy tại sao ta không kêu gọi được nguyên hồn của sư tôn lẽ nào nguyên hồn của sư tôn đã tan biến vậy vậy bây giờ nguyên hồn trong người vân dung là ai ở bên khác đột nhiên tiếng hát xỉ vang lên diêm vương kéo áo choàng trên người một cái nhíu mày nói bản tôn thấy dưới này đột nhiên hơi lạnh tiểu quỷ mỉm cười dâng trà cho diêm vương mời tôn thượng uống trà trở lại phái lộ hoa tiếng hét kinh ngạc vang lên cái gì thành thân ngọc dương chân nhân thản nhiên nói nếu lễ tế tiền đã xong ta sẽ sắp xếp một hôn sự cho con sau khi thành thân con hãy yên tâm ở lại trên núi cũng tu tâm dưỡng tính lại đừng bao giờ nghĩ đến xả yêu đó nữa Vân Dung gãi gãi mặt cười gượng đáp, "Nhưng sư tôn à, người xem con vẫn là một đứa bé, con có thể thành thân với ai được, người cũng phải biến con trở lại. Để con đi tìm Tân Lang trước chứ." Ngọc Dương chân nhân quay lưng lại lạnh nhạt nói, "Tân Lang chính là sư huynh của con, Bạch Anh." Vân Dung trực tiếp phun một ngụm máu ra ngoài. "Vậy thực sự quá cám dỗ rồi." Cô nhìn Ngọc Dương chân nhân vội nói, "Nhưng sư huynh có bằng lòng không? Con nhớ sư huynh vẫn luôn ghét bỏ ta." Ngọc Dương chân nhân liếc nhìn cô một cái. "Sư huynh khác con, nó nghe lời ta nhất." Nó đã sớm đồng ý hôn sự rồi, ngày tháng được định vào đầu tháng sau, sau khi thành thân thì tập trung tu luyện, đi con đường đúng đắn vào, Vân Dung, ta chỉ mong cả đời con được sống yên ổn. Vân Dung hốt hoảng bất an trong lòng, tiêu rồi, tiêu rồi, sư tôn nghiêm túc, còn không mau chạy, tháng sau sẽ thực sự thành thân mất, nhưng thành thân với đại sư huynh, tưởng tượng cảnh Bạch Anh cởi đồ ra nhìn cô gọi, thê chủ, Vân Dung không cưỡng lại được liền xịt máu mũi, ưm, ừ. đúng là khiến người ta trông đợi, không được, không được, còn không xuống núi, tiểu hoa sẽ sao ta có thể vứt bỏ tiểu hoa chứ vân dung gấp gáp đi đi lại lại trong phòng nhưng đại sư huynh nhưng tiểu hoa đại sư huynh tiểu hoa trong một căn nhà nhỏ dưới núi mấy ngày này hình như yên ổn lại rồi không có đạo sĩ tới gây rắc rối nữa hoa thường ngồi trước bàn nhìn quyển sách trong tay khẽ nói xem ra nàng ấy đã nghĩ cách vỗ về ngọc dương chân nhân rồi ta cũng phải tìm việc gì đó bận rộn lo toan nếu không trong lòng cứ nghĩ tới nàng ấy lúc này một nữ tử đi vào nhìn hắn hỏi ông chủ hoa tìm ta tới là vì hoa thường nhìn cô ta mỉm cười nói A Phi, ngươi đã làm mười mấy năm ở Quy Long Hành rồi nhỉ? Năm sau ta định giao Quy Long Hành cho ngươi lo liệu. A Phi kinh ngạc nhìn hắn. Thế, thế này đột ngột quá. Ông chủ Hoa muốn rời khỏi Quy Long Thành sao? Hoa thường rũ mắt xuống trả lời cô ta. Có thể ta phải đi xa. Không trở về nữa, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa sản nghiệp Hoa ra. Cái nào cần tìm người tiếp quản thì tìm, cho được thì cho, xem như làm việc tốt. Tiểu Cẩm rưng rưng nước mắt không nỡ nhìn hắn. Tiểu Hoa, lúc này như phong hốt hoảng chạy vào hét lớn. Ông chủ Hoa, ngươi còn tâm trạng bàn việc làm ăn ở đây sao không hay rồi không hay rồi hoa thường nhìn hắn ngạc nhiên hỏi tiểu cữu tử sao ngươi lại tới đây như phong nhìn hắn vội nói sư tỷ bị sư tôn theo dõi sát sao khó khăn lắm ta mới lẻn xuống núi được sư tỷ vốn muốn vỗ về sư tôn rồi lẻn ra tìm ngươi nhưng nhưng sư tôn đã sắp xếp hôn sự cho tỷ ấy tỷ ấy sắp phải thành thân với đại sư huynh rồi hoa thường và tiểu cẩm kinh ngạc nhìn hắn cái gì hoa thường đột nhiên ôm miệng nôn khan oẹ tiểu cẩm lo lắng nhìn hắn tiểu hoa hoa thương nhíu mày nhìn lòng bàn tay mình ta à, ta đây là đại phu nhanh chóng đến bắt mạch cho hoa thường chúc mừng ông chủ hoa ông chủ hoa đã có thai hơn một tháng rồi tiểu cẩm và như phong kinh ngạc hét lên tiểu hoa lại có thai rồi ư ừ. của ai hả sư tỷ ta ư hoa thường bật cười nhìn như phong nói tiểu cữu không cần hoảng hốt tất nhiên là của sư tỷ ngươi như phong nhíu mày nhìn hắn ngươi với sư tỷ ta bao giờ hoa thường nhìn hắn mỉm cười đáp tất nhiên là mỗi đêm trẻ con không tiện nhắc tới hắn dịu dàng vuốt ve bụng mình nàng ấy sắp thành thân rồi chúng ta đừng nói với nàng ấy ta sẽ sinh con ra thật khỏe mạnh đến lúc đó mọi người lại giao con cho nàng ấy vậy đây cũng là thứ cuối cùng ta có thể để lại cho bản thân và linh xà tộc như phong nhíu chặt mày lại vẻ mặt đầy hoang mang sao có thể được ngươi có thai tỷ ấy lại phải thành thân với sư huynh vào lúc này ư nhìn thấy như phong chạy đi hoa thường vội gọi hắn lại tiểu cữu ngươi đi đâu ở phái lộ hoa khắp cả môn phái ngập tràn sắc đỏ vân dung mặc trên người bộ y phục tân nương nhưng không sao vui nổi tiêu rồi tiêu rồi không trốn thoát vẫn phải thành thân cửa còn bị khóa ta phải mau chóng nghĩ cách cô vội đập mạnh vào cửa kêu lên sư tôn người biến con trở lại đi nếu đã ép con thành thân thì phải biến con trở lại để động phòng chứ thế này là sao chứ vân dung quay đầu lại nhìn tân lang ngồi trên giường im lặng không lên tiếng hai mắt vân dung đột nhiên sáng lên tôi cũng tới rồi không đi ngắm sư huynh xinh đẹp thật quá lỗ vốn bỏ lỡ hôn sự cả đời sẽ không bao giờ gặp được cảnh này nữa sẽ hối hận cả đời đấy cảnh trong tưởng tượng Bạch Anh cởi trần thân trên nằm trên giường quyến rũ nhìn cô, Vân Dung cầm chiếc gậy nhỏ đi đến cạnh giường, ta xem một cái thôi, xem một cái không sao đâu nhỉ. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cô ngăn động tác của cô lại, khoan đã, Bạch Anh nhìn cô hỏi, sư muội, sư phụ ép muội thành thân phải không? Vân Dung gật đầu đáp, à phải, có điều sư huynh đừng để ý, chuyện này không liên quan tới huynh, Bạch Anh mím chặt môi lạnh nhạt nói, không liên quan, đây là hôn sự của hai ta, sao lại không liên quan tới ta? Đêm nay nếu muội định thành thân với ta, sau này bên nhau trọn đời, không bao giờ qua lại với xà yêu đó thì hãng vén khăn trùm nhưng nếu lòng muội vẫn lưu luyến xà yêu hôm nay hãy cắt đứt không ai nợ ai thế nào vân dung nhíu mày nhìn hắn sư huynh phải sư huynh là người chính trực ta không nên xem thành thân là trò đùa lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa như phong mở cửa sổ ra nhìn cô gọi nhỏ xịt sư tỷ là ta vân dung kinh ngạc nhìn hắn như phong sao để lại tới đây người gác bên ngoài đâu như phong nhìn cô vội nói sư tỷ ta lén đi gặp ông chủ hoa hắn hắn có thai rồi tin này như xét đánh ngang tai vân dung kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn cái gì tiểu hoa có thai rồi ư bạch anh ngồi trên giường trầm mặc không lên tiếng như phong nhìn cô vội thúc giục nếu sư tỷ muốn đi thì mau nhân lúc này đi ta đã đánh gục hai vị sư huynh canh gác tỉ ra bằng đường cửa sổ ấy đợi xuống núi tiểu cẩm đang đợi ở đó có thể dùng pháp thuật đưa chúng ta đi vân dung kinh ngạc miệng khẽ lẩm bẩm tiểu hoa bạch anh đứng sau lạnh nhạt nói muội đi đi trong lòng muội có người khác không cần chậm trễ ở đây nữa nếu đã vô tình thì cần gì phải lưu tình vân dung lúc này chợt bừng tình người trong lòng ta là tiểu hoa cô chạy đến cửa sổ rồi quay đầu lại nhìn hắn vẻ mặt đầy ái náy sư huynh xin lỗi phải bỏ huynh một mình vào đêm động phòng rồi huynh bảo trọng nói xong cô không do dự liền chạy đi bạch anh vén rèm che đầu lên nhìn bóng lưng cô rời đi sư muội có lẽ muội vẫn chưa hiểu cái gì là yêu nhưng nếu muội hiểu ra quá trễ thì sẽ để lại tiếc nuối hôm nay từ biệt đời này vô duyên sư muội muội cũng bảo trọng nhé đêm khuya vân dung và như phong chạy nhanh xuống núi nhìn thông đạo trước mặt như phong vội thúc giục đi mau đi mau sắp ra khỏi sơn mô rồi tiểu Cẩm đứng đợi ở thông đạo sốt ruột nhìn hai người ôi sốt ruột chết mất cuối cùng hai người cũng tới rồi vân dung lo lắng chạy như bay đến mau lên không giấu được sư tôn quá lâu đâu vừa dứt lời ngọc dương chân chân đột nhiên xuất hiện sau lưng cô tức giận quát lên con muốn chạy đi đâu vân dung sợ hãi chột dạ nhìn bà ta sư tôn ngọc dương chân nhân tức giận nheo mắt lại vân dung bà ta vung tay lên đánh một trưởng vào người cô Vân Dung mặt biến sắc. A, à, Như Phong vội đỡ lấy cô đi vào thông đạo, Tiểu Cẩm vội thúc giục hai người, chạy mau, trong một khu rừng nào đó, Tiểu Cẩm và Như Phong ngã ngồi xuống đất thở dốc. Học học, cuối cùng cũng trốn thoát rồi, Tiểu Cẩm sợ hãi nói, may mà pháp thuật kịp thời, đúng là ngàn cân treo sợi tóc, Như Phong nhíu mày liếc nhìn xung quanh. Sư tỷ đâu? Một bàn tay bé xíu vươn lên, một bé gái một, hai tuổi từ trong bộ quần áo rộng thùng thình chui ra ngơ ngác nhìn xung quanh, Như Phong và Tiểu Cẩm kinh ngạc không dám tin nhìn cô. Sư tỷ, nhìn thấy bộ dạng này của cô hoa thường mặt biến sắc hốt hoảng hô lên thê chủ hắn bế cô lên nhíu mày hỏi thê chủ làm sao vậy sao nàng lại thu nhỏ rồi vân dung nhìn hắn a à, a à, mấy tiếng như phong cúi mặt xuống ái náy nói lúc sư tỷ bỏ trốn bị sư tôn gặp phải rồi biến thành thế này tiểu cẩm ái này nhìn hắn xin lỗi ta cũng không giải được ngươi hôn thử xem vân dung thở dài trong lòng cuối cùng sư tôn vẫn ra tay với ta cô nhìn hoa thường ưm ươm chi chi hoa thường cúi đầu xuống hôn lên môi cô hai người bốn mắt nhìn nhau mắt to chừng mắt bé thấy không có thay đổi gì lòng vân dung trùng xuống thảm rồi lần này hôn cũng không biến về được nữa hoa thường đau lòng ôm cô vào lòng thế chủ phải làm sao đây sao nàng lại ngốc như vậy vốn dĩ có thể thành thân sống bình yên rồi ta chỉ còn một năm tuổi thọ cần gì phải tới đây tìm ta vân dung nhíu mày nhìn hắn a chi a chi như phong đứng bên cạnh phiên dịch cho cô đại khái sư tỷ nói là vì biết ngươi có thai nên không yên tâm được hoa thường lòng đầy ngọt ngào nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn cô như vậy Thế chủ, nô ra đâu phải người yếu ớt như vậy. Chi bằng đưa nàng về môn phái sớm, để Ngọc Dương chân nhân biến nàng trở lại như cũ. Vân Dung nghe vậy thì lắc đầu thật mạnh. Không không không, khó khăn làm mới trốn ra được, sao còn về nữa chứ. Lần này có nói gì cũng không đi. Thấy đột nhiên có một bé gái lạ mặt ngồi trên giường, Vân Giao và Vân Nguyệt tò mò nhìn cô. Hai đứa bé đi đến nắm tóc sửa soạn khắp người Vân Dung. Vân Dung nhíu mày nhìn bọn chúng. Mấy đứa dừng tay, ta là mẹ con mà. Thấy cô đột nhiên biến mất, Vân Giao và Vân Nguyệt dương dương nước mặt vẻ mặt buồn bã măm măm hoa thường vội bế vân giao và vân nguyệt lên cho bú mấy đứa đói rồi à qua uống sữa này vân dung ở bên cạnh hai mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm hoa thường uống sữa cô giơ bàn tay ngắn cũng lên về phía hắn măm măm ta đói bụng rồi ta cũng muốn uống sữa mấy đứa tránh ra để ma ma uống một miếng vân nguyệt và vân giao tức giận chừng mắt lên với cô vân dung khóc không ra nước mắt ôi bọn trẻ còn biết bảo vệ miếng ăn nữa chứ hoa thường bật kéo áo lại rồi cười một tiếng nhìn cô hỏi thê chủ đói rồi à ta đi làm ít đồ ăn cho nàng Vân Dung gào thét trong lòng, ta không ăn cơm, ta chỉ muốn ăn ngươi, nhưng rất tiếc Hoa Thường không nghe thấy. Đêm khuya, Vân Dung nằm giữa Vân Giao và Vân Nguyệt, cô trằn chọc mãi không thể ngủ được. Ta không thể cứ ở trong thân xác đứa bé, chẳng làm được việc gì, nếu sư tôn lại tìm tới đây, Tiểu Hoa và bọn trẻ sẽ tiêu mất, dùng nội lực cưỡng ép giải phép này, không biết có được không. Vân Dung ngồi khoanh chân dưới đất cưỡng ép giải phép, mặt cô tái nhợt, Vân Dung cắn chặt răng cố gắng chịu đựng, ký ức mơ hồ xuất hiện trong đầu cô phù quy tiên tôn nhìn con mãng xà trước mặt mỉm cười hỏi tiểu hoa à tại sao ngươi đến đây suốt vậy không sợ bản tôn làm hại tính mạng ngươi sao tiểu hoa e thẹn đáp tiên tôn xuất trần tuyệt thế rực rỡ lóa mắt tiểu hoa ngưỡng mộ tiên tôn chỉ là muốn được gặp ngài phù quy tiên tôn bật cười nhìn nó tuy ngươi là yêu tư chất lại là thượng thừa chi bằng ta thu nhận ngươi ngươi cùng bản tôn cùng tu luyện có lẽ sẽ tu ra tiên thân được không tiểu hoa vui mừng vội đồng ý được ta bằng lòng vân dung ho mấy tiếng rồi phun ra một ngụm máu đây là ký ức trước đây của ta ngực đau quá vận công khó mà phá bỏ thủ thuật của sư tôn nhưng mà bàn tay cô siết chặt lại ta phải tiếp tục vân dung ngồi ngay ngắn lại tiếp tục vận công phù quy tiên tôn ngồi trên đầu tiểu hoa nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia lòng lặng chữ tâm sự trời đất rất rộng lớn đáng tiếc bản tôn là thượng tiên lại không thể rời khỏi tây cốc này nếu có một ngày bản tôn có được thân xác phàm tục thì có thể cùng ngươi đi khắp thiên hạ ngắm sông núi nhân gian trên trời vẫn quá lạnh bàn tay nhỏ bé của vân dung bắt đầu dài ra thì gia phù quy thân là tiên nhân lại có tâm muốn nhập thế trở thành con người không những là tâm nguyện của tiểu hoa cũng là tâm nguyện của ta lúc này hoa thường từ ngoài chạy vào lo lắng nhìn cô thê chủ thê chủ nàng đang làm gì vậy vân dung nhìn hắn nhỏ giọng đáp sư tôn sẽ không tha cho chúng ta ta phải mau chóng khôi phục thân thể cũ nếu tiểu cẩm đã không giải được vậy ta chỉ đành thử dùng nội lực cưỡng ép đột phá chú thuật của sư tôn có thể sẽ có một chút cắn trả cô lại ho ra một ngụm máu sắc mặt tái nhợt hoa thường lòng đau như cắt vội đỡ lấy cô nàng nàng sẽ chết đấy vân dung ngẩng đầu lên ánh mắt quật cường nhìn hắn ngươi còn không sợ chết thì ta sợ gì yên tâm ta không yếu như vậy hoa thường thấy cô quyết tâm như vậy thì thở dài một tiếng rồi truyền nội lực cho cô để ta giúp nàng vân dung nhíu chặt mày lại cố gắng chịu đựng kiếp trước tiểu hoa hàng ngày ở cạnh phù quy tiên tôn lén nhìn cô ánh mắt đầy si tình ta thích chủ nhân thích chủ nhân nhưng ta chỉ là một con rắn chủ nhân chủ nhân có phải tiểu hoa có hai chân biến thành người là ngài sẽ thích ta không hoa thường mở mắt ra vẻ mặt đầy tự trách nhìn vân dung nếu không phải ta rung động trước thì sao có thể hại chủ nhân phải chịu khổ thế này vân dung hơi hé miệng ra lạnh nhạt nói ngươi chỉ nhìn thấy người khác khổ mà lại không thấy mình khổ thế nào cô vươn tay lên nắm lấy tay hắn đặt trên vai cô ánh mắt đầy đau lòng ngốc nghếch hoa thường sửng sốt hắn nhìn cô lo lắng vội hỏi thê chủ nàng biến trở lại rồi nàng thấy sao rồi vân dung sờ ngực mình thở dài đáp cắn trả khiến tâm mạch tổn hại không sao ta còn chịu được hoa thường lo lắng nhìn cô vội nói ta lập tức đi tìm đại phu nàng nghỉ ngơi một thời gian đi vân dung vội ngăn hắn lại chúng ta không thể chậm trễ quá lâu bị tìm được là chuyện sớm muộn mang theo con và hành lý chúng ta phải đi đi càng xa càng tốt phái thiên lăng trong núi chuyển tới tiếng gào rú của yêu thú e có họa lớn xảy ra một đệ tử vội chạy vào nhìn trưởng môn thiên lăng vội bẩm báo đã có mười mấy vị đệ tử chạy tới sơn cốc trưởng môn thiên lăng gật đầu lạnh nhạt nói được đó là nơi đại yêu hàn lăng nghỉ lại tuyệt đối không được khinh địch vừa dứt lời lại có một đệ tử nữa chạy vào hốt hoảng bẩm báo sư tôn không hay rồi không hay rồi có xà yêu giết đại yêu hàn lăng rồi nuốt nội đan của nó giết chóc khắp nơi chúng ta đã chết rất nhiều đồng môn rồi hương vân cả người đầy sắc khí ánh mắt lạnh lùng hung ác nhìn đám người lẽ đạo sĩ chết tiệt đây chính là báo ứng của các ngươi như phong quay trở lại quỳ trước mặt ngọc dương chân nhân nhận hết lỗi vào mình là con thả người đi sư tôn con sẽ không nói cho hai người biết hướng đi của họ tình cảm là thứ không cách nào miễn cưỡng dù đối phương có thân phận gì thích một ai đó là chuyện không cách nào khống chế ngọc dương chân nhân nhíu mày giận dữ nhìn hắn con còn nhỏ thì hiểu gì là thích gì là yêu như phong ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định nhìn bà ta con hiểu sư tôn mới không hiểu ấy ngọc dương chân nhân rũ mắt xuống ánh mắt đầy cô đơn sao ta lại không hiểu được ta sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho nó nó lại vẫn đi đường cũ này ta còn cách gì giữ được nó chứ bà ta đau khổ che mắt lại đi đi không giữ được nữa lúc này một đệ tử từ ngoài chạy vào vội bẩm báo sư tôn phái thiên lăng xin trợ giúp ngọc dương chân nhân nhìn hắn nhíu mày hỏi xảy ra chuyện gì đệ tử kia vội đáp núi thiên lăng có một con xà yêu giết đại yêu hàng lăn xong nó nuốt nội đan rồi đến phái thiên lăng giết chóc bởi vì phái thiên lăng gần chúng ta nhất nên phái người cầu viện chúng ta ngọc dương chân nhân nhíu mày lại xà yêu ngoài hoa xà đó ra chẳng phải linh xà tộc đã chết sạch rồi ư lẽ nào bà ta tức giận xoay người đi ra ngoài bạch anh như phòng theo ta đi xem hai người vội đáp vâng cùng lúc đó vân dung đưa hoa thường rời khỏi lương châu vừa dạo chơi vừa điều dưỡng sức khỏe hoa thường theo thường lệ lại truyền chân khí vào người cho vân dung mỗi ngày truyền chân khí vào thân thể thê chủ thê chủ thấy đỡ hơn chưa vân dung nắm lấy tay hắn mỉm cười nói tuy có lúc vẫn đột nhiên biến thành đứa nhỏ nhưng đã đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn chàng hoa thường nhìn cô dịu dàng nói thê chủ còn khách sáo với nô ra gì nữa hắn đứng dậy rồi bế vân dao và vân nguyệt lên nào nào giao giao nguyệt nguyệt đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi chơi cùng cha nhé lúc này tiểu Cẩm bê một xấp chân nệm đi vào nhìn hai người nói ta đã lấy chân nệm ra rồi hoa thường cảm kích nhìn hắn vất vả rồi ta giặt chung luôn vân dung ngăn hắn lại chàng còn mang thai đừng đụng vào nước lạnh cô rút một lá bùa ra rồi sử dụng phép thuật hay chân nệm trong chậu tự động giặt sạch hoa thường hai mắt sáng rực hâm mộ nhìn cô thê chủ còn biết cái này à vân dung đắc ý nói trước đây sư tôn toàn phạt chúng ta giặt đồ vậy là tự mày mò ra pháp thuật nhỏ hoa thường cởi bộ y phục trên người ra nhìn cô hỏi bộ trên người nô ra cũng nên giặt rồi sao thê chủ không cởi nó ra vân dung hai mắt sáng lên vẻ mặt đầy háo sắc nhìn hắn vậy giờ vân mỗ cởi hoa thường bật cười nhìn cô đùa thôi giờ thê chủ phải nghỉ ngơi cho khỏe nô ra đi phơi đồ đây chân nệm được phơi lên hoa thường vừa phơi vừa ngân nga hát vân dung khó hiểu nhìn hắn rõ ràng chỉ còn một năm tuổi thọ tại sao lại vui vẻ như vậy trải qua nhiều chuyện tiểu hoa ngày càng kiên cường chỉ có ta vừa nghĩ đến không lâu nữa sẽ ly biệt trong lòng lại thấy đau tại sao ta lại thấy đau lòng như vậy tiểu hoa tốt bụng thẳng thắn lại kiên cường làm tăng lên nửa cuộc đời mơ hồ không cách nào đối diện bản thân của ta tuy hắn là yêu nhưng xưa nay luôn sống tỉnh táo biết mình muốn gì cô nhớ lại những lời bạch anh nói đêm tân hôn lòng của mũi không ở đây vân dung chợt bừng tỉnh cô ngơ ngác nhìn hoa thường trước mặt lòng của ta ở đây sao đêm khuya trong căn nhà nhỏ tiểu hoa ta muốn cùng cả nhà đến giao đài tiên trì hoa thường mỉm cười nhìn cô hỏi sao tự dưng thê chủ lại muốn đến đó vân dung nhàn nhạt đáp đó là nơi ta tu luyện trước kia linh khí dồi dào cũng là nơi hai ta thể hẹn. Bây giờ chúng ta cũng xem như bỏ trốn rồi, chàng cứ gọi ta là thê chủ này, thê chủ kia, nhưng thực ra ta vẫn chưa từng cho chàng một danh phận thật sự. Dạo trước chẳng phải ta suýt thành thân với sư huynh sao? Sư huynh là một đại mỹ nhân, huynh ấy mặc áo cưới rất đẹp, nhưng lúc ấy ta lại nghĩ, nếu tiểu hoa mặc áo cưới thì sẽ trông thế nào? Hoa Thường kinh ngạc hai mắt mở to hưng phấn nhìn cô hỏi, "Thê chủ, nàng muốn, muốn lấy ta sao?" Vân Dung vuốt ve má hắn gật đầu đáp, "Ừm, ta lấy chàng." Hoa Thường không giấu nổi niềm vui sướng, hắn liền bổ nhào lên người cô thê chủ giờ nô ra muốn vân dung bật cười nhìn hắn ấy chàng còn đang mang thai mà khoan đã làm bọn trẻ thức kìa hôm nay là ngày thành thân của tiểu hoa hoa thường mặc trên người bộ y phục tân lang đẹp lộng lẫy hắn căng thẳng nhìn tiểu cầm hỏi thế nào ta đẹp không tiểu cầm gật đầu không tiếc lời khen ngợi hắn đẹp tiểu hoa vẫn luôn rất đẹp hoa thường xoa xoa bụng mình thở dài một tiếng chỉ là bụng hơi to eo không thò nữa giao đài tiên trì này đúng là xa thật tiểu cầm tay cầm chiếc lược thương xót nhìn hắn đáng tiếc ngươi xuất giá lại không có người thân bên cạnh tiểu hoa để ta trải đầu cho ngươi hắn trải tóc cho hoa thường dịu dàng nói nhân gian có câu một trải đầu đến trọn đời hai trải đầu phu thê tương kính ba trải đầu con đàn cháu đống hoa thường mỉm cười hạnh phúc nghe có vẻ thật hạnh phúc hắn rũ mắt xuống vẻ mặt ủ rũ nhưng ta không cách nào ở bên nàng ấy đến bạc đầu tiểu cẩm không đành lòng nhìn hắn tiểu hoa hoa thường bật cười ngắt lời hắn nhưng ta có thể sinh con đàn cháu đống tiểu cẩm cảm ơn ngươi ngươi là bạn tốt nhất của ta tuy ta đã sớm xem ngươi là người thân năm đó ngươi vì tu luyện một vài tiên pháp mà đánh cắp mật bản của tiên nhân nghe ta này đợi tương lai ta không còn đây nữa ngươi hãy trở về nhà ngươi khác tộc linh xà chúng ta ngươi còn có rất nhiều người thân tộc nhân đang đợi ngươi trở về họ nhất định đang đợi ngươi tiểu cẩm không nỡ rời xa hắn tiểu hoa lúc này vân giao và vân nguyệt ôm quả cầu đỏ đến ai ra nhìn hai người đến giờ rồi trùm khăn nào tiểu cẩm trùm khăn lên đầu giúp hoa thường cây xanh hoa nở tịnh dế liên áo cưới thắt lưng đồng tâm kết cầm vận phố thành lời cùng mộng đèn hoa cười nhìn người e thẹn vân dung mặc bộ y phục tân nương đứng đợi nhìn hoa thường từ từ bước đến trời đất làm mai nhật nguyệt chứng giám vân dung ta hôm nay cưới hoa thường làm phu mãi mãi không rời xa sinh tử gắn kết khăn trùm đầu được vén lên hoa thường ánh mắt đầy thâm tình nhìn vân dung thê chủ tiểu cầm bế vân giao và vân nguyệt đứng một bên mỉm cười chúc phúc cho hai người hai người cầm chén rượt lên uống rượu ra bôi trên trời lãnh đạm biết mấy nhân gian có ấm lạnh nhân gian một ngày trên trời mấy năm vân dung nhìn hoa thường dịu dàng nói tiểu hoa cuộc sống của chúng ta chỉ mới bắt đầu hoa thường nhìn cô hỏi vậy vậy giờ ta có thể gọi nàng là thê chủ chứ vân dung mỉm cười nhìn hắn chẳng phải chàng luôn gọi ta là thê chủ sao hoa thường đột nhiên đẩy ngã cô xuống đất hắn cởi y phục trên người mình ra nhìn cô dịu dàng hỏi vậy động phòng phải làm sao dù sao chỗ này cũng không có ai chi bằng chúng ta lấy trời đất làm màn chiếu mây mưa cùng nhau vân dung vội ngăn hắn lại chắc vậy không hay lắm hoa thường ấm ức nhìn cô thê chủ không bằng lòng sao vân dung gãi gãi mặt khó xử nói không ý ta là chàng còn đang mang thai hoa thường mỉm cười nhìn cô chuyện này ấy à hắn ôm lấy cổ cô bật cười nói nô ra là rắn chứ đâu phải người lo mấy chuyện này làm gì vân dung bất lực nhìn hắn thật hết cách với chàng hai người trao nhau nụ hôn đàm thắm tiểu hoa nhíu mày vội bế vân giao và vân nguyệt đi ôi các ngươi thật là mấy đứa bé còn ở đây này cục cưng chúng ta đi đừng xem cha mẹ con làm trò xấu hổ vân dung để lên người hoa thường Cô mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, hương thơm nhân gian xuân sắc tàn, chớp mắt kiều diễm tựa ngàn năm, ấy, ủa, sao đuôi lộ ra rồi. Sau khi thành thân, hai người cùng nhau ngao du khắp trốn, đi qua suối nhỏ rừng núi, ngắm hoàng hôn đại mạc, say ngủ trên biển hoa bạt ngàn, ăn uống vui chơi khắp nơi. Người chuyên trông trẻ tiểu Cẩm chỉ biết bất lực thở dài, hai người này lại chạy đi đâu rồi? Bụng của tiểu Hoa ngày càng to, hắn đột nhiên ôm bụng kêu lên, "A, à, a," à, Vân Dung vội đỡ lấy hắn lo lắng hỏi, "Sao vậy, không thoải mái à?" Hoa thường nhìn cô e thẹn nói, nô ra đau chân thê chủ xoa cho ta đi, Vân Dung đầy cương chiều nhìn hắn. Làm nũng quá, duỗi chân ra nào, cô ngồi xuống nhẹ nhàng mát xa chân cho hắn. Hoa thường nhìn cô đến ngây ngốc, Vân Dung đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn hỏi. Sao vậy, nhìn ta làm gì? Hoa thường nhìn cô dịu dàng nói, nô ra chỉ cảm thấy, gần đây đã làm hết mọi việc muốn làm với thê chủ rồi, vốn phải không có gì nuối tiếc. Lại không biết tại sao ngày càng không muốn rời xa nhau, Vân Dung sửng sốt, cô cúi mặt xuống che giấu nỗi đau trong mắt vốn tưởng rằng chỉ cần mình vui vẻ ở bên chàng ấy một năm còn lại là được không ngờ ta cũng ta cũng không thể dễ dàng đối mặt với biệt ly thấy cô buồn như vậy hoa thường mỉm cười an ủi cô thê chủ đừng đau lòng chúng ta đi chơi rất lâu rồi giờ về lương châu đi thứ nhất là sắp sinh thứ hai là bên đó còn có rất nhiều người ta quen biết đến cuối cùng có thể chào tạm biệt họ vân dung gật đầu đồng ý ừ. về lương châu đi ta còn có thể làm gì được đêm khuya nhìn xác chết nằm dưới đất tên đệ tử nhìn trưởng môn thiên lăng bẩm báo xà yêu đó tới vô ảnh đi vô tung công lực ngày càng mạnh lên còn không diệt trừ e rằng sẽ làm hại nhiều người của chúng ta hơn trưởng môn thiên lăng nhíu mày nhìn hắn hỏi vậy xà yêu đó trông như thế nào tên đệ tử nhíu mày đáp lần nào xà yêu cũng đến vào đêm khuya không nhìn rõ tướng mạo chỉ biết cao bằng người đuôi rắn tóc dài trưởng môn thiên lăng nheo mắt lại giận dữ xoay lưng lại xà yêu có tu vi như vậy là hóa hình người được rồi lập tức liên hệ quan phủ gián cáo thị để dân chúng cẩn thận kẻo bị xà yêu hãm hại nhìn thấy ngọc dương đã đến bà ta nhíu mày nói ngọc dương chân nhân người tới rồi ngọc dương chân nhân nhìn cảnh tượng trước mặt lạnh lùng hỏi đây đều do con xà yêu đó làm sao trưởng môn thiên lăng gật đầu nói ngọc dương chân nhân có manh mối gì về con xà yêu này không ngọc dương chân nhân ngập ngừng đáp ta biết một con xà yêu nhưng mà bà ta mím chặt môi vẻ mặt khó xử hoa thường không giống loại sẽ làm ra chuyện này trưởng môn thiên lăng nhìn bà ta vội hỏi con yêu đó giờ ở đâu ngọc dương chân nhân thở dài nói trước đây nó ở lương châu nhưng mấy tháng rồi không thấy đây là la bàn của phái chúng ta, có thể tìm ra yêu quái, ẩn dấu khí tức trà trộn trong loài người. Chỉ cần làm phép là có thể phát hiện ra xà yêu." Trưởng môn Thiên Lăng tức giận nói, "Con yêu này hại người tác oai tác quái, quyết không thể khoanh ta đứng nhìn ở thành Lương Châu." Nên người hầu kinh ngạc nhìn chiếc bụng bầu của Hoa Thường, "Oa, ông chủ Hoa, mấy tháng không gặp, bụng đã to thế này rồi, bao giờ sinh thế? Ta thấy chắc chắn vẫn là thai song sinh." Hoa Thường ôm mặt bật cười nói, "Hi hi, không chừng sinh sáu đấy." Vân Dung kinh ngạc há hốc miệng nhìn hắn, "Sáu?" sau đứa mọi người xung quanh bật cười hâm mộ nhìn hai người ngươi nhìn ông chủ hoa xem nam nhân có thê chủ cương triều có khác đúng là dạng dỡ phơi phới từ nay về sau không phải quả phu nữa rồi hoa thường mỉm cười hạnh phúc nhìn đám người tất nhiên các người không biết đâu ta và thê chủ sống vui vẻ chẳng khác nào thần tiên cả từ nay về sau hoa gia và quy long hành đều giao cho mọi người đấy chúng ta còn chuẩn bị quà thôi nôi cho tiểu vân giao tiểu vân nguyệt đây nơi này có mấy món cho bé chọn đoán tương lai mau ôm bé qua đây hoa thường bế vân doa đặt lên bàn tỉ tỉ trước đi nào giao giao xem thích cái nào thì cầm cái đó vân giao bỏ trên bàn tò mò nhìn mọi thứ cô bé hưng phấn cầm cục xúc sắc lên chơi đùa khóe miệng hoa thường giật giật cái này ai bỏ xúc sắc vào vậy rồi hắn lại đặt vân nguyệt lên bàn nào để đệ, đệ bé cưng mau nào cầm châu báu son phấn gì đó đi vân nguyệt bỏ trên bàn nhìn thấy cục xúc sắc trên tay vân giao cậu bé liền giành lấy hai đứa bé không ai chịu ai giành giật xúc sắc vân dung và hoa thường nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười khổ thật lo cho tương lai của hai đứa trẻ lúc này người bên cạnh đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng được rồi được rồi mau đi ăn tiệc thôi hoa thường dịu dàng xoa xoa chiếc bụng nhô lên thực sự cảm ơn mọi người cố ý chuẩn bị nhiều như vậy mong là bọn trẻ sẽ lớn lên thật vui vẻ ở nhân gian vân dung đau lòng nhìn hắn tiểu hoa chiếc la bàn xoay tròn đệ tử phái thiên lăng nhíu mày nhìn trưởng môn thiên lăng nói sư tôn tìm được rồi chính là ở đây hắn chính là xà yêu vân dung vội chắn trước người hoa thường bảo vệ hắn tiểu hoa lùi lại người của phái thiên lăng đến đây làm gì mọi người xung quanh cũng không vui nói phải đấy xa yêu gì chứ chắc các người tìm nhầm nơi rồi chỗ chúng ta đang làm tiệc thôi nôi cho bọn trẻ trưởng môn phái thiên lăng nheo mắt lại hừ lạnh một tiếng xem ra lũ người này vẫn không biết gì vậy thì để ta cho các ngươi tận mắt nhìn thấy hiện hình đi bà ta truyền linh lực vào pháp bảo ép hoa thường hiện hình á à, vân dung lo lắng nhìn hắn tiểu hoa mọi người xung quanh kinh ngạc há hốc miệng đây đây là ông chủ hoa ngài là chuyện gì vậy một người khác kinh ngạc hét lên á à, bọn trẻ cũng vậy sao Trưởng môn phái Thiên Lăng giận dữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hoa Thường nói cho các ngươi vậy. Con xà yêu này giết chết mười mấy đệ tử vô tội ở phái Thiên Lăng chúng ta. Chúng ta tìm hắn rất lâu rồi. Loại ác yêu này tất nhiên phải diệt trừ phòng hậu hoạn. Hoa Thường nhíu mày nhìn bà ta, gì mà giết chết đệ tử vô tội? Ta không hề giết người. Vân Dung tức giận nhìn bà ta nói, ngậm máu phun người. Suốt thời gian qua ngày nào Tiểu Hoa cũng ở bên ta, huống chi hắn còn đang mang thai, sao có thể đến phái Thiên Lăng các ngươi giết chóc? Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn nhau. Ông chủ Hoa là xà yêu ôi trời không ngờ ta qua lại với xà yêu nhiều năm như vậy vân giao và vân nguyệt không hiểu chuyện gì nhìn nhau hai đứa trẻ qua một tiếng năm lấy vạt áo tên đệ tử phái thiên lăng kia chơi đùa tên đệ tử phái thiên lăng ghép bỏ đạp bọn trẻ ra á à, đừng đụng vào ta tránh ra vân dung nheo mắt lại cô biến ra thanh kiếm giận dữ nhìn hắn các ngươi ức hiếp người quá đáng rồi đấy trưởng môn phái thiên lăng nhíu mày nhìn cô cô hình như ta nhận ra cô chẳng phải cô là thân truyền đệ tử của ngọc dương chân nhân phái lộ hoa sao Vân Dung ôm Vân Nguyệt đang hoảng sợ lên rồi nhìn bà ta ánh mắt lạnh lùng, "Bây giờ ta đã cắt đứt với phái Lộ Hoa, con là của ta, nam nhân cũng là của ta, hôm nay ai muốn đụng tới họ thì cứ qua ải ta đã." Trưởng môn phái Thiên lang nghiêm mặt ra lệnh cho tên đệ tử kia, "Mau phái người tìm Ngọc Dương chân nhân tới đây." Hoa Thường vội ôm Vân Dao và Vân Nguyệt vào lòng an ủi trấn an bọn trẻ, "Các con, Vân Dung tay cầm thanh kiếm lạnh lùng nói, "Nói tiểu Hoa hại người, có chứng cứ gì không? Không cần biết là người hay yêu, kẻ ra tay với thai phu và trẻ con" cũng xứng tự xưng là chính nghĩa sao? trưởng môn thiên lăng tức giận nhìn cô nói năm đại môn phái chúng ta đã tiêu diệt tộc linh xà từ rất lâu trước đây, sao lại có dương nghiệt còn sống? chắc chắn hắn quay lại để báo thủ. ngoài hắn ra thì còn ai được? vân dung và hoa thường mặt biến sắc, lẽ nào là hương vân? một người làm trong hoa gia vội tiến lên nhìn trưởng môn thiên lăng nói đạo trưởng, tuy ông chủ hoa là rắn, nhưng chúng ta quên biết hắn rất lâu rồi. ông chủ hoa không giống kẻ hại người đâu. có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì không? mọi người xung quanh cũng vội lên tiếng nói đỡ cho hoa thường. Phải đấy, sao ông chủ hoa có thể? Ta không tin lắm, ông chủ hoa còn giúp đỡ rất nhiều người. Trưởng môn thiên lắng cầm kiếm lên chĩa về phía đám người ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người vừa nói đỡ cho hoa thường hỏi. Hôm nay hắn không hại các ngươi, lẽ nào ngày mai cũng không sao, dù thế nào đi nữa, người yêu không đội trời chung, hôm nay chúng ta phải thu phục hắn đưa về môn phái rồi phán xử sao. Còn đệ tử này của phái lộ hoa, bà ta nheo mắt nhìn Vân Dung, nếu ngươi muốn ra tay với bản tôn thì ra tay đi, lúc này đột nhiên tiểu cầm xuất hiện. Đừng, đừng đánh nhau, đừng làm hại bọn trẻ. hắn nhìn hai người Vân Dung và Hoa Thường vội nói, hai người mau đưa bọn trẻ chạy đi. Một đạo sĩ tức giận cầm kiếm lên, còn một con yêu nữa à? Cô ta đâm một kiếm vào người Tiểu Cẩm. À, Tiểu Cẩm cố gắng sử dụng pháp lực đưa mọi người rời đi. Tại một ngọn núi nào đó, Hoa Thường ngồi bên Tiểu Cẩm lo lắng nhìn vết thương trên người hắn. Tiểu Cẩm cố gắng gượng, ta bôi thuốc cho ngươi. Tiểu Cẩm yếu ớt lên tiếng. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ta rời nhà mấy trăm năm, những pháp thuật học được cũng có ích lắm đúng không? Hoa Thường bật khóc nước nở nhìn hắn tiểu cẩm ta không nên mang người theo những chuyện này vốn không liên quan tới ngươi tiểu cẩm vươn tay lên về phía hắn lúc ta còn là một chú thỏ con lần đó chính ngươi lấy nước suối trong ao tiên của phủ quy tiên tôn cho ta cứu mạng ta dù là làm bạn hay báo ân đều là ta tự nguyện nhưng mà nếu tương lai có cơ hội có cơ hội đến tộc ta hãy nói với họ đừng ra ngoài đừng đến nhân gian nói xong hắn liền nhắm mắt lại bàn tay rũ xuống hoa thường đau lòng ôm chặt hắn vào lòng tiểu cẩm tiểu cẩm hóa trở về nguyên hình là một chú thỏ Vân Giao và Vân Nguyệt ngồi bên cạnh thi thể Tiểu Cẩm khóc nức nở. Vân Dung đứng một bên môi mím chặt lại vẻ mặt đầy tự trách, "Ta, à, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chẳng luyện ra loại đạo ngụy quân tử đạo mạo nghiêm trang mà họ nói. Nay xem ra, nực cười, đúng là nực cười." Cô tức giận cắm thanh kiếm xuống đất sắc mặt lạnh lùng, "Đạo này, bỏ đi thì hơn." Đêm khuya Vân Dung và Hoa Thường cùng hai đứa trẻ ngồi trước mộ của Tiểu Cẩm, Hoa Thường thương tâm bật khóc nức nở nói, "Tiểu Cẩm, ngươi sẽ mãi mãi là người bạn tốt nhất của ta, chúng ta nhất định sẽ đến gia tộc của ngươi chuyển lời giúp ngươi." ngươi yên tâm đi vân giao và vân nguyệt ngồi bên cạnh khóc không ngừng vân dung nhìn hoa thường hỏi tiểu hoa giờ có thể thu lại đuôi của chàng không hoa thường lắc đầu đáp ta không dùng sức được không biết tại sao bị la bàn đó chiếu vào xong sức lực toàn thân như bị rút sạch lúc này có cặp đôi đi qua ngọ núi này hai người nhìn thấy hoa thường thì sợ hãi vội co chân chạy đi à, có yêu quái rắn yêu vân dung ôm lấy hoa thường an ủi xem ra phải nghĩ cách thu lại đuôi trước mới được chàng còn cách khác không hoa thường nhíu mày nhỏ giọng nói thì cũng có cách đấy chỉ là cần thê chủ giúp ta mới được một buổi tối nọ tại khu rừng hoa thường nói được rồi nơi này không ai nhìn thấy thê chủ nào vân dung lo lắng hỏi chàng chàng có chắc làm vậy được không nhưng ta nên làm thế nào thứ đó ở đâu hoa hường ngơ ngác thứ gì vân dung sờ mó xung quanh với vẻ mặt thích thú thứ đó của chàng hoa thường mỉm cười à ý thê chủ là cái này à chiếc đuôi dài hiện ra khiến vân dung hoảng hốt hoa thường đưa bàn tay vân dung sờ nhẹ lên chiếc đuôi nàng sờ đi ở đây này vân dung vẻ mặt kinh ngạc thì ra là vậy khi này hai tên nhóc con đứng bên phía bụi cây ló đầu ra vân dung tức giận quát chúng nhìn gì vậy không được nhìn tự chơi đi con nít thì hiểu cái gì vân dung thầm nghĩ lần đầu tiên chạm vào đuôi tiểu hoa như vậy cảm giác trơn trơn vẩy lành lạnh hoa thường vẻ mặt như đang thỏa mãn mà nói ưng thê chủ phải xuống dưới một chút nữa vân dung đưa tay xuống phía dưới ở đây ốc a nơi này ấm nóng quá hoa thường kêu lên một tiếng ư ừ, vân dung lúc này mới phát hiện ra điều gì đó thì ra nơi này sẽ khiến tiểu hoa có cảm giác tiểu hoa chàng chàng quấn chặt quá ta không nhúc nhích được hoa thường đỏ mặt thê chủ đừng nói gì nữa mau rót linh khí vào đó đi nghe hoa thường nói vậy vân dung nhanh chóng dùng sức hoa thường thích thú chiếc đuôi phát ra thứ ánh sáng lấp lánh a đuôi đang sáng lên này sau đó chiếc đuôi biến mất đôi chân hoa thường được trở lại hoa thường vui mừng nói cảm ơn thê chủ giúp ta giờ nô ra lại có chân rồi vân dung đè sát hoa thường mà nói tiểu yêu tinh vẫn là có chân thì tốt hơn một lúc sau hai người bế hai đứa nhỏ trên tay rồi bước đi thê chủ giờ chúng ta nên đi đâu vân dung đáp chúng ta đi tìm hương vân một mình ta không địch lại cả môn phát nếu chúng ta gánh tội thay hương vân vậy thì đẩy cô ta ra tự gánh chịu là được nếu không thì làm sao lũ danh môn chính đạo buông tha chúng ta vân dung nhắm chặt đôi mắt dù sao ta không muốn đứng cùng phe với họ nữa tại phủ của hương vân cô nâng tách trà lên vì thế hai người tới tìm ta chính là vì chuyện này vân dung căng giọng cô còn dám nói nhẹ nhàng như vậy chính vì cô lạm sát người vô tội ở phái thiên lăng hại chúng báo thủ lên người tiểu hoa tiểu cẩm cũng bị cô hại chết rồi hương vân thản nhiên đáp lạm sát người vô tội cô chỉ tay lên người vân dung con mắt nào của cô nhìn thấy ta lạm sát người vô tội ta có làm hại dân thường bao giờ không lũ đạo sĩ thối đó thật sự vô tội sao hương vân liền nói đừng đùa nữa ta khác với cặp phu thê mới cưới không có trí lớn chỉ biết yêu đương như mấy người từ hôm đó trở đi ta đã gánh trên vai mối thù sâu như biển của cả tộc hương vân tức giận cho dù ta có mất cái mạng này cũng phải kéo lũ đạo sĩ thối đó chết cùng còn ngươi hương vân hướng mắt về phía hoa thường ngươi là tộc linh xả lại mềm yếu vô dụng chỉ biết mang thai sinh con nam nhân đúng là đồ vô dụng cái hạng người lấy đức báo oán thật chẳng ra gì kẻ hại chết bạn ngươi không phải ta mà là lũ đạo sĩ thối đó thế mà ngươi còn chẳng dám ho he câu nào hoa thường đáp lời oan oan tương báo bao giờ mới dứt có lẽ ta thật sự rất mềm yếu nhưng mà nay dương thọ ta sắp hết chỉ mong có thể ở bên lũ trẻ tộc linh xà từ nay về sau còn có lũ trẻ này chúng sẽ sống ngày tháng tốt hơn chúng ta hương vân đồng tình mà bảo cũng phải đúng là nên để lại lũ trẻ này cô liếc mắt ngươi yên tâm ta sẽ đi tìm lũ đạo sĩ thối đó lần sau nhất định sẽ tính sổ rõ ràng với chúng không làm liên lụy tới ngươi nhưng các ngươi nhất định phải dốc hết sức bảo vệ tốt cho bọn trẻ tộc linh xà hôm đó rắn yêu hương vân thể sẽ huyết tẩy phái thiên lăng báo thù cho tộc linh xà hoa thường khuyên mãi không có kết quả vân dung vì thấy chán ghét người tu đạo nên không hề ngăn cản hương vân một tháng sau, hương vân thống lĩnh chúng yêu giết lên núi thiên lăng, muốn kéo cả phái thiên lăng chết cùng. ngọc dương chân nhân phái lộ hoa dẫn đệ tử chi viện phái thiên lăng mở ra trận chiến lớn với chúng yêu. vân dung nhận được tin là đuổi tới ngay trong đêm. sư tôn, sư huynh, sư đệ khi đến nơi cô lại nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. vân dung bàng hoàng khi trước mặt cô hương vân cùng bạch anh xung quanh đầy máu, bạch anh được đưa về chữa trị. vân dung hốt hoảng đứng bên cạnh. sư tôn từ từ tiến lại. nhiệt đô cuối cùng con cũng tới rồi. vân dung buồn bã. sư tôn thế gian này là thật hay giả là thiệt hay ác hỗn độn khó giải ta hoang phí nửa đời uổng công làm thê chủ hồ thẹn làm đồ đệ không bảo vệ được đồng môn không cứu được phu thị nay ta không còn mặt mũi nào gặp sư tôn không còn mặt mũi nào gặp đồng môn sư tôn ân cần nói với vân dung nếu con đã tới nhân gian chẳng lẽ không biết nhân gian không thanh tịnh như trên trời người nên sống không sống được kẻ nên chết lại không chết được ái hận tình thù sinh sát cướp đạo dây dưa phức tạp ta cũng không giải được sư tôn chăm chú nhìn vân dung vân dung ta vốn chỉ mong con sống vui vẻ ngây thơ mãi mãi không bị tổn thương nay đi hết một lượt ở thế gian con có thấy đúng như ý nguyện của con không vân dung nhìn bàn tay với vẻ mặt buồn bã con còn quá nhiều thứ phải tìm hiểu quá nhiều chuyện muốn hiểu rõ đây chính là đạo con muốn tu cô nắm chặt bàn tay chỉ là vân dung khẽ đỡ hoa thường chỉ là con và hoa thường thật lòng yêu nhau chúng con đã bái đường thành thân giờ đây chàng ấy sắp lâm bồn hy vọng sư tôn sẽ để chàng ấy sinh con yên ổn nói rồi vân dung ho vài tiếng khụ khụ hoa thường lo lắng thê chủ nước mắt chàng tuôn rơi ngọc dương chân nhân lúc trước thê chủ dùng nội lực cưỡng ép phá chú thật nên bị cắn trả nay tâm mạch tổn thương nguyên khí tổn hại nghiêm trọng xin chân nhân để tiểu hoa sinh con ra sau này bọn trẻ trưởng thành cũng có thể thay ta làm bạn với nàng ấy xung quanh vân dung có thứ ánh sáng hiện ra ngọc dương ngọc dương hốt hoảng người là vân dung mỉm cười ngọc dương đã lâu không gặp sư tôn ngọc dương nắm lấy tay vân dung tại sao con tưởng nguyên hồn của sư tôn đã tan biến rồi con đã thử rất nhiều lần cũng không gọi nguyên hồn của người về được sư tôn thật sự là người sao nguyên hồn sư tôn nhập vào cơ thể vân dung nhẹ nhàng xoa đầu ngọc dương ngọc dương không ngờ đã lớn thế này còn xuất sắc như vậy nữa ta thực sự rất vui sư tôn mỉm cười trong vô số tiên nhân ta không phải người có tiền đồ gì cả thế mà lại có một đệ tử như con chịu xem ta là tấm gương ta làm con thất vọng rồi ngọc dương đáp lời không có không có sư tôn luôn là người con kính ngưỡng nhất đều tại đều tại hắn sư tôn khẽ đặt tay lên vai hoa thường không tại ai cả ta và hoa thường ở bên nhau đều vì trái tim chúng ta có lúc trái tim không có cách nào khống chế trên trời cũng là một đời dưới đất cũng là một đời sống đặc sắc cũng là một đời bình thản cũng là một đời chúng ta đều chọn cuộc sống mình muốn là được chủ nhân sư tôn nhìn ngọc dương mà tự nhận lỗi về mình quả thực ta không thể làm gương như một sư phụ cam lòng bỏ hết tất cả theo đuổi tình yêu ta hiểu con làm con thất vọng rồi ngọc dương mỉm cười nhẹ không người không hiểu ánh sáng lại hiện ra xung quanh cơ thể vân dung ngọc dương đây là lần cuối ta và con gặp nhau từ nay về sau con hãy tiếp tục bảo vệ một người phàm như ta còn có con của ta nữa chúng sẽ lớn lên trở thành người có thể đảm đương một phía giống như con vậy ngọc dương ngây người cô đưa tay ra với theo sư tôn sư tôn một bàn tay bé nhỏ hiện ra Ngày trước ngọc dương cũng đã từng với tay về phía sư tôn ngọc dương rưng rưng nước mắt cuối cùng người vẫn rời xa con khi này hoa thường lo lắng cho vân dung ngọc dương lên tiếng hai người đi 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 xin con ra đi ngọc dương nhanh chóng rời đi sau đó nuôi lớn chúng thật tốt hoa thường ôm lấy vân dung mà đáp Cảm ơn, cảm ơn." Như phong ngó đầu ra, cậu bé lo lắng gọi. "Sư tỷ, một lát sau tại khu rừng, Vân Dung đỡ nhẹ người Hoa Thường, "Tiểu Hoa chàng sao rồi? Khó chịu không?" Hoa Thường ôm cái bụng bầu mà khó chịu. "Ừ, thấy thấy hơi đau, hình như sắp sinh rồi." Ngay lập tức Vân Dung bế Hoa Thường lên, thê chủ nặng, Vân Dung càng giọng, không để ý được nhiều nữa. Tại căn phòng nọ, Vân Dung nói, "Ta lập tức đi tìm ông đỡ đẻ." Hoa Thường cau mày, "Không không được." Chiếc đuôi của Hoa Thường hiện ra. "Á, à, tiểu hoa đuôi của chàng lại hiện ra kìa." Lúc sinh không duy trì được hình người, không thể bị người khác nhìn thấy, Hoa Thường nhẹ kéo lấy vạt áo của Vân Dung, "Thê chủ chỉ có nàng giúp ta được thôi. Giờ không có Tiểu Cẩm, chỉ có nàng đỡ ta sinh được thôi." Vân Dung lo lắng, "Ta phải làm thế nào?" Hoa Thường kéo lấy tay Vân Dung sát lại gần mình, "Thế này, dùng sức giúp ta đi." Vân Dung bỗng khựng lại, Hoa Thường kêu lớn một tiếng "Á!", Vân Dung liền hỏi, "Đau không?" Hoa Thường đáp lời, "Thê chủ nói đùa rồi, sinh con có thể không đau sao? Mau lên." Hoa Thường lại kêu lên một tiếng khi này một quả trứng hiện ra, Vân Dung căng giọng, tiểu hoa cố lên, sắp ra rồi, Vân Dung cầm trên tay quả trứng lớn, a à, con ra rồi, vất vả cho chàng quá. Hoa Thường ngơ ngác nói, thê chủ đừng vội, mới đứa thứ nhất, còn nữa mà, Vân Dung hoảng hốt hỏi, còn còn mấy đứa nữa? Hoa Thường ngây người đáp, ta cũng không biết, Vân Dung cố gắng giúp Hoa Thường đỡ đẻ, tiếp nào, hay cứ như vậy trải qua một đêm dài đằng đắng. Buổi tối tại căn nhà nọ, Vân Dung cùng hai đứa trẻ và ba quả trứng ngủ ngon lành. Hoa Thường nhìn thấy vậy thì vô cùng mãn nguyện, vậy là tâm nguyện cuối cùng của ta cũng hoàn thành. Chàng khẽ hôn lên đôi môi Vân Dung, ta không nỡ rời xa mọi người, thật sự không nỡ. Bỗng lúc này có ai đó gọi chàng, "Tiểu Hoa." Hắc Bạch cùng Vô Thường xuất hiện, lại sinh ba đứa, sinh giỏi thật. Đến lúc rồi, chúng ta tới đưa ngươi đi." Hoa Thường đáp lời. "Vâng hai vị đại nhân, nay ta cũng không còn tiếc nuối gì nữa, chúng ta đi thôi." Cùng lúc này, Vân Dung tỉnh giấc, cô đứng dậy rồi chĩa kiếm về phía Hắc Bạch và Vô Thường, hai người nhanh chóng né ra, Vô Thường tức giận Cô làm gì vậy? Muốn đánh nhau à? Đừng cản trở chúng ta làm việc. Vân Dung đứng phía trước hoa thường mà nói, phút cuối rồi, không thử làm sao biết được. Thê chủ, Hắc Bạch liền nói, Vân Dung chúng ta không muốn ra tay với cô. Cô phải biết chúng ta đã cho tiểu hoa sống thêm rất lâu. Vô thường tiếp lời, cô cũng không thể không nói lý chứ. Cô có thấy sai nha địa phủ nào nhân tử như lão nương chưa? Vân Dung đáp lời, ta hiểu những gì hai vị đại nhân nói, cũng rất biết ơn. Nhưng Vân Dung không cách nào khoanh tay đứng nhìn người yêu rời đi, mong đại nhân nương tay tha mạng cho tiểu hoa. Vân Dung nhất định sẽ đội ơn đội đức, thấy Vân Dung nói vậy, Hoa Thường rưng rưng nước mắt, người yêu, Vân Dung rút thanh kiếm ra mà đe dọa, nếu không, ta vốn đã tổn thương tâm mạch, nay chẳng qua chỉ liều mạng đánh một trận cho dù chết vẫn có thể cùng ra đi với chàng ấy, cho dù Diêm Vương tới ta cũng phải thử một lần. Vô Thường khẽ nói nhỏ với Hắc Bạch, làm sao đây, phải ra tay thật sao? Hắc Bạch thở dài một hơi, Tôn Thượng sẽ tức giận đó, Hoa Thường nắm lấy tay Vân Dung, thê chủ nói gì vậy? Nếu thê chủ đi theo nô gia, vậy bọn trẻ phải làm sao? Đời này Tiểu Hoa được quen biết yêu đương sinh con với thê chủ là thỏa mãn lắm rồi, Hoa Thường nhả ra thứ gì đó, rồi hôn lên môi Vân Dung, xung quanh cô luồng ánh sáng hiện ra, Vân Dung ngơ ngác, đây là, chàng đã làm gì ta, Vô Thường khoanh tay hỏi. Tiểu Hoa ngươi đưa nội đan của mình cho cô ta sao? Vân Dung hốt hoảng, Tiểu Hoa sao chàng có thể? Hoa Thường khẽ tựa lên vai Vân Dung, vốn là ta nợ nàng, dù sao giữ lại cũng vô ích, nội đan của ta có thể giúp thê chủ tu luyện, khôi phục tâm mạch, thê chủ nhất định phải nhận lấy. Hoa Thường ôm chặt lấy Vân Dung mà an ủi nàng thê chủ đừng đau lòng sớm muộn cũng đến giây phút này thôi ta đã chuẩn bị rất lâu rồi để ta đi đi vân dung nước mắt tuôn dài nhưng mà thời gian để ta chuẩn bị tâm lý không hề nhiều hoa thường nắm đôi bàn tay vân dung mà mỉm cười xem nhạt ái hận cười với sống chết hy vọng chúng ta đều có thể làm người như vậy sau này nàng sẽ là tấm gương của bọn trẻ hoa thường từ từ đưa tay ra thê chủ cuộc đời đằng đẵng cảm ơn có nàng nói rồi hoa thường cùng hắc bạch và vô thường rời đi hoa thường rưng, rưng rưng nước mắt tạm biệt vân dung đứng lặng người Tiểu Hoa, chàng nhìn thấu cuộc đời, nếu ta không phấn chấn lên, sau này sẽ không còn mặt mũi gặp chàng nữa." Vân Dung quay đầu, nhất định sẽ gặp lại. Sau đó Vân Dung từ biệt môn phái, đưa con xuống núi, Vân Dung một tay bế hai đứa nhỏ, một tay đeo túi đựng ba quả trứng chưa nở, "Hãi, con nhiều quá cũng đau đầu thật. Chi bằng tìm nơi nào sinh sống, nuôi con trước rồi đi ngao du sau." Vân Dung đột nhiên lo lắng, phải cất kỹ trứng mới được, tuyệt đối đừng làm rơi, nặng quá. Ngay lúc này Như Phong chạy đến, "Sư tỷ, cậu bé mỉm cười. Sư Tỷ, sư Tỷ, sao tỷ đi nhanh thế, đợi ta với." Vân Dung ngơ ngác hỏi, "Như Phong sao để lại tới đây?" Như Phong xoa đầu đứa bé, "Sư Tỷ nay ta cũng không còn là đệ tử phái Lộ Hoa nữa, ta đi với tỷ." Vân Dung cau mày, "Đừng ngốc nữa mau về đi, sau này ta là một người lang thang khắp nơi, đệ đi theo ta không những phải chịu khổ, tương lai làm sao gả đi hả?" Như Phong lắc đầu, "Ta chẳng muốn gả đi đâu." Cậu bé nghiêm túc nói với Vân Dung, "Sư Tỷ đừng nghĩ nhiều nữa, ta không phải đuổi theo tỷ đâu, chỉ là ta chán tu luyện rồi." muốn làm một đại hiệp giang hồ tự do tự tại thôi tiện thể vân Dung há hốc mồm tiện thể như phong bế hai đứa nhỏ trên tay tiện thể rút tỷ trông con tỷ xem còn ba trái trứng một nữ nhân như tỷ làm sao ấp ta chuyên gia ấp trứng này vân dung nghe xong thì có chút hoang mạng thằng nhóc này đứng là hết cách với đệ vậy thì tùy đệ như phong đi theo vân dung cậu bé hỏi sư tỷ hoa thường sau đó thế nào vân dung đáp lời tiểu hoa à ta cứ cảm thấy chàng ấy còn sống chỉ là đến một nơi rất xa du lịch thôi cô mỉm cười như tự an ủi bản thân mình cứ cảm thấy chàng ấy vẫn ở bên cạnh ta chưa từng rời xa sau này sau này nhất định sẽ gặp lại họ sống trong một căn nhà nhỏ vùng quê quá trình ấp trứng rất vất vả thực ra hai người đều không biết ấp thế nào lúc thì ôm lúc thì truyền linh lực ấp được khoảng một năm lũ trẻ mới lần lượt nở ra ba đứa trẻ lao về phía như phong ta ta không có sữa ta không phải cha của mấy đứa vân dung cầm bát sữa trên tay bước đến sữa đây sau khi lũ trẻ biết đi thì như phong rời đi đệ ấy nói muốn làm đại hiệp không phải diệt ma trừ yêu mà là hành hiệp trượng nghĩa lại qua rất nhiều năm bọn trẻ đều đã trưởng thành vân dung rời khỏi nhà bắt đầu ngao du khắp nơi đi qua suối nhỏ rừng già ngắm hoàng hôn đại mạc ngủ trên biển hoa bạt ngàn còn tìm được người trong tộc tiểu cẩm nói cho họ biết di ngôn của tiểu cẩm thời gian trôi qua rất lâu rất lâu tóc đen này đã bạc trắng nhưng không biết tại sao dung mạo vẫn trẻ mãi thân thể này lẽ nào đã tu thành tiên thân khi này một cành cây dao động vân dung liếc mắt Ai ở đó? trăm năm tu được cùng thuyền, vượt ba kiếp qua hồng trần. Vân Dung liếc mắt nhìn chú rắn hồng góc bên kia, một ngàn hồng trần tu không hết. Cô mỉm cười, sao lại để ta đợi lâu như vậy? Vân Dung đưa đôi bàn tay ra, tới đây, nhân gian đáng cay, đều ở trong tâm. Chú rắn hồng nhẹ hôn lên trán Vân Dung. Năm đó, sau khi Tiểu Hoa theo Hắc Bạch vô thường đến địa phủ, Hoa Thường nhìn Hắc Bạch vô thường nhíu mày hỏi, hai vị đại nhân, chúng ta đang đi đâu thế? Chẳng phải nên uống canh mạnh bà, đi qua cầu nại hà, vào giếng luân hồi sao? vô thường nhìn hắn lạnh nhạt đáp vốn dĩ phải như vậy nhưng ở đây có mấy tên phiền phức ngươi mau khuyên họ đi đi hoa thường sửng sốt tên phiền phức tiểu cẩm từ xa chạy đến vẫy tay gọi hắn tiểu hoa tiểu hoa hoa thường kinh ngạc vui mừng nhìn tiểu cẩm tiểu cẩm tiểu cẩm chạy đến nắm lấy tay hoa thường mỉm cười nói tiểu hoa ta nhớ người chết mất hoa thường không giấu được vui sướng trong lòng nhìn chằm chằm tiểu cẩm tiểu cẩm quá tốt rồi con có thể gặp được ngươi ở đây ngươi vẫn khỏe chứ tiểu cẩm gãi gãi mặt mỉm cười đáp vẫn khỏe vẫn khỏe tuy nói thế này không hay lắm nhưng chính vì biết còn không tới một năm nên nghĩ dù sao cũng sẽ gặp lại ở đây cũng không có đơn gì ha 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 ngươi đến đúng giờ thật hoa thường bật cười cảm động nhìn hắn cảm ơn ngươi vừa đi tiểu cẩm vừa nhìn hoa thường hỏi bọn trẻ vẫn khỏe chứ ngươi lại sinh thêm mấy đứa hoa thường tâm trạng rất tốt mỉm cười trả lời sinh thêm ba đứa đáng tiếc chưa nở không biết là trai hay gái đột nhiên có giọng nói phía sau vang lên gọi hắn hoa thường bạch anh đi đến nhìn hắn ngập ngừng hỏi sư muội sư phụ sư đệ và môn phái đều ổn chứ? Hoa Thường không ngờ sẽ gặp hắn ở đây vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Bạch anh sư huynh." Hoa Thường thở dài một tiếng nói, "Là thế này, thê chủ luôn rất tự trách. Lúc ta đi, tóc đã bạc trắng một nửa." Bạch Anh thường xót thở dài nói, "Vốn không liên quan đến muội ấy, lại để muội ấy phải gánh hậu quả. Nếu không tại nữ yêu đó," Chưa nói hết câu một giọng nói mỉa mai vang lên ngắt lời hắn, "Ui chà, nữ yêu đó là chỉ ta hả?" Vân Hương ngồi trên thành câu mỉm cười nhìn Hoa Thường hỏi, "Tiểu Hoa, thế nào?" phái thiên lăng bị lão nương hành thảm chứ đúng là hà lòng hà dạ bạch anh tức giận xông vào túm lấy cổ cô ta nữ yêu tàn ác xuống địa phủ vẫn ngông cuồng như vậy vân hương tức giận xông vào đánh nhau với hắn đạo sĩ thối địa ngục còn phải đấu với ngươi thật xui xẻo tiểu cẩm đứng một bên bất lực nhìn hai người đó ôi lúc sống kéo nhau chết cùng chết rồi còn đấu đá mỗi ngày mặc kệ họ đi đi ta đưa ngươi đi xem thứ tốt hoa thường mỉm cười tò mò hỏi thứ tốt gì hai người thập thò thậm thụt đi đến một căn phòng nhìn cuộn tranh trong phòng tiểu cầm giới thiệu qua cho hoa thường ở đó có một cuộn tranh của diêm vương trong tranh có thể nhìn thấy cảnh tượng dương gian hoa thường kinh ngạc hỏi đây chẳng phải phòng của diêm vương sao mau đi đi nếu bị phát hiện là thảm đó tiểu cầm đắc ý nói quỷ sai ở đây sắp đến giờ đổi ca rồi lẽ nào ngươi không muốn xem thê chủ và lũ trẻ giờ thế nào sao ánh mắt hoa thường trở nên kiên định hắn gật đầu đáp muốn vậy vậy chúng ta lén đi xem thử lúc này vân hương và bạch anh cũng chạy đến hai người đồng thanh hô lớn chúng ta cũng muốn xem Bên khác, Quỷ Sai nhìn Diêm Vương hỏi: "Tôn thượng, cần ngăn họ lại không?" Diêm Vương lạnh nhạt đáp: "Không cần để họ xem đi, cũng không phải thứ quý hiếm gì." Hoa Thường đi đến cầm lấy cuộn tranh nhỏ giọng nói: "Diêm Vương, xin cho tiểu Hoa nhìn thấy thê chủ và lũ trẻ nhé." Trong tranh hiện lên cảnh Vân Dung và lũ trẻ đang chơi đùa. Bên cạnh còn có Như Phong giúp cô chăm sóc lũ trẻ. Hoa Thường vui mừng rơi nước mắt: "A, à, quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Nhìn thấy giọt nước mắt của hắn, Diêm Vương khẽ cau mày lại vẻ mặt đầy khó hiểu rõ ràng thê chủ và bọn trẻ sống rất tốt con rắn tiểu hoa lại khóc đau lòng đến vậy đúng là không hiểu nổi mạnh bà đứng bên cạnh lạnh nhạt nói có câu cảm xúc dối ren cảm xúc tất nhiên là vui giận buồn yêu hận tình thù đủ loại mùi vị người ta đau lòng sẽ khóc vui vẻ sẽ khóc cảm xúc dối ren sẽ khóc diêm vương nhìn mạnh bà nhíu mày nói nói giống như ngươi hiểu lắm vậy cơ mà cũng phải ngươi cũng từ nhân gian tới đây có lẽ còn mang theo ký ức của con người mạnh bà trầm mặc một lúc rồi lạnh nhạt đáp tôn thượng cũng nên để họ vào luân hồi rồi ta đưa họ đi nhé Diêm Vương nhíu mày lại nói: "Đi đi, xem cho họ vui vẻ đi, nếu không địa phủ này thành phúc mãn đường luôn quá." Hoa Thường, Tiểu Cẩm, Vân Hương và Bạch Anh cùng nhau xem cuộn tranh vẻ mặt không giấu được niềm hạnh phúc. Giao Giao Nguyệt Nguyệt đã lớn thế này rồi, Như Phong trông trẻ nhìn hài quá, nhiều bé gái quá, tộc linh xà chúng ta có hậu rồi, xem kìa bọn trẻ hoạt bát quá đi mất. Ở địa phủ, Diêm Vương nhìn cuộn tranh vẻ mặt đầy hứng thú, "Ừm, người xuất thế lại có lòng nhập thế, nhân gian thực sự thú vị vậy sao?" Phú Quy Tiên Nhân cũng nói chuyện hợp với ta đấy, thế đưa mấy tên đó đi chưa? Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Bà hỏi, Mạnh Bà gật đầu đáp, vâng, đưa đi rồi. Khụ khụ. Mạnh Bà cúi đầu xuống ho mấy tiếng, vẻ mặt tái nhợt. Diêm Vương nhìn Mạnh Bà lạnh nhạt hỏi, lại khó chịu à? Mạnh Bà không trả lời Diêm Vương mà lạnh nhạt nói, như dặn dò của tôn thượng, rắn hoa vào luân hồi xong là đi gặp Vân Dung. Diêm Vương mỉm cười nhìn Mạnh Bà nói, sức khỏe ngươi đúng là không chịu nổi dày vò. Bản tôn truyền cho ngươi nhiều nội lực và tu vi như vậy, sao lại hao hết nhanh thế? Qua đây cô ta giơ tay lên gọi mạnh bà lại gần diêm vương nắm lấy cằm mạnh bà chiếc mũ áo trên đầu mạnh bà rơi xuống để lộ ra khuôn mặt giống duyệt tình y đúc trên má bên phải có hình hoa mạn đà mắt bên trái có màu vàng còn mắt bên phải có màu xanh thẳm mạnh bà ngẩng đầu lên nhìn diêm vương khẽ gọi tôn thượng diêm vương nhìn mạnh bà mỉm cười nói bản tôn lại truyền cho ngươi một ít nội lực mở miệng mạnh bà lo lắng nhìn diêm vương nói tôn thượng tách nguyên hồn đứa đến dương gian vốn đã tổn thương nguyên khí nặng nề không được truyền nội lực cho ta nữa hắn vừa dứt lời môi diêm vương đã áp xuống môi hắn Ừm. tay mạnh bà siết chặt lấy y phục diêm vương tôn thượng diêm vương nhìn mạnh bà lạnh nhạt hỏi sao vậy tại sao lần nào cũng đỏ mặt thế mạnh bà cúi mặt xuống trầm mặc một lúc rồi đáp tôn thượng chỉ xem như đang giúp ta nhưng ta thì không thể diêm vương nâng cằm mạnh bà lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói bản tôn đưa ngươi về miễn cho ngươi luân hồi giữ ngươi lại bên cạnh ban cho ngươi con mắt luân hồi muôn thế là vì đánh giá cao tư chất của ngươi cũng thấy tò mò với ngươi ngươi nói xem tại sao lần đầu gặp ngươi bản tôn lại để ý khuôn mặt này của ngươi sao lại quen thuộc như vậy mạnh bà nhỏ giọng nói tôn thượng người tôn thượng nhìn thấy là mạnh bà duyệt tình hoa thường nhưng trong con mắt luân hồi muôn thế của ta không phải nhìn thấy tôn thượng con mắt màu hổ phách của mạnh bà lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt cái ta nhìn thấy tôn thượng không nhìn thấy còn cái nhìn thấy cũng đã không nhớ nổi nữa diêm vương khẽ nhíu mày lại nếu không phải bản tôn không dùng được con mắt này thì nhất định sẽ không đưa cho ngươi muốn nói lại không nói rõ cứ nói lấp lửng ở đây mạnh bà thở dài đáp cho dù nói ra tôn thượng bây giờ cũng không hiểu đâu giống như lúc tôn thượng dùng miệng truyền nội lực cho ta có ý thức được đây chính là hôn không trong lòng tôn thượng có thấy rung động nảy sinh một chút tình ý nào không diêm vương khẽ cau mày lại nhìn mạnh bà hỏi ý ngươi nói ta và ngươi phải không nói xong diêm vương lại ôm lấy mặt mạnh bà dùng sức hôn xuống ừm môi lưỡi hai người giao nhau diêm vương mở mắt ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mạnh bà ừm đột nhiên diêm vương hốt hoảng đẩy mạnh bà ra ta không hiểu ta không hiểu đây là cái gì vì thế ta mới nữ đế của triều đại yên lên sổ sinh tử này cô ta vận dụng nội lực hội tụ ở lòng bàn tay bản tôn đi xem thử mạnh bà hốt hoảng vội ngăn diêm vương lại tôn thượng nếu lại tách nguyên hồn thì người sẽ lại bị tổn thương mất nếu bị phát hiện thì chính là tội không thể tha thứ trên chín tầng trời không cần hiểu không cần hiểu chỉ cần giống như bây giờ là được điện diêm vương phán quyết sinh tử nếu có thất tình lục dục thì làm sao ngồi ở vị trí này nữa thân ở điện diêm là diêm vương khẽ thu nội lực lại phán định âm dương thế gian cô ta cầm cuốn sổ sinh tử lên cười lạnh nói ta độ chúng nhân vậy ai độ ta chính là cô ấy trong sòng bài nào 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 đặt xong rời tay đặt xong rời tay lượt cuối cùng đây còn ai không một cô nương đặt hết túi tiền lớn của mình lên bàn kể cả áo khoác ngoài cùng để lên mặt bàn tức giận nói lão nương đặt hết gia sản đây nhất định phải thắng lại hết những gì đã thua trong hôm nay cự đại hết mở đi chiếc cốc xúc sắc đặt xuống bàn cô nương tóc hồng đứng đối diện khẽ nhíu mày lại cười lạnh nói đại nhân này rộng lượng quá vậy chúng ta mở đây chiếc cốc được mở ra cô nương đặt cược hết gia sản kia kinh ngạc hét lên tiểu cái gì cô nương tóc hồng cười vui vẻ thu túi tiền lại đa tạ đại nhân chiếu cô thân thiện tặng đại nhân một chiếc quần cụt đại nhân đi thong thả cô gái cá cửa kia ôm chặt lấy túi tiền của mình vẻ mặt đầy tức giận không cam lòng hét lên không không thể nào chắc chắn các ngươi gian lận ta không phục ta không thể đưa cho các ngươi một công tử nho nhã từ đằng sau đi đến nhìn cô ta lạnh nhạt hỏi chẳng lẽ vị đại nhân này muốn quỵt nợ rất tiếc đây không phải nơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi nói xong hắn cầm chiếc dây thừng lên vẻ mặt cười thân thiện nhìn cô ta cô gái tóc hồng cũng đi đến xoa xoa bàn tay nhìn chiếc đuôi rắn khổng lồ hiện ra cô nương cá cược kia sợ hãi hét lên đuôi các ngươi là quái vật gì thế á à, cứu với cô nương tóc hồng bật cười sảng khoái ha ha hành quá công tử bên cạnh ôm lấy túi tiền mỉm cười nói lại kiếm được một khoản lần này phát tài rồi lúc này vân dung đột nhiên xuất hiện cô tức giận tát cho cô gái tóc hồng kia và chàng trai kia một cái tát lật mặt lão nương vất vả ấp các con ra hết hốt phân đến dọn nước tiểu không phải để các con ăn chơi chắc táng ngày ngày ra chợ làm lừa đảo giang hồ vân giao ôm bên má bị thương ấm ức nói xí chứ sao mẹ mỗi ngày vẽ bùa cho người ta có nuôi sống được cả nhà chúng ta không vân nguyệt bên cạnh cũng nói hùa theo hơn nữa chúng ta đều dựa vào bản lĩnh kiếm tiền chẳng phải trước đây mẹ cũng đi khắp nơi trừ yêu ôm mỹ nam sao vân dung tức xì khói nhìn hai người cái gì sao các con biết chuyện mẹ ôm nam nhân vân giao hử một tiếng tức giận nhìn cô ngọc dương chân nhân nói hết với bọn con rồi lúc nhỏ mẹ quậy lắm đi trêu hoa gẹo nguyệt khắp nơi ngay cả thằng ngốc thôn bên cạnh cũng không tha vân dung khóc không ra nước mắt sư tôn người bán đứng con vân dung ôm lấy túi tiền lớn tức giận bỏ lại một câu tóm lại tịch thu hết lo mà ngồi thiền luyện công đi phải làm gương cho các muội muội đệ đệ chứ vân nguyệt nhìn cô hỏi mẹ mẹ đi thăm như phong tiểu cữu cữu chưa vân dung rũ mắt xuống thở dài nói ta ta đi mấy lần nhưng đệ ấy vẫn không chịu gặp ta các con rảnh thì thay ta đi thăm đệ ấy sư tôn cũng rất quan tâm đệ ấy giờ thế nào vân giao và vân nguyệt ngoan ngoãn đáp vâng ạ à. vân giao vừa đi vừa nhìn vân nguyệt hỏi nguyệt để nói xem rõ ràng tiểu cữu cữu thích mẹ như vậy tại sao mãi không chịu gặp mẹ vân nguyệt bất lực nhìn vân giao tỷ à tỷ không hiểu nam nhân rồi tiểu cữu cữu khác chúng ta tuy bề ngoài chúng ta như vậy nhưng chắc đã 50 tuổi rồi mẹ cũng một đống tuổi rồi lại trẻ mãi không già nhưng tiểu cữu cữu tiểu cữu cữu chỉ là người bình thường nay đã lớn tuổi có nam nhân nào muốn để nữ tử mình thích nhìn thấy dung mạo già yếu của mình đâu hoa ra tiếng hét kinh ngạc vang lên cái gì muốn hai chúng ta tiếp quản cửa hàng quy long vân dung khoanh tay trước ngực nhìn vân giao và vân nguyệt nói cửa hàng quy long vốn là của hoa gia do cha các con và bạn bè cùng nhau gầy dựng sau khi cha các con ra đi cửa hàng quy long được giao cho bạn bè lo liệu bảo đợi các con trưởng thành sẽ giao lại cho các con bây giờ thay vì để hai con đi lừa đảo khắp nơi chi bằng dùng bản lĩnh làm ăn đó vào con đường đúng đắn đến lúc giao cửa hàng quy long cho các con rồi cô dơ tấm lệnh bài lên cho vân giao và vân nguyệt nhìn vân giao và vân nguyệt hai mắt sáng rực lên vội nhận lấy tấm lệnh bài thật sao mẹ hào phóng quá cha con còn để lại thứ tốt thế này sao vân dung nhìn hai người trầm mặc một lúc rồi lên tiếng giao giao nguyệt nguyệt ta phải đi rồi vân nguyệt nhíu mày nhìn cô hỏi mẹ muốn đi đâu vân dung mỉm cười nói nay các con đã trưởng thành nên người mẹ còn vài chuyện muốn làm từ nay về sau hai con phải trông non đệ đệ muội muội sinh sống thật tốt ở đây ta sẽ trở lại thăm các con chủ nhân trẻ tuổi của cửa hàng quy long là một đôi tỷ đệ nhờ tài năng buôn bán xuất sắc hai người kinh doanh cửa hàng quy long rất phát đạt còn vân dung Vân Dung đi tìm Như Phong thở dài nói, Như Phong, ta sắp xếp cho các con xong xuôi, định ra ngoài đi ngao du khắp nơi, để không gặp ta một lần sau. Như Phong tóc bạc trắng đưa lưng về phía cô dịu dàng nói, gặp chi bằng không gặp. Sư tỷ, đời này Như Phong sống rất phóng khoáng vui vẻ, đã thấy đủ lắm rồi, sống đến hôm nay, cũng xem như trường thọ. Nếu có duyên, hẹn gặp kiếp sau, nhất định sẽ không nhường tỷ cho người khác, vẫn còn người đang chờ gặp lại tỷ, duyên phận đúng là kỳ diệu không nói nên lời. Tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng